Các bạn mến, bản dịch của truyện đã có lại nên mình úp tiếp nha. Bản truyện convert mình sẽ đưa qua một danh sách khác, link để phía dưới, các bạn vào theo dõi tiếp. Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 148. Đối mặt vạn thái cực đang xông tới, hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào người thiếu Phượng Hoàng, Mai Tỷ có thể đoán được mục đích của đối phương, nhưng nàng biết bản lĩnh của tiểu Phượng Hoàng. Muốn bắt được tiểu Phượng Hoàng cũng không phải đơn giản như vậy. Nàng lên tiếng, Hương Hương, San Hồng, hai người đối phó với vạn thái cực và vật cưới của ông ta, nhớ kỹ giết được thì giết, không giết được thì an toàn là trên hết, những người còn lại giao cho ta và Thiên Hồ. Dạ, muội biết rồi Mai Tỷ Tỷ. Chỉ, tiểu Phượng Hoàng và Trồn Nhi đồng ý. Giết, Mai Tỷ vừa dứt lời, cơ thể bùng lên ánh sáng vàng, chói lóa. Giống. Bỗng nhiên Mai Tỷ hóa chân thân kim long. Một con kim long năm móng dài chừng 100 mét bay lượn trên bầu trời. So sánh với pháp tượng của Dương Bách Xuyên thì kim long của Mai Tỷ nhỏ hơn rất nhiều, nhưng sự khiếp sợ từ trong ánh mắt của người ngoài lại không hề kém. Bởi vì đây là chân long. Tứ đại thần thú được tu sĩ thời nay công nhận, đứng đầu là rồng. Tứ đại thần thú được nhắc tới ở đây chính là Thanh Long, Phượng Hoàng, Bạch Hổ và Huyền Vũ. Nhưng chân long mà Mai Tỷ hóa thân có toàn, thân màu vàng rực rỡ, kim quang vạn trượng, đây chính là một con kim long. Long tộc lấy kim là cao nhất, kim long ngũ trảo chắc chắn là hoàng thất của long tộc. Huyết mạch vô cùng cao quý. Giới tu sĩ cận đại, đừng nói kim long ngũ trảo, dù là thanh long cũng khó có thể nhìn thấy, bây giờ lại xuất hiện một kim long ngũ trảo, có thể tưởng tượng được mấy chục tán tiên ở đây chấn động tới mức nào. Growl. Tiếng rồng ngâm vang vọng cả núi Chí Tôn. Bay lượn giữa không trung, uy áp của kim long tản ra, bán kính mấy chục dặm, chim muông bắt đầu kêu gào. Long, long, kim long.sao có thể. Có người ngơ ngác tự lẩm bẩm, giọng nói run rẩy. Mai Tỷ hóa thân mà ra khiến cho tất cả mọi người ngây ngốc, bọn họ đều dừng lại nhìn vẽ phía chân trời. Ngay cả vạn thái cực cũng sửng sốt, không tự chủ được dừng bước nhìn về phía kim long đang bay lượn trên bầu trời. Vạn thái cực vô cùng kinh ngạc. Ông ta không ngờ thế giới ngày nay lại có một kim long ngũ trảo. Sau khi hoàn hồn, vạn thái cực mừng như điên, bây giờ Phượng Hoàng có hay không cũng chẳng quan trọng nữa, chỉ cần ông ta có thể thu phục được kim long ngũ trảo, sau này độ tán tiên kiếp thất chuyến sẽ có đồ bảo vệ. Trong cảm nhận của vạn thái cực, thực lực của kim long dường như cũng không quá mạnh, nhiều nhất thì cấp lục chuyển đã có thể sống sót trước mặt nó, thậm chí ngũ chuyển đỉnh thiên cũng được. Muốn bắt được kim long ngũ trảo này đối với tán tiên của thánh địa vạn linh như ông ta không phải là vấn đề, bởi vì công pháp mà thánh địa vạn linh tu luyện chính là giao tiếp với yêu thú, ví dụ như vật cưỡi hổ giang kiếm là do một tay ông ta thuần phục. Lúc này, lại một tiếng thét dài vang lên, chiếp. Tiểu Phượng Hoàng biến thân rồi. Với đôi cánh giang rộng hơn 10 mét, Phượng Hoàng đầy màu sắc tản ra ngọn lửa màu tím bay vút lên trời cao. Rồng bay phượng múa trên bầu trời. Ngay sau đó là một tiếng kêu sắc nhọn, chỉ. Âm thanh này có chút chói tai, tất cả mọi người qua, một cô gái đẹp tuyệt trần đứng ở đó, toàn thân tản ra ánh sáng trắng, chớp mắt cô gái đó đã hóa thành một hồ ly trắng có cao hơn 9 mét, dài 10 mét. Quan trọng nhất là phía sau con hồ ly này đang lắc lư 9 cái đuôi dài chừng 9 mét. Cửu vĩ hồ yêu. Đây cũng là dị thú của đất trời. Thế gian có nhiều hồ yêu nhưng có thể tiến hóa tới hồ yêu 9 đuôi thì không hề nhiều. Chỉ trong chớp mắt, kim long ngũ trảo, chim thần Phượng Hoàng, cửu vĩ hồ yêu lần lượt hóa thân. Đương nhiên ở trên mặt đất, cách cửu vĩ hồ không xa còn có một con trồn toàn thân vàng óng, bốn móng vô cùng sắc nhọn. Chi chi. Sau khi kêu lên, đôi cánh phía sau trồn nhi mở ra, vèo một cái đã hóa thành một tia sáng vàng biến mất ngay tại chỗ, ngay sau đó đã tới bên cạnh Phượng Hoàng trên không trung. Có người hô lên, dị thú trong truyền thuyết trồn thần phi thiên. Trồn tầm bảo nổi tiếng khắp tam giới, tên tiểu tử Dương Bách Xuyên này rốt cuộc là ai, bên cạnh hắn ta lại xuất hiện tới bốn thần thú. Mai Tỷ, tiểu Phượng Hoàng, Thiên Hồ, Trồn Nhi lần lượt biến thân khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Tiếng thét dài của thần thú vang vọng khắp đất trời, truyền đi thật xa, thật xa. Vạn thái cực cũng sốc, lúc này ông ta híp mắt nhìn chằm chằm những thần thú này với ánh mắt nóng rực. Trong cảm nhận của ông ta, những thần thú này còn chưa trưởng thành. Hay nói chính xác hơn là còn lâu huyết mạch mới phản tổ hoàn toàn, thoạt nhìn khí thế mạnh mẽ nhưng thật ra thực lực của mỗi thần thú hẳn là đều bình thường. Lúc này ông ta phải nhanh chóng ra tay,
nếu không tiếng kêu đã vang vọng, khó tránh khỏi tình cảnh các lão quỷ lục truyền ta ở 36 ngọn núi lớn có tu vi cao hơn ông ta phát hiện ra thần thú, nhất định sẽ tới đây. Đến lúc đó sẽ không có phần của ông ta. Nghĩ tới đây, khí thế trên người Vạn Thái Cực bỗng bùng nổ, ông ta khẽ hét một tiếng, đồng thời dậm chân, khí thế ngất trời. Lúc này mục tiêu đầu tiên của ông ta là Tiểu Phượng Hoàng. Trong lòng suy nghĩ trước tiên mình phải bắt được một con thần thú trước khi các cao thủ ở 36 đỉnh núi lớn tới, nếu không thì mình sẽ không có phần. Vạn Thái Cực biết rõ một tán tiên lục chuyển như ông ta là cao thủ trong mắt tán tiên ngũ chuyển, nhưng đặt trong 36 ngọn núi lớn thì chẳng là gì. Nơi nào có tán tiên lục chuyển trung kỳ hậu kỳ, thì cũng có ba lão tổ lục chuyển đại viên mãn đỉnh phong. Động tĩnh ở đây lớn như vậy, Vạn Thái Cực tin rằng chắc chắn sẽ kinh động đến những lão bất tứ tăng cao nhất kéo tới đây. Vì vậy lúc này mình ra tay trước tuyệt đối không sai. Về phần các tán tiên ngũ chuyển khác, muốn tranh với hẳn thì còn kém xa. Nếu có thể hàng phục được tất cả những thần thú thần điểu này thì không còn gì tốt hơn. Lòng tham của con người là vậy đấy. Vạn Thái Cực nhìn chằm chằm Tiểu Phượng, Hoàng, còn nhăm nhe Kim Long, Cửu Vĩ Hồ và Chồn Nhỏ. Đương nhiên ông ta cũng biết muốn bắt toàn bộ những thần thú này là điều phi thực tế. Hiện tại ông ta đặt sự chú ý vào Tiểu Phượng Hoàng, bắt được Tiểu Phượng Hoàng cũng là cơ duyên lớn. Trong mắt Vạn Thái Cực, thần thú tuyệt nhất là Kim Long và Tiểu Phượng Hoàng, mà trong hai thần thú này, ông ta cho rằng Tiểu Phượng Hoàng yếu hơn một chút, có thể bắt rất nhanh. Còn Kim Long thì ông ta cảm thấy khó đối phó hơn Tiểu Phượng Hoàng. Thực tế thì sao? Nếu Vạn Thái Cực biết lửa Phượng Hoàng màu tím của Tiểu Phượng Hoàng có thể đốt cháy cao thủ cấp bậc lục chuyển, chắc hẳn ông ta sẽ không đặt mục. Tiêu thứ nhất lên Tiểu Phượng Hoàng. Nháy mắt Vạn Thái Cực đã bay lên, trong tay phát sáng, đôi tay trông khô khốc lúc này biến thành màu đỏ đậm, miệng phát ra âm phù tối nghĩa khó hiểu giống như lời nguyền cổ xưa nào đó. Đôi mắt già nua cũng biến thành màu lục, thoát cái ông ta đã bay lên không trung, cách Tiểu Phượng Hoàng hơn 20 mét. Ông ta gầm một tiếng, hai tay chộp tới bắt Tiểu Phượng Hoàng. Đôi tay to lớn chấp lại, biến to trăm mét tấn công Tiểu Phượng Hoàng. Trông như sắp chộp lấy Tiểu Phượng Hoàng vào trong bàn tay có thêm pháp lực. Cùng lúc đó, Dương Bách Xuyên là người ra tay đầu tiên. Trong khi ba bốn chục tán tiên đang bao vây hắn vẫn còn chìm đảm trong cảnh mấy người mai tỷ, Tiểu Phượng Hoàng và Thiên Hồ biến thân, Dương Bách Xuyên đã vận chuyển Kim Cang Chí Tôn, cảm nhận pháp tắc chỉ thế, dẫn đạo đến đôi tay khổng lồ kia. Sư phụ từng nói muốn cho hắn dung hợp lực pháp tắc vào thần thông thập nhị Chí Tôn để chiến đấu. Mặc dù trước đây chưa thử bao giờ nhưng Dương Bách Xuyên biết chuyện này không khó. Hắn dung nhập lực pháp tác vào kiếm pháp là có thể dung hợp vào thần thông chí tôn. Vạn pháp trên thế gian tới cuối cùng đều có thể khái quát bằng một câu vạn pháp quy tông. Vì vậy hắn cho rằng không khó. Có lực thần hồn của sư phụ cho hắn mượn, cho dù bây giờ hắn lĩnh ngộ và vận dụng tại chỗ cũng không quá khó. Lực pháp tác là một loại thiên địa chỉ thế, cần dùng thần hồn để cảm nhận dẫn đạo. Chân nguyên và thần thông chí tôn đã có sẵn. Trong tình huống đối mặt với ba mươi mấy tán tiên, sau khi thôi động thần hồn, Dương Bách Xuyên lập tức cảm nhận được thiên địa xung quanh xuất hiện một lưỡng lực lượng khó đong đếm, khó nói rõ, không nhìn thấy, không sờ được, nhưng thật sự tồn tại. Lúc này, Dương Bách Xuyên nở nụ cười. Ngay sau đó, hẳn hô, Kim Cang Chí Tôn. Hân thôi động chân nguyên trong cơ thể, pháp tướng ao nghìn mét sừng sững trong thiên địa, đôi tay tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh. Che khuất bầu trời, giáng xuống ba bốn chục tán tiên. Đôi bàn tay khổng lồ giáng xuống mang theo tiếng gió lốc, cưỡng phong gào thét, vân lôi cuồn cuộn. Thậm chí lúc này không gian cũng trở nên méo mó. Khi đôi bàn tay khổng lồ của tên họ Dương nào đó giáng xuống, núi rừng bên dưới lao sao. Cây đại thụ cao ngất, ba người ôm mới hết phát ra từng tiếng vang nặng nề. Đất đá mịt mù. Đôi bàn tay khổng lồ còn chưa giáng xuống đã khiến mặt đất lộn xộn. Mà giờ khắc này, ba bốn chục tán tiên ai nấy đều mặt mày biến sắc. Ban đầu bọn họ không để ý tới Dương Bách Xuyên, thậm chí khi Dương Bách Xuyên hóa ra pháp tướng nghìn mét, bọn họ còn tin lời Vạn Thái Cực nói đây là thủ thuật che mắt, là áo giáp mà thôi. Nhưng bây giờ bọn họ đã biết pháp tướng nghìn mét của Dương Bách Xuyên không phải giả, đây đúng là chân thân pháp tướng hàng thật giá thật của người ta, hắn có thể thi triển pháp tướng thần thông khổng lồ. Giờ phút này rất nhiều tán tiên cảm nhận được uy áp thiên địa không gì sánh bằng, tất cả đều hối hận xanh ruột, nếu biết trước thì bọn họ đã né tránh rồi. Bây giờ muốn tránh cũng không tránh thoát, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Nhưng mấu chốt là nếu gắng gượng chống đỡ,
bọn họ có thể đỡ được khí tức đáng sợ cỡ này không? Không ai biết. Tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức này vô cùng mạnh, dường như lực lượng khí tức còn mạnh hơn đám tán tiên ngũ chuyển bọn họ. CMN ai nói Dương Bách Xuyên là phi thăng cảnh vậy? CMN là mấy tên khốn vạn linh chân nhân truyền âm nói thằng nhóc Dương Bách Xuyên có tu vi phi thăng cảnh đại viên mãn, và bọn họ tin. Lực lượng khí tức đáng sợ bậc này, một tu sĩ phi thăng cảnh đại viên mãn sao có thể phát ra được? Tất cả tán tiên bị thân thông kim cang chí tôn bao phủ dưới đôi tay khổng lồ đều sợ hãi. Nhưng trên bờ vực sinh tử, oán trách ai cũng vô dụng, chỉ có thể trách lòng tham của bọn họ. Nghe nói tán tiên lão tổ từng chỉ đích danh Dương Bách Xuyên, mọi người không thể xuất sơn nữa. Ai cũng muốn bắt được Dương Bách Xuyên để tranh công trước mặt tán tiên lão tổ, hành động này thật ngu ngốc. Không có thời gian oán trách, lúc này 30-40 tần tiên ai nấy đều phát ra khí tức cường đại, ánh sáng đủ màu tỏa ra, bộc lộ hết bản lĩnh thật sự của mình để đối phó với đôi tay khổng lồ che trời của Dương Bách Xuyên. Nếu không tránh được thì chỉ có thể dốc hết sức, lực chống đỡ, pháp lực của ai mạnh thì người đó có thể sống sót. Ầm 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 ầm, mấy chục đạo khí tức bộc phát, hội tụ thành tiếng nổ như sấm. Mà lúc này, trong mắt Dương Bách Xuyên chỉ có vẻ lạnh lùng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đó là giết sạch lũ khốn này. Cho các ngươi đối đầu với ta này, tưởng ta dễ bắt nạt hả? Hai trưởng không thể đập chết các ngươi, vậy ta dùng 20 trưởng đánh chết các ngươi. Cuối cùng đôi tay khổng lồ che trời cũng giáng xuống người 30-40 tán tu. Ầm ầm. Trong thiên địa chỉ còn lại âm thanh này. Long trời lở đất, ngôn tình hoàn. Khoảnh khắc bàn tay khổng lồ của Dương Bách Xuyên giáng xuống giống như bom nguyên tử nổ tung, còn chưa đến sát mặt đất mà mặt đất đã chấn động. Dưới lực lượng cực lớn, cỏ cây đất đá hóa thành cho với tốc độ có thể trông thấy bằng mắt thường. Rắc, trong lúc bàn tay khổng lồ của Dương Bách Xuyên hạ xuống, mặt đất nứt ra thành một cái khe. Khe càng lúc càng rộng, càng lúc càng dài. Ầm, cả ngọn núi chia thành hai nửa. Xuất hiện một con hào rộng 100 mét, dài hơn 1000 mét. Từng tiếng kêu gào thảm thiết đồng loạt vang lên. Dưới lực lượng khổng lồ bùng nổ, lúc này 30-40 tán tiên cùng kêu gào thảm thiết. Dưới bàn tay khổng lồ của Dương Bách Xuyên, phòng ngự của bọn họ không đỡ nổi một kích, lần lượt vỡ vụn. Sau đó, trong tiếng kêu thảm thiết, thân thể của các tán tiên trực tiếp nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ, hoàn toàn tan thành mây khói. Tính ra thì ngoại trừ 8 tán tiên đối phó với mấy người Mai Tỷ, 44 tán tiên còn lại đều mất mạng dưới song trưởng của Dương Bách Xuyên. Pháp tướng cao 1000 mét dung hợp lực pháp tắc, mượn lực thần hồn của sư phụ, thì triển tầng thứ nhất của thập nhị chí tôn là thần thông kim cang chí tôn, một kích giết chết 44 tán tiên ngũ chuyển. Chiến kỹ bậc này, uy lực thần thông bậc này đủ khiến cả đảo tán tiên, thậm chí toàn tu chân giới chấn động. Dương Bách Xuyên cũng kinh ngạc trước một kích này của mình. Hắn không ngờ thần thông chí tôn của sư phụ lại có thế phát huy uy lực lớn như vậy. Nói đúng ra đây là công lao của sư phụ, bởi vì lúc này toàn thân hắn tràn đầy lực thần hồn mà sư phụ truyền cho. Thật không ngờ kim quang chí tôn dung hợp pháp tắc lại có thể phát huy lực lượng đáng sợ cỡ này. Nhưng cũng có di chứng, có lẽ là do dùng lực quá độ nên lực lượng trong cơ thể hắn đã tiêu hao phân nửa. Sau đó, pháp tướng cao 1000 mét thu nhỏ lại, từ 1000 mét giảm xuống còn 600 mét. Nhưng cho dù là vậy, lúc này hắn đã trở thành một sát thần đứng giữa thiên địa. Cùng lúc đó, Vạn Thái Cực và Tiểu Phượng Hoàng đang giao chiến ở một bên khác. Chiếp! Đối mặt với cú bắt của Vạn Thái Cực, Tiểu Phượng Hoàng lập tức thét dài, sau đó phun ra ngọn lửa màu tím. Nàng nhớ lời dặn của Mai Tỷ, đánh nhanh đừng nương tay, có thể giết nhanh gọn lẹ trong một lần là tốt nhất. Vì vậy Tiểu Phượng Hoàng dứt khoát phun ngọn lửa màu tím đốt Vạn Thái Cực. Đương nhiên Vạn Thái Cực không phải đèn cạn dầu, mặc dù ông ta là tán tiên lục chuyến sơ cấp, nhưng còn có một tòa kỵ hổ răng kiếm cường đại, hai người hợp sức có thể so với tán tiên lục chuyển trung kỳ, thực lực không thể khinh thường. Đạo tu luyện có phân lằn danh cảnh giới, tam, lục, cửu, thập nhị là 4 lẫn danh lớn của tán tiên, vượt qua mỗi lẫn danh thì thực lực sẽ tăng gấp bội. Vì lẽ đó, tán tiên lục chuyển Vạn Thái Cực vẫn có thực lực. Nhưng lúc này, đôi tay khổng lồ mà ông ta ngưng tụ ra và ngọn lửa màu tím của Tiểu Phượng Hoàng đã chạm vào nhau. Ầm ầm. Trong tiếng vang nặng nề, chỉ thấy sau khi đôi tay khổng lồ ngưng tụ từ pháp lực tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt và ngọn lửa màu tím của Tiểu Phượng Hoàng và đụng vào nhau, mặt Vạn Thái Cực lập tức biến sắc, chỉ thấy đôi tay tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt của mình bị ngọn lửa màu tím của Tiểu Phượng Hoàng đồng hóa.
thoát cái đôi tay ngưng tụ từ pháp lực của ông ta đã bị đồng hóa, thậm chí có thể nói là bị ngọn lửa màu tím của tiểu phượng hoàng cần nuốt. Điều này làm cho vạn thái cực thay đổi sắc mặt, cấp tốc lùi về sau. Bởi vì ngọn lửa màu tím của tiểu phượng hoàng dư thế không giảm, trực tiếp tấn công ông ta. Ông ta cảm nhận rõ nếu mình xem nhẹ thì ngọn lửa màu tím của tiểu phượng hoàng chắc chắn có thể làm mình bị thương. Đúng lúc này, vạn thái cực nhận thấy trời bỗng tối sầm, sau đó ông ta cảm nhận được một luồng uy áp cường đại phủ xuống toàn bộ núi Chí Tôn. Vạn thái cực đúng lúc trông thấy hai bàn tay che khuất bầu trời của Dương Bách Xuyên giáng xuống, 44 tán tiên ngũ chuyển không một ai may mắn tránh thoát, cơ thể của bọn họ nổ tung, hóa thành cho giống như cỏ cây trên ngọn núi kia. Ôi! Vạn thái cực hít sâu một hơi, từ trước đến giờ ông ta chưa từng nghĩ tới có người có thể đập chết 44 tán tiên ngũ chuyển dưới song trường. Quá đáng sợ, hành động mạnh bạo như thế, thần thông cao cường như vậy, e là mấy tán tiên lão tổ mới làm được nhỉ. Nhìn mặt đất nứt ra thành con hào lớn kia, một cơn ớn lạnh bò dọc lên sống lưng vạn thái cực. Lúc này trong lòng vạn thái cực chỉ có một ý nghĩ, chạy. Dương Bách Xuyên có tu vi yếu nhất trong mắt ông ta lại là người lợi hại nhất, cũng có thể nói là mấy thần thú thần điểu bên cạnh Dương Bách Xuyên không có ai yếu cả. Vạn thái cực cực sốc trước thủ đoạn của Dương Bách Xuyên. Lúc này ông ta đang phân tâm, mà phân tâm ất chịu thiệt. Bởi vì một ngọn lửa của tiểu phượng hoàng đã đốt lên người ông ta. Á! Vạn thái cực hét lên thảm thiết. Nếu ông ta không phân tâm thì có thể tránh thoát ngọn lửa dư ba này của tiểu phượng hoàng. Nhưng, đúng lúc bên kia Dương Bách Xuyên ra tay với 44 tán tiên, động tĩnh rung trời khiến vạn thái cực phân tâm, kết quả là lần này vạn thái cực bị ăn hành. Ngọn lửa màu tím của tiểu phượng hoàng không phải đùa, vô cùng bá đạo. Tuy chỉ là dư ba, nhưng lần này cũng đủ khiến vạn thái cực nếm trải cảm giác bị lửa phượng hoàng thiêu đốt. Trong tiếng hét thảm thiết, vạn thái cực lại bắt đầu hoảng loạn vì không thể dập tắt ngọn lửa màu tím trên người mình. Cho dù ông ta dùng địa nguyên tán tiên dập lửa cũng vô dụng, trái lại còn cảm thấy lực lượng của mình bị ngọn lửa màu tím cần nuốt. Lần này vạn thái cực sợ rồi. Ông ta càng không dám ở lại. Một khắc trước trong đầu còn nghĩ phải bắt một con phượng hoàng tu luyện. Nhưng bây giờ ông ta đã quảng ý nghĩ ấy lên 9 tầng mây. Vèo, vạn thái cực chịu đựng ngọn lửa không thể dập tắt trước ngực, chạy thoát thân. Nhưng đúng lúc này, một tiếng thét dài vang lên bên tai ông ta. Chít, vạn thái cực chỉ cảm thấy mắt hoa lên, hình như có ánh sáng vàng lấp lánh lóe lên. Một giây sau, ông ta cảm thấy cổ lạnh lạnh. Phụt, vạn thái cực lơ lửng giữa không trung, nghe thấy âm thanh phụt nước dưới áp lực mạnh. Sau đó ông ta mở to mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ ánh sáng vàng vừa nãy là gì. Không có bất cứ sóng linh lực nào vậy mà có thể đến gần ông ta, mấu chốt là nó chỉ kề sát cổ ông ta một thoáng rồi biến mất ngay, tốc độ còn nhanh hơn một tán tiên lục chuyển như ông ta, không thấy rõ. Đó là con chồn bên cạnh Dương Bách Xuyên, nó giang hai cánh bay giữa không trung, chặn trước mặt ông ta. Lúc này, tọa kỵ của vạn thái cực là hổ răng kiếm như phát hiện thấy đại địch, bất giác gầm to với con chồn. Nhưng đối với vạn thái cực mà nói, tất cả đã kết thúc rồi. Bởi vì cổ của ông ta đã gãy. Âm thanh phụt nước mà ông ta nghe thấy chính là tiếng phun máu. Nói cách khác, ông ta toang rồi. Tầm mắt tối sầm lại, ý thức của vạn thái cực chìm vào bóng tối. Thật ra lúc này dưới đất vẫn còn một người bất động, đó là tán tiên mỹ phụ của Thông Tiên Cung. Ngay từ đầu bà ta không muốn đối địch với Dương Bách Xuyên, cho nên khi những người khác xông lên, bà ta không hành động mà chỉ quan sát chiến trường, nhìn thấy uy lực song trướng của pháp tướng cao nghìn mét của Dương Bách Xuyên, nhìn thấy ngọn lửa màu tím bá đạo của tiểu phượng hoàng tấn công vạn thái cực. Tiếp đó bà ta lại nhìn thấy thần chồn phi thiên hóa thành ánh sáng vàng nhanh hơn tia chớp, lao xẹt qua cổ vạn thái cực muốn chạy trốn, sau đó nhìn thấy vạn thái cực trợn trừng mắt, đầu dọn nhà rơi từ trên không trung xuống, rơi thẳng vào con hào lớn mà song trưởng của Dương Bách Xuyên bổ ra. Tiếp theo là thi thể không đầu của vạn thái cực từ trên lưng của hổ răng kiếm rơi xuống. Con chồn kia lại lóe lên, lao thẳng tới thi thể của vạn thái cực. Nhưng tọa kỵ của vạn thái cực gầm to với con chồn, kết quả là lông trên người con chồn dựng ngược lên, nó phát ra tiếng gầm xuyên thẳng vào mây xanh với tọa kỵ hổ răng kiếm của vạn thái cực. Chít! Tiếng gầm đâm rách màng nhĩ qua đi, hổ răng kiếm xoay người chạy không chút do dự, không dám chống đối con chồn. Kế tiếp! Con chồn hóa thành một đốm sáng vàng xuyên thủng cơ thể của vạn thái cực. Một giây sau, thi thể không đầu của vạn thái cực chia năm xẻ bảy, trên móng vuốt của con chồn xuất hiện một viên đạo tâm pháp lực. Mí mắt của Mỹ phụ Thông Tiên Cung dần giật,
nhìn con chồn nuốt đạo tâm pháp lực của vạn thái cực. Đến lúc này, vạn thái cực hoàn toàn tan thành mây khói. Trong khi đó, tiếng rồng gầm của Mai Tỷ vang vọng bầu trời, mấy tán tiên nhăm nhe nàng từ đầu cũng phân tâm sau cú sốc Dương Bách Xuyên giết hơn 40 tán tiên, kết quả là bị Mai Tỷ quét ngang bằng một kích thần long bài vĩ. Sau đó nàng gầm to, phun ra một ngụm long tức màu vàng tiêu diệt 4 tán tiên, khiến bọn họ tan thành mây khói. Hiện tại một ngụm long tức của Mai Tỷ không phải ai cũng có thể chống đỡ. Về phần thiên hồ trên mặt đất, sau khi nàng ta hóa thân cũng có 3 tên chán sống xông tới, cũng bị ánh sáng đỏ phát ra trong đôi mắt thiên hồ nhiếp hồn. Ánh mắt của 3 tán tiên trở nên vô hồn, bọn họ bắt đầu đánh nhau. Mặc dù thiên hồ là người có tu vi yếu nhất trong nhóm, nhưng nàng ta là cửu vĩ hồ chân chính. Hồ tộc trời sinh có thuật mê hoặc, ánh sáng đỏ phát ra trong mắt chính là thần thông nhiếp hồn. Trực tiếp khiến 3 tán tiên chúng chiêu đánh nhau, không động đến một sợi lông của thiên hồ. Lúc 9 cái đuôi của thiên hồ chia ra tấn công 3 tán tiên, muốn một kích đánh chết 3 người. Ầm ầm ầm. Sau một loạt âm thanh hỗn loạn, trên người 3 tán tiên phát ra ánh sáng đối kháng với 9 cái đuôi của thiên hồ. Đây là phòng ngự của riêng tán tiên, đuôi thiên hồ không thể phá vỡ phòng ngự của 3 người này, trái lại còn khiến bọn họ tỉnh táo lại. Phòng ngự của thiên hồ chỉ làm cho 3 tán tiên đánh nhau hộc máu. Suy cho cùng tu vi của thiên hồ hơi yếu, chênh lệch rất lớn với tán tiên ngũ chuyển. 3 tán tiên bị đánh đã tỉnh táo lại lập tức nổi giận xông về phía thiên hồ. Tình huống này chẳng khác nào cục điện mất khống chế và bị phản vệ, nhất thời thiên hồ rơi vào nguy hiểm. Nàng ta sử dụng mị hoặc chỉ nhãn cũng phải trả giá, có hạn chế, không phải lúc nào cũng dùng được. 3 tán tiên xông tới, sắc mặt thiên hồ tái mét. Nhưng nàng ta có thể dùng lực một kích mê hoặc 3 tán tiên ngũ chuyển, năng lực cỡ này đã coi như nghịch thiên rồi. Thiên hồ nhìn 3 tán tiên mặt mày dữ tợn ở gần ngay trước mắt, gượng cười nói, vẫn còn yếu, nếu cho mình thêm thời gian 60 năm tu luyện thì 3 tên tán tiên này sẽ bị bức tử. Thiên hồ âm thầm cười khổ, nhắm mắt lại. Sau khi thi triển mị hoặc chi nhãn, cơ thể rơi vào giai đoạn suy yếu, không có sức phản kháng. Phập phập phập. A a a. Sau đó, 3 tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, thiên hồ đợi một lúc lâu mà không thấy bị tấn công. Nàng ta mở mắt ra thì thấy kiếm đồ long của Dương Bách Xuyên lơ lửng trước mặt mình. Mà lúc này Dương Bách Xuyên đã thu hồi pháp tướng, khôi phục dáng vẻ bình thường, mỉm cười nhìn nàng ta. Không sao rồi. Dương Bách Xuyên đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn thiên hồ bị thương, kỳ thật hẳn vẫn luôn quan sát tình hình của bọn họ. Sau một trận đại chiến, Dương Bách Xuyên rất vui mừng vì sức mạnh của mọi người đã thay đổi về chất so với hàng trăm năm trước. Hơi thở rồng hiện tại của Mai Tỷ đã đạt đến mức gần như có thể ngay lập tức giết chết một tán tiên cấp 5, và ngọn lửa màu tím của Tiểu Phượng Hoàng giờ có thể trực tiếp đe dọa tán tiên cấp 6 cấp sơ kỳ, rất mạnh mẽ. Chưa kể các đòn tấn công của chồn nhỏ gần như ma quái, tạo cho Dương Bách Xuyên cảm giác móng vuốt sắc bén của chồn nhỏ có thể phá vỡ bất kỳ phòng ngự nào của chủ nhân. Thiên Hồ cũng không tệ, sau khi nhìn thấy đôi mắt của nàng ta phóng ra ánh sáng đỏ, 3 tán tiên đã hỗn loạn. Mặc dù cuối cùng không giết được 3 tán tiên, nhưng có thể khiến 3 tán tiên rơi vào tình trạng loạn đã rất có bản lĩnh rồi. Dương Bách Xuyên cho rằng đó là bùa mê độc nhất vô nhị của hồ tộc, hiện tại thiên hồ có thể làm mê hoặc các tán tiên cấp 5, nếu đợi tu vi của nàng ta tiến xa hơn, 3 tán tiên cấp 5 đối với nàng ta cũng không đủ. Cho dù là ở tình huống hiện tại, chỉ cần thiên hồ có trợ thủ bên cạnh, thiên hồ sẽ thi triển bùa chú mê hoặc địch nhân, đối phương sẽ ra tay giết chết kẻ địch. Căn bản sẽ vô địch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vừa rồi thấy thiên hồ suýt nữa bị 3 tán tiên tấn công, Dương Bách Xuyên đương nhiên sẽ không để nàng ta bị thương, phân tán pháp thể, hắn một chiêu giết chết 3 tán tiên, xuất hiện trước mặt thiên hồ. Khi thiên hồ nhìn thấy Dương Bách Xuyên xuất hiện trước mặt mình, trong mắt nàng ta hiện lên một tia sáng, nói, cảm ơn. Nàng ta quả thực bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Dương Bách Xuyên cười tâu toét. Sao lại khách sáo như vậy, ta cũng chỉ tiện tay giúp thôi. Chủ yếu là nhờ tỷ làm cho 3 tán tiên thần trí rối loạn, nếu không cũng sẽ không dễ dàng giết chết họ. Dù sao ngươi rất mạnh mẽ, điều này không thể phủ nhận thiên hồ sau khi thả lỏng, toàn thân nàng ta lóe lên bạch quang, mỉm cười hóa thành hình người, nhưng lúc này trên trán đều đẫy mồ hôi, trên mặt trông rất xanh xao. Ngồi xuống điều chỉnh một lát Dương Bách Xuyên biết trước đó thiên hồ đã mê hoặc 3 vị tán tiên. Hẳn nhất định đã sử dụng một loại bí pháp nào đó, thủ đoạn càng bí mật thì càng phải trả giá đắt. Đối với hắn cũng vậy,
mặc dù hắn vừa mới giết chết hơn 40 vị tán tiên trong một lần, có một phần trợ giúp đến từ hồn lực của sư phụ, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi, sát chiêu càng mạnh thì càng tiêu hao càng nhiều năng lượng. Trong lúc nói chuyện, hắn đưa cho Thiên Hồ hai quả linh đào, giúp nàng ta điều trị. Ừ, Thiên Hồ không khách khí với Dương Bách Xuyên, lấy hai quả linh đào bắt đầu điều tia. À. Lúc này, Mai Tỷ đi tới và nói, Vân Tử, nữ nhân đó nên xử lý thế nào? Dương Bách Xuyên vừa quay đầu lại, mỹ nữ trong Thông Thiên Cung bị Tiểu Phượng Hoàng cùng chồn nhỏ vây quanh, nhìn chằm chằm vào nàng, nếu như không phải nữ nhân này ngay từ đầu đã đứng ở chỗ đó, không ra tay đến cuối cùng, tôi e rằng Tiểu Phượng Hoàng và chồn nhỏ đã sớm động thủ. Dương Bách Xuyên biết mỹ nữ của Thông Thiên Cung ngay từ đầu đã không có ác ý với mình, thậm chí còn gửi tin nhắn nhắc hắn chạy trốn, như vậy hắn đương nhiên sẽ không làm nàng khó xử. Qua đó xem thử đi. Nàng ấy không phải kẻ địch. Dương Bách Xuyên nói với Mai Tỷ, đi về phía mỹ nữ Thông Thiên Cung. San Hồng, Hương Hương, lùi lại đi, nàng ấy không phải kẻ địch. Dương Bách Xuyên bảo chồn nhỏ và Tiểu Phượng Hoàng thả lỏng cảnh giác với mỹ nữ của Thông Thiên Cung. Lúc này Diệu Huyền vừa nhìn vừa nghe Dương Bách Xuyên đi về phía mình, ánh mắt rất phức tạp, đương nhiên, sự phức tạp của nàng càng phức tạp hơn bởi vì thực lực của Dương Bách Xuyên. Trước đây nàng đã nhắc nhở Dương Bách Xuyên chạy trốn. Nàng cũng muốn giúp Dương Bách Xuyên xử lý, ai biết chỉ trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên và bằng hữu của hãn đã giết chết hết đám tán tiên, trong đó còn có tán tiên cấp 6. Sức mạnh và thủ đoạn như vậy hôm nay đã khiến Diệu Huyền bị sốc đến tột đỉnh. Đồng thời Diệu Huyền cũng mừng thầm trong lòng, hôm nay mình không ra tay, càng may mắn hơn là Dương Bách Xuyên cùng cháu gái Tử Hà của Thông Thiên Cung là sư tỷ sư đệ, cho nên nàng nể mặt Tử Hà, không có ra tay với Dương Bách Xuyên, thậm chí còn muốn giúp đỡ hắn. Nhưng hiện tại xem ra, những lo lắng trước đây của nàng đã không còn cần thiết, sức mạnh của Dương Bách Xuyên vượt quá sức tưởng tượng. Nếu ngay từ đầu nàng đã đi theo các tán tiên khác để tấn công Dương Bách Xuyên, thì bây giờ nàng cũng đã chết rồi. Nhưng đồng thời, Diệu Huyền lại lo lắng, bởi vì nàng biết, 30 tán tiên cấp cao đỉnh phong nhất định sẽ ra tay, hôm nay động tính quá lớn, nhất định sẽ kinh động những lão quỷ đang tu luyện ở trong núi kia. Thậm chí nói không chừng ba vị thần tiên lão tổ cũng đã biết chuyện vừa mới xảy ra, nếu tán tiên cấp cao ra tay, hoặc là ba vị tán tiên lão tổ ra tay, dù Dương Bách Xuyên có mạnh mẽ tới đâu, e là cũng khó mà đối phó được. Có thể một hơi giết hơn 40 tán tiên cấp 5 không có nghĩa là hắn có thể giết được tán tiên cấp 6 cao cấp. Sự khác biệt giữa cấp 5 và cấp 6 nghe có vẻ chỉ khác nhau một cấp, nhưng trên thực tế, sự khác về sức mạnh là một sự khác biệt rất lớn. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên và những người khác có thể giết vạn thái cực 6 cấp sơ kỳ, nhưng chưa chắc có thể giết được tán tiên cấp cao hoặc cấp 6 hậu kỳ. Lúc này Diệu Huyền bị thực lực của Dương Bách Xuyên làm cho kinh hãi, nhưng cũng lo lắng cho hắn có thể xử lý được chuyện tiếp theo sao? Nàng biết quá nhiều về nương Bách Xuyên giống như phá vỡ bầu trời đảo tán tiên. May mẫn thay, những kẻ đã đi ra cho đến nay về cơ bản đều là những nhóm tán tiên do một số thánh địa lớn dẫn đầu, những kẻ tán tiên đó vẫn chưa ra ngoài. Nên tự nhiên vẫn còn những tán tiên ở trên núi Chí Tôn. Lúc này Diệu Huyền đang nghĩ, Dương Bách Xuyên nên cảm ơn các tán tiên đứng đầu các thánh địa này không bao giờ hòa hợp với các tán tiên khác, nếu không, nếu những tán tiên đó gia nhập, thì Dương Bách Xuyên sẽ trở thành kẻ thù của tất cả tán tiên trên đảo tán tiên. Ngay khi Diệu Huyền đang suy nghĩ những chuyện này, Dương Bách Xuyên đi tới trước mặt nàng nói, ngươi đi đi, ta không làm khó ngươi, hôm nay cảm ơn ngươi đã truyền âm nhắc nhở. Dương Bách Xuyên ta sẽ ghi nhớ ân tình này. Diệu Huyền nghe Dương Bách Xuyên lời nói cười khổ, nàng tự nhiên sẽ rời đi, sẽ không bao giờ ở lại, nhưng trước khi đi nàng vẫn sẽ nói lại những lời mình nên nói, đây cũng là một lời giải thích đối với cháu gái Tử Hà. Nhìn Dương Bách Xuyên Diệu Huyền nói thẳng, Tử Hà của Thông Huyền Cung phải gọi ta là cô. Ta tên là Diệu Huyền. Đây là câu đầu tiên, Diệu Huyền tiết lộ thân phận, có nghĩa là nàng biết chút ít về Dương Bách Xuyên, còn nói với Dương Bách Xuyên. Diệu Huyền ta có thể coi là bằng hữu của ngươi, sẽ không làm hại ngươi. Dương Bách Xuyên nghe hiểu ý tứ của Diệu Huyền, hắn sửng sốt một chút, lúc này hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao người phụ nữ xinh đẹp này của Thông Thiên Cung lại cố gắng khuyên can hẳn mà không hề có ác ý gì với hẳn, hóa ra là cô của tiểu sư tỷ Tử Hà trong truyền thuyết. Nói như vậy, mối quan hệ đã thực sự tiến thêm một bước. Nghĩ đến Diệu Huyền biết về mối quan hệ của hắn với tiểu sư tỷ Tử Hà. Năm đó ở tu chân giới hắn và người của mấy thánh địa lớn có mâu thuẫn, hoặc là nói cung chủ Diệu Âm của Thông Thiên Cung nói với nàng, điều này không lạ, đảo tán tiên vẫn luôn có liên lạc với tu chân giới, Diệu Huyền biết chuyện của Hân cũng không lạ. Tuy nhiên,
Dương Bách Xuyên tin rằng Diệu Huyền chắc chắn không biết sư phụ của hắn và tiểu sư tỷ tử Hà chính là Vân Thiên Tà, đúng hơn là chủ nhân của núi Chí Tôn, nếu không, có lẽ sẽ không lo lắng cho hắn. Vì nàng là cô của tiểu sư tỷ tử Hà nên Dương Bách Xuyên phải chú ý đến nàng một chút, lập tức chào hỏi, bái kiến Diệu Huyền tiền bối, xin hãy tha thứ cho ta vì đã vô lễ. Diệu Huyền cười khổ, nói với Dương Bách Xuyên, sao lúc này ngươi lại khách khí như vậy? Cho dù ta muốn giúp cũng không giúp được ngươi nữa. Vân tử, nghe lời ta, mau chóng rời khỏi núi Chí Tôn. Ngươi được coi là mạnh hơn nhiều so với người bình thường, nhưng những cao thủ thực sự của núi Chí Tôn đang ở núi Tam Thập Lục. Vừa rồi chấn động quá lớn, ta sợ nó đã cảnh báo họ, hãy mau rời khỏi đây, chậm một bước sẽ không kịp nữa. Thành thật mà nói, ở núi Chí Tôn không chỉ có nhóm tán tiên do đứng đầu các thánh địa mà còn có nhóm tán tiên tán tu. Hôm nay ngươi đã giết nhiều người như vậy trên núi Chí Tôn thì nói không chừng người của phe tán tiên tán tu sẽ tìm ngươi gây rắc rối. Núi Chí Tôn là thánh địa trong lòng tất cả tán tiên ở đảo Tán Tiên, ngươi giết nhiều tán tiên ở núi Chí Tôn như vậy, bọn họ sẽ cho rằng ngươi khinh nhờn núi Chí Tôn. Tán Tiên Tông môn có 3 vị tán tiên lão tổ, tu vi cấp 6 đại viên mãn đỉnh phong, thậm chí 3 vị lão tổ đã áp chế tu vi mấy ngàn năm, chính là sự tồn tại thần thông chân chính. Mà tán tiên tán tu cũng có 3 vị lão tổ. Không phải ta coi thường ngươi, nhưng thật sự không thể trêu vào bọn họ, đừng nói đến 6 vị lão tổ, chỉ cần 10. Cao thủ tán tiên ở núi Tam Thập Lục, tu vi đều là cấp 6 hậu kỳ, thật đó, bọn họ vẫn chưa rời núi, các ngươi mau chạy đi. Dương Bách Xuyên cười khổ nói, chỉ sợ rời đi đã muộn, bọn họ đã sắp tới rồi. Hơn nữa, ta cũng không có ý định chạy trốn, đó không phải phong cách của ta. Cái gì, đã sắp đến rồi, Diệu Huyền kinh hô. Nhìn xung quanh nhưng cũng không thấy ai, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên không tầm thường, ta đường đường là tán tiên cấp 5 cũng không phát hiện có người đến, vậy mà hắn lại phát hiện. Nhưng Diệu Huyền cũng không nghi ngờ Dương Bách Xuyên, bởi vì hắn đã dùng thực lực và sức chiến đấu để chứng minh bản lĩnh của mình. Dương Bách Xuyên gật đầu với Diệu Huyền, nói, đúng vậy, đã sắp đến rồi, cho nên ta có chạy cũng không thoát, mà ta cũng không muốn chạy. Diệu Huyền tiền bối hãy tránh mặt đi, ta không muốn người khó xử. Nghe giọng điệu kiên quyết của Dương Bách Xuyên, Diệu Huyền biết không thể khuyên hắn, thở dài một tiếng rồi xoay người rời đi, bởi vì nàng đã cố gắng hết sức, hơn nữa ở lại cũng không giúp được gì. Nàng biết rời đi là lựa chọn đúng đắn, dù sao những người khác đều đã bị Dương Bách Xuyên giết, chỉ có mình nàng không sao, nếu bị người khác nhìn thấy cũng không hay, nên Diệu Huyền mới không chút do dự rời đi. Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm vào ngọn núi xa xăm, lúc này bọn họ đang đứng ở đỉnh của núi Thất Thập Nhị Trung giai đoạn 2. Cách đỉnh của núi Tam Thập Lục giai đoạn 3 của núi Chí Tôn khoảng 1.000 mét. Lẽ ra thần thức ở núi Chí Tôn sẽ bị hạn chế, hắn căn bản không thể nhìn xa ngàn mét, nhưng có sự giúp đỡ từ thần hồn lực của sư phụ, hắn có thể nhìn thấy một người từ trên núi cao hàng ngàn mét cũng không có gì kỳ lạ. Lúc này Dương Bách Xuyên cảm nhận được có khoảng 10 hơi thở mạnh mẽ đến từ khắp nơi trên đỉnh núi, mỗi hơi thở đều cao hơn cấp bậc của vạn thái cực kia rất nhiều. Tiểu tử thối. Để những người khác vào không gian của bình càn khôn đi, những người đến đều có tu vi cấp 6 hậu kỳ, cấp bậc của vạn thái cực căn bản không thể so sánh được, với tu vi của các nàng không phải đối thủ của chúng, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng cho con. Lúc này giọng nói của sư phụ vang lên trong đầu. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ nói chuyện, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, hắn biết bình thường sư phụ rất ít khi mở lời, nhưng nếu ông đã nhắc nhở, vậy tuyệt đối không tầm thường. Cấp 6 hậu kỳ, cũng xem như cao thủ. Theo lời của Diệu Huyền lúc nấy, trên núi Tam Thập Lục có 10 cao thủ tán tiên, bây giờ xem ra chính là bọn họ. Về phần tán tiên lão tổ trong miệng Diệu Huyền, cũng là cấp 6 đỉnh phong, hơn nữa là những lão quái vật đã áp chế tu vi mấy ngàn năm, hôm nay bọn họ có đến không Dương Bách Xuyên không biết, trong lòng cũng không mấy để tâm, hơn nữa đến giờ sư phụ cũng không nói ra điều gì khiến hẳn phải kinh sợ. Có lẽ sư phụ đã nắm được trọng điểm rồi. Đương nhiên Dương Bách Xuyên rất rõ ràng. Không thể chuyện gì cũng ỷ lại vào sư phụ. Mặc dù ông là chủ nhân của núi Chí Tôn, nhưng không biết đã bao lâu rồi không đến đây, điều tệ nhất là bây giờ ông vẫn còn là cơ thể thần hồn, không thể ra ngoài, sống chết chỉ có thể dựa vào bản thân hắn. Dương Bách Xuyên lập tức thông báo với mấy người Mai Tỷ, để bọn họ tiến vào không gian của Bình Cần Khôn, đương nhiên mấy người Mai Tỷ muốn ở lại, chỉ là Dương Bách Xuyên quá kiên quyết, phản kháng đều vô dụng, không nói nhiều lời trực tiếp thu bọn họ vào không gian của Bình Càn Khôn. Đúng vào lúc này, 10 hơi thở mạnh mẽ cũng chính là 10 cao thủ tán tiên cấp 6 hậu kỳ xuất hiện trước mặt hắn.
Trong số 10 cao thủ tán tiên hậu kỳ này có 7 nam 3 nữ, có già có trẻ. Mỗi người đều toát ra hơi thở mạnh mẽ. Không ai nói gì, xuất hiện không một tiếng động, ánh mắt đều dán chặt trên người Dương Bách Xuyên. Bầu không khí này, nếu đổi lại là tu sĩ bình thường thì đã bị áp lực của 18 tiên mạnh mẽ làm cho không chịu nổi rồi. Nhưng Dương Bách Xuyên là một ngoại lệ. Đừng nói là áp lực của 18 tiên cấp 6 hậu kỹ đặt trên người hắn, dù là 100 cũng không sao cả. Bởi vì trên người hắn có sức mạnh thần hồn của sư phụ, khí thế áp lực gì đó đối với hắn mà nói không tồn tại. Khí thế của ai có thể gây áp lực cho thập nhị kiếp tán tiên được chứ? Mặc dù sư phụ không dùng cơ thể hắn để chiến đấu, nhưng lại cho hắn mượn sức mạnh thần hồn, dưới tình huống như vậy, Dương Bách Xuyên có thể bị áp lực của tán tiên cấp 6 dọa được sao? 18 tiên không ai nói gì, đều tỏ ra bộ dạng cao cao tại thượng. Nhưng Dương Bách Xuyên không hề để tâm đến khí thế của bọn họ. 18 tiên có sắc mặt khác nhau, có người thì vô cảm, có người khóe miệng giật giật. Cuối cùng, một thiếu niên khoảng 16-17 tuổi lên tiếng, tiểu tử kia, ngươi cũng có chút bản lĩnh đó, một hơi giết hết 48 tiên cấp 5, quả thực không tệ, nhưng cũng đã sai rồi, lẽ ra ngươi không nên dương oai ở núi Chí Tôn. Hôm nay dù ngươi có bản lĩnh đến đâu cũng nhất định phải chết, không ai có thể giết người không kiêng nể như vậy ở núi Chí Tôn, càng không ai dám giết mấy chục tán tiên, có khác gì ma tộc chứ, bổn tọa thấy ngươi đã nhập ma rồi, tiêu diệt ngươi bổn tọa cũng không thẹn với lòng, không trái với lương tâm, ngươi muốn tự sát, hay để ta động thủ. Dương Bách Xuyên nheo mắt nhìn, trạng thái toàn thân đạt tới đỉnh cao, hẳn sẽ không khinh thường kẻ thù, cho dù người đang nói chuyện với hắn bây giờ chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi. Hoặc là nói căn bản không phải thiếu niên, mà là một lão quái vật không biết đã tu luyện bao lâu rồi. Tu sĩ trước giờ không thể chỉ xem vẻ bề ngoài. Nghe thiếu niên này nói chuyện, Dương Bách Xuyên chậm rãi lên tiếng, trước đây cũng có người nói với ta như vậy, nhưng đã chết rồi, người cũng muốn chết. Ta chỉ muốn lên đỉnh núi Chí Tôn mà thôi, nước sông không phạm nước giếng với các ngươi, tán tiên cao cao tại thượng các ngươi không biết xấu hổ chặn đường cướp bóc. Đánh không lại thì gọi hết người này đến người khác, miệng thì nói nhân nghĩa đạo đức, đội cái nổi lên đầu ta, một lời không hợp thì muốn giết người. Còn nói ta là ma đầu, ta hỏi ngươi, hỏi các ngươi, các tán tiên trước đó muốn chặn đường cướp của ta, có ý đồ xấu với bằng hữu của ta, muốn chiếm bọn họ làm của riêng, còn tìm cho ta một đống rồi. Mở miệng là đòi giết ta, có tính là ma đầu không? Năm đó tán tiên được đảo tác tiên các người phái đến tu chân giới diệt ma lại cấu kết với ma tộc, muốn tiêu diệt hơn 10 vạn đệ tử của vân môn tiên cảnh ta có tính là ma đầu không? Ngươi, các ngươi, nói ta biết đi, thế nào là ma đầu? Dương Bách Xuyên ta là ma đầu, vậy các ngươi có phải không? Ha ha, thật là cao thượng, đánh tiểu nhân thì đại nhân đến, giết trẻ thì già đến, vừa xuất hiện đã tự xưng cao nhân cường giả. Không biết xấu hổ, muốn dùng khí thế áp bức ta, đáng tiếc, chút sức ép còn con này đối với ta cũng vô dụng. Chậc, bây giờ cảm thấy không áp bức được ta phải quỳ xuống, nên muốn ra tay sao? Được, động thủ thì động thú, chúng ta có thể đừng giả vờ một cách vô sỉ như vậy được không? Mắt ngươi mọc trên trán, nhìn ta thành thiên vương lão tử, nói vài câu là quỳ xuống tự sát sao? Ha ha, ai cho ngươi tự tin đó vậy? Muốn ta tự sát, ngươi là cái rằm gì? Nghĩ mình là tán tiên cấp 6 hậu kỹ thì đã là thiên hạ vô địch rồi sao? Hay là nói mấy lão khốn kiếp các ngươi ở đảo tán tiên lâu quá nên đầu óc lú lẫn rồi? Nói cho các ngươi biết, tán tiên cấp 6 mà ta từng giết tuyệt đối có thể đếm hết đầu ngón tay. Muốn đánh nhau thì nhanh lên, đừng dề dà nữa. Bây giờ ta chỉ tin vào nắm đấm, hôm nay các ngươi muốn ta tự sát, ta cũng muốn cho lũ khốn các ngươi xuống địa ngục. Chẳng phải muốn giết ta sao, có bản lĩnh thì lên đi. Dương Bách Xuyên đối mặt với 18 tiên cấp 6 hậu kỳ, càng mắng càng cảm thấy tức giận. Trên thực tế mà nói, quả thật là tình hình như vậy, dù thế nào, những tán tiên này đều là quần thể tông môn, đều có giới nhỏ của riêng mình, vốn đã vô sỉ, nói là báo thù, nhưng đến cuối cùng những thế lực thánh địa đều gây phiền toái cho hắn. Dù là kẻ thù ở tu chân giới, hay là tán tiên xuất thân thánh địa ở đảo tán tiên, đều giống nhau. Vì vậy cơn tức của Dương Bách Xuyên không những không nguôi sau khi giết hết mấy chục tán tiên cấp 5, ngược lại càng tức giận hơn. Hắn không có cách nào để bình tĩnh lại, khinh người quá đáng, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, lúc nào cũng tỏ vẻ cao cao tại thượng, nhưng trong tâm lại vô cùng ghê tởm, muốn ngươi chết thì ngươi phải chết, muốn ngươi sống thì ngươi phải sống. Cảm giác và tư thái này khiến Dương Bách Xuyên vô cùng khó chịu. Ngươi,
Tán tiên có diện mạo thiếu niên chỉ tay về phía Dương Bách Xuyên, tức giận không nói nên lời. Những tán tiên khác mặt cũng tái xanh, cả đám đều bị Dương Bách Xuyên mắng, trong con đường tu luyện của bọn họ, dường như chưa từng có ai dám mắng họ như vậy. Một đám tiểu bối không biết trời cao đất dày, nói với bọn họ cũng chỉ vô ích, cứ thẳng tay giết là xong, làm như còn có thể khiến trời sụp ấy, giết đi. Lúc này một người đàn ông cường tráng trông giống như một tháp sắt lên tiếng, hiển nhiên hắn ta là một kẻ tính tình nóng nảy. Một chữ giết được thốt ra, tên đàn ông này xuất thủ trước, bước ra một bước, ngay tức khắc hẳn ta đã xuất hiện bên cạnh Dương Bách Xuyên, trong tiếng gầm rú, nằm đấm lớn như nồi đất đấm thắng về phía mặt của Dương Bách Xuyên. Nhìn thấy tên to con đánh một quyền tới, đồng tử của Dương Bách Xuyên đột nhiên co rụt lại. Thực lực của những tán tiên có tu vi lục chuyển hậu kỳ đúng là không tầm thường, cái gọi là nhìn thoáng qua một đốm là biết toàn bộ thân báo chính là thế này. Nhìn tên đàn ông to lớn như một tháp sắt, chỉ mới bước một bước mà không hề sử dụng một chút pháp lực nào đã có thể lập tức xuất hiện trước mặt hắn như là dịch chuyển tức thời, Dương Bách Xuyên liền biết thập đại tán tiên hoàn toàn vượt xa cấp bậc của vạn thái cực. Mặc dù nghe có vẻ chỉ chênh lệch hai cảnh giới, nhưng nói một cảnh giới cũng như cách một tầng trời cũng không hề sai. Sơ kỳ so với trung kỳ so với hậu kỳ so với đại viên mãn, mỗi một bậc đều là sự chênh lệch rất lớn về thực lực. Nhất là đối với những tu sĩ ở cấp bậc này càng thêm rõ ràng. Toàn thân Dương Bách Xuyên lóe lên quầng sáng sặc sỡ, thúc giục thất thải bảo y, hừ lạnh một tiếng, hắn cũng giơ lên nắm đấm đánh tới tên đàn ông to con kia. Hắn không sử dụng sức mạnh thần hồn của lão đầu, hắn cũng muốn thử xem liệu mình có thể cứng đối cứng với tán tiên lục chuyển hậu kỳ chỉ bằng thực lực của chính mình hay không, hoặc là nói sự chênh lệch là bao nhiêu. Hai quyền va chạm nhau. Rắc. Trong bầu không khí ngột ngạt xen lẫn tiếng xương cốt đứt gãy. Nhưng lại không phân biệt rốt cuộc là xương của ai gãy. Trong mắt mấy tên tán tiên ở bên ngoài đấu trường, hướng gì bọn họ nhìn thấy chính là sau khi hai người va chạm với nhau, mỗi người lui về phía sau ba bước. Tựa hồ cũng không biết là bên nào chịu thiệt, nhưng âm thanh giòn tan của xương gãy chắc chắn là sự thật, bọn họ có thể phân biệt rõ ràng, trong hai người chắc chắn có một người chịu thiệt thòi. Là Dương Bách Xuyên hay là gã đàn ông to con kia? Nhìn qua thì cả hai đều tự mình lùi ba bước rút lui, cả hai ngang nhau bất phân thắng bại, nhưng thực ra cũng không phải. Ánh mắt của chín vị tán tiên ngay tức khắc nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ chỉ cần nhìn một chút chi tiết liền biết. Thấy cánh tay phải của Dương Bách Xuyên hơi run rẩy, còn tên đàn ông to lớn kia chỉ hơi ngạc nhiên mà thôi. Cuối cùng, rõ ràng là Dương Bách Xuyên thua, tên đàn ông đã thắng. Nhưng chín vị tán tiên không hề vui mừng chút nào. Bởi vì Dương Bách Xuyên là một tu chân giả, tu vi của Dương Bách Xuyên là phi thăng cảnh đại viên mãn, tương đương với một tán tiên tam chuyển đỉnh phong. Mà tên đàn ông to lớn kia thì sao? Hân ta là cao thủ tán tiên lục chuyển hậu kỳ, một trong các tán tiên của đỉnh núi tam thập lục đại bọn họ. Sự chênh lệch giữa hai người là bao nhiêu chứ? Cách nhau hẳn ba đại cảnh giới, dưới sự chênh lệch bực này, Dương Bách Xuyên cứng đối cứng với tên đàn ông to lớn kia cũng chỉ mới gãy xương mà thôi. Tên đàn ông kia thực sự được tính là thắng sao? Dương Bách Xuyên thua ư? Trong lòng chín vị tần tiên sôi trào. Trước đó bọn họ bị mấy cỗ yêu khí cường đại làm kinh động, hơn nữa còn bị khí tức trùng thiên làm hoảng hốt, nhưng khi kiểm tra thì mới phát hiện chính là Dương Bách Xuyên đang đánh nhau với mấy chục tán tiên, thậm chí còn giết chết những tán tiên ngũ chuyển kia. Lúc đó, bọn họ đều vô cùng chấn kinh, còn nhận được lời cầu cứu trước khi chết của những tán tiên hậu bối kia. Trong số hơn 50 tán tiên kia, tất nhiên là sẽ không thiếu hậu bối thân cận của 10 vị tán tiên bọn họ, từng người họ lần lượt ra khỏi núi. Bọn họ được xem như là sự tồn tại mạnh mẽ nhất trong ngọn núi này, nếu không tính một vài vị lão tổ. Hành động giết chết mấy chục tán tiên của Dương Bách Xuyên chính là hành vi của ma đầu trong mắt bọn họ. Giống như Dương Bách Xuyên đã từng mắng. Bọn họ hoàn toàn không cân nhắc bất cứ lý do gì, cũng không nghĩ xem là ai đúng ai sai, sau một thời gian dài cao cao tại thượng khiến bọn họ đã thành thói quen nhìn từ trên cao xuống mà phán xét. Bọn họ rời khỏi núi căn bản chỉ là muốn giết Dương Bách Xuyên. Đương nhiên, mấy lão bất tử tu luyện đã nhiều năm này là đám xem trọng mặt mũi nhất, mặc dù cả 10 người đều ra ngoài gây phiền phức cho Dương Bách Xuyên, nhưng bọn họ cũng không đến mức không biết xấu hổ mà xông lên cùng lúc. Bọn họ muốn giữ mặt mũi. Nếu không thì vừa rồi bọn họ đã cùng tên kia xông lên giết chết Dương Bách Xuyên. Trong mắt bọn họ, mặc dù Dương Bách Xuyên có thể giết chết mấy chục tán tiên ngũ chuyển, có vẻ rất mạnh nhưng trong mắt bọn họ thì cũng chỉ có thế,
thậm chí còn cho rằng Dương Bách Xuyên có thể giết chết mấy chục tán tiên là nhờ mấy yêu tu bên cạnh hắn chứ không phải là một mình hẳn có thể giết đám người kia. Trước đó bọn họ đều cảm nhận được mấy đạo yêu khí cường đại. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Ngay cả những tin tức được truyền đi cũng chỉ là một vài từ, không phải toàn bộ câu chuyện. Điều này dẫn đến việc bọn họ nhận thức rằng mặc dù Dương Bách Xuyên rất mạnh, nhưng hắn cũng có giới hạn, vẫn chưa vượt qua danh di. Thậm chí bọn họ còn chưa xem qua cảnh tượng hùng vĩ Dương Bách Xuyên hóa thân thành pháp tướng ngàn mét chiến đấu. Hơn nữa, trong mắt thập đại tán tiên, cho dù một mình Dương Bách Xuyên giết chết mấy chục tán tiên, vậy thì sao chứ? Đó chẳng qua chỉ là tán tiên ngũ chuyển mà thôi. Sự chênh lệch thực lực giữa ngũ chuyển và lục chuyển, cũng chỉ có bọn họ biết rõ ràng. Đương nhiên, còn có một vạn thái cực tu vĩ lục chuyển sơ kỳ, nhưng lúc này đã bị bọn họ tự động bỏ qua. Nói tóm lại, trong mắt bọn họ, thực lực của Dương Bách Xuyên còn chưa đạt tới mức có thể so sánh với thập đại tán tiên cấp bậc lục chuyển hậu kỳ như bọn họ. Cho nên ngay từ đầu tên to lớn kia ra tay bọn họ cũng không trợ giúp, thứ nhất là bọn họ sĩ diện, không muốn bị gần cái mác bắt nạt tiểu bối. Thứ hai bọn họ cảm thấy làm vậy hoàn toàn không cần thiết, một mình tên kia là đã có thể đối phó với Dương Bách Xuyên. Còn có một điểm, bốn cỗ yêu khí cường đại mà trước đó bọn họ đã từng cảm nhận được, mà mấy đệ tử hậu bối cũng nói có sự xuất hiện xuất Kim Long và Phượng Hoàng. Đó mới chính là điều mà bọn họ coi trọng nhất. Bọn họ không tận mắt nhìn thấy chiến trường, tin tức mà bọn họ nhận được cũng không toàn diện, dưới tình huống này. Thập đại tán tiên này có lý do chính xác để tin rằng chuyện giết chết hơn 50 tán tiên ngũ chuyển rất có khả năng là do thần thú bên cạnh Dương Bách Xuyên gây nên. Nhưng khi đến chiến trường, bọn họ không thấy bất kỳ yêu tu nào có mặt, đây cũng là chuyện khiến bọn họ kiêng kỵ, cũng không hề cùng xông lên đánh Dương Bách Xuyên, một trận của tên to con kia cũng là có ý dò xét. Muốn thử xem thần thú cùng với chim thần bên cạnh Dương Bách Xuyên đã đi đâu. Dù sao, kể từ lúc đến đây, bọn họ không thấy bất kỳ yêu tộc nào hiện diện. Lúc này, chỉ có hai kết quả. Hoặc là thằng nhóc Dương Bách Xuyên này đã rời khỏi thần thú và chim thần, hoặc là trên người thằng nhóc này này có pháp bảo động thiên cao giai để mấy yêu tu ẩn nấp. Xác suất của cái sau là rất cao. Mặc kệ là tình huống gì đều khiến bọn họ cảm thấy hứng thú vô cùng. Mặc dù hậu bối của bọn họ đã gửi tin tức trước khi chết có vẻ không toàn diện, nhưng tuyệt đối sẽ không sai. Đã nói có chim thần Phượng Hoàng và thần thú Kim Long ngũ trảo xuất hiện, vậy chắc chắn là đã từng xuất hiện. Nghe nói có bốn yêu tộc, hai kẻ còn lại cũng là thiên địa dị thú. Một con cửu vĩ hồ, một con trồn tâm bảo. Tất cả đều là yêu tộc hiếm có trên thế gian. Trên người Dương Bách Xuyên rất có khả năng tồn tại pháp bảo động thiên, chúng đều là những thứ rất hấp dẫn đối với bọn họ. Trong thế giới của tu sĩ thì cường giả vi tôn, nắm đấm của ai cứng hơn thì kẻ đó có quyền lên tiếng. Nếu không có tư tâm thì tại sao bọn họ lại phải rời khỏi núi? Bọn họ là tu sĩ, không phải thánh nhân, còn là những tu sĩ có nhu cầu mạnh mẽ. Để có thể vượt qua tán tiên kiếp mà gần như là không có hy vọng, bọn họ đều không từ thủ đoạn. Xử lý một tên Dương Bách Xuyên thôi có gì mà không thế. Chỉ là không ngờ, tên kia cùng Dương Bách Xuyên cứng đối cứng một kích lại là kết quả này. Thực lực của Dương Bách Xuyên vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Một đòn thật mạnh, hai người họ mỗi người lùi lại ba bước, nhưng Dương Bách Xuyên chỉ bị gãy xương mà thôi. Trong mắt bọn họ, chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Tên đàn ông to lớn kia là ai? Đó là tán tiên có thực lực ở cấp bậc lục chuyển hậu kỳ, còn là một trong thập đại tán tiên trên núi Chí Tôn. Còn Dương Bách Xuyên thì sao? Hắn chỉ là một tu chân giả ở cảnh giới phi thăng cảnh của tu chân giới mà thôi. Khoảng cách về thực lực của cả hai đều không thể đánh đồng. Nhưng sự thật đã chứng minh, Dương Bách Xuyên có thực lực tương đương với tán tiên lục chuyển hậu kỳ. Giây phút này, 9 vị tán tiên đang quan sát đã định nghĩa lại thực lực của Dương Bách Xuyên trong lòng bọn họ. Lại nói về Dương Bách Xuyên. Dưới sự va chạm mạnh mẽ với người đàn ông to lớn kia, cuối cùng hắn cũng biết được thực lực của mình. Trong lòng hắn tự mình cân nhắc, thực lực của hắn miễn cưỡng có thể đấu với tán tiên lục chuyển hậu kỳ, đương nhiên, chỉ giới hạn trong một người. Nếu như nhiều, vậy thì không xong. Mà bây giờ có tận 10 cao thủ trước mặt hắn. Hắn cảm thấy cho dù mình có sử dụng sức mạnh thần hồn của lão đầu, cũng khó có cơ hội chiến thắng trong trận chiến với thập đại tán tiên. Cho nên, Dương Bách Xuyên nhất thời cũng đau đầu, trong lòng thầm nghĩ, nếu đến từng người một, hắn nắm chắc có thể xử lý từng người. Nhưng nếu 10 người cùng nhau tấn công hẳn thì hẳn cũng chỉ có thể chịu chết.
Chính vào lúc này, tên đàn ông to lớn kia chỉ nhìn hắn một lát rồi đi ra. Thằng nhóc, ngươi cũng có chút thú vị, sau này bản tọa nhất định sẽ phế ngươi. Tên đàn ông to lớn này sinh ý nghĩ ác độc, hắn ta rất bất mãn với việc Dương Bách Xuyên có thể chịu đựng nổi một đòn của hắn ta, thế nhưng hắn chỉ bị gãy xương, vả lại, bởi vì chênh lệch sức mạnh giữa hai bên quá lớn khiến hắn ta rất mất mặt. Bên cạnh còn có đồng đạo đang quan sát, quả thực là vô cùng nhục nhã. Lúc này nếu để Dương Bách Xuyên sống thì chắc chắn không thể. Danh con, chịu chết đi, Ma Viên Ban Sơn. Trong tiếng gầm giống tức giận của gã đàn ông, toàn thân hắn ta lóe lên một cỗ ánh sáng trắng, thân thể vốn dĩ cao hơn 2 mét giờ đã cao hơn 3 mét, nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên với đôi mắt to như chuông đồng. Ngay tức khắc hắn ta giơ lòng bàn tay to của mình lên vỗ xuống đỉnh đầu của Dương Bách Xuyên. Xem ra hắn ta muốn đập chết Dương Bách Xuyên. Nhưng Dương Mỗ là đèn cạn đầu sao? Đương nhiên là không. Hắn làm sao có thể cho phép kẻ khác đánh được đến hắn? Hân giễu cợt trong lòng, bởi vì các ngươi nhiều người nên tiểu gia ta mới quyết định không cần thiết phải giết các ngươi, nhưng tiểu gia ta đây vẫn có thể đối phó với một tên ngu ngốc như ngươi. Dương Bách Xuyên nhanh chóng lui về phía sau né tránh công kích của gã to con, trong lòng hơi động hóa thân thành pháp tướng. Lúc này Hân mới không biến thành khổng lồ, mà là hóa thành thân cao 100 mét. Dù sao hóa thân của pháp tướng đều do chính hẳn khống chế. Cùng so chiều cao với ta, ha ha. Sau khi Dương Bách Xuyên biến thân thành 100 mét, hắn cũng nhìn xuống gã to von, nghiền ngẫm nói chuyện với hẳn ta, ngay khắc tiếp theo hẳn đột nhiên vỗ xuống một trường. Mà gã đàn ông một giây trước còn đang rất khí thế mà hùng hùng hổ hổ, bây giờ mắt đã trợn to. Trong nháy mắt, hắn ta còn đang ở trên cao nhìn xuống Dương Bách Xuyên. Ai mà biết tên kia vừa né tránh một kích đã lập tức hóa thành một người khổng lồ cao 100 mét. Hắn ta có chút không nhận thức được rõ ràng. Tuy nhiên, sau khi gã đàn ông to con kia nghe thấy những lời mèo vờn chuột của Dương Bách Xuyên, hắn ta cũng giận tím mặt, hắn ta là một trong những cao thủ thuộc thập đại tán tiên đứng đầu của đỉnh núi Tam Thập Lục Đại đấy. Hắn ta cũng không bị hù dọa quá lâu, nhưng trong lòng cũng có chút chần kinh. Hắn ta vẫn cứ thế đánh ra một chưởng, ánh sáng trong lòng bàn tay càng lúc càng sáng. Hắn ta hừ lạnh, điêu trùng tiểu kỹ. Ngay khi gã đàn ông đánh ra một chưởng kia, nó lập tức biến hóa ra hư ảnh một bàn tay hơn 10 mét đánh qua. Nhưng mà đứng trước thân thế pháp tướng khổng lồ cao 100 mét của Dương Bách Xuyên, bàn tay của gã to con cũng chỉ là một điểm nhỏ. Một chưởng của Dương Bách Xuyên rơi xuống, gần như che khuất bầu trời phía trên gã to con. Ầm ầm, từ xa nhìn lại thì thấy hai chưởng một lớn một nhỏ đối kích với nhau. Lập tức phát ra tiếng động kinh thiên. Một chưởng của gã to con là do pháp lực ngưng tụ, mà một chưởng của Dương Bách Xuyên lại là chân thân của pháp tướng cao 100 mét, phóng ra chân nguyên từ lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng vàng kim chói lóa, là do pháp tướng trực tiếp vỗ xuống, trông cực kỳ hùng vĩ. Trong mắt thập đại tán tiên ở phía xa, Dương Bách Xuyên trong nháy mắt lập tức biến thành thân thể pháp tướng cao 100 mét đã khiến bọn họ giật mình, nhưng mà cũng chỉ vậy thôi, thần thông biến hóa ra thân thể pháp tướng cao 100 mét. Một số người trong số họ cũng có thể làm được, nhưng cũng chỉ là dọa người một chút thôi, chứ không phải hóa thành thân thể pháp tướng cao lớn thì thực lực sẽ mạnh hơn. Trong nhận thức của bọn họ, khí tức của Dương Bách Xuyên không mạnh bằng gã to con. Chỉ là lúc trước là đối đầu về sức mạnh, nhưng lần này là va chạm pháp lực, 9 người bọn họ cũng không biết lần này ai mạnh, ai yếu. Muốn động thủ không? Một trong 9 tán tiên đứng xem Dương Bách Xuyên và gã đàn ông trên chiến trường. Quay qua hỏi vị tán tiên nhìn qua mới mười mấy tuổi phía trước. Vị tán tiên nhìn trẻ tuổi này là thủ lĩnh của 9 người, lai lịch của hắn ta không phải là người truyền thừa của thánh địa, mà được gọi là U. Xuất thân từ một môn phái cổ xưa, nhưng môn phái đó đã không còn tồn tại từ lâu, không ai biết tên thật của hắn ta là gì, những người biết đến hắn ta chỉ biết hắn ta gọi là U. U trong U Linh. Đây chính là nguồn gốc ra đời của cái tên có duy độc một chữ của hắn ta. Bởi vì khi hắn ta ra tay giết địch hay làm gì khác, tất cả đều trong vô thanh vô thức, đến khi kẻ địch phát hiện ra hắn ta thì hắn ta đã ra tay kết liễu kẻ địch, hoặc là kẻ địch đã chết. U cũng là người tu luyện lâu nhất trong số những vị tán tiên này, đã tu luyện dòng dã 9.000 năm, thực lực tu vi hay thủ đoạn thần thông các kiểu của hắn ta là mạnh nhất trong số những tán tiên này, cho nên trong thập đại tán tiên, tất cả mọi người đều không cần nhắc tới, trong lúc vô ý đều lấy U làm chủ. Mặc dù người hỏi đang nhìn chằm chằm vào chiến trường, nhưng mọi người đều biết rằng ông ta đang hỏi U, đang trưng cầu ý kiến của U. Chờ chút nhìn xem, kế tiếp chính là pháp lực thần thông đối đầu, để xem thằng nhóc Dương Bách Xuyên này có năng lực thế nào, ta
ta luôn cảm thấy thằng nhóc này rất tà môn, một lúc nữa mọi người sẽ hành động tùy theo hoàn cảnh, nếu to con không thể cầm cự được, hoặc nếu có chuyện gì xảy ra, mọi người cũng không cần cố kỵ thể diện làm gì, chỉ cần đồng loạt ra tay giết chết Dương Bách Xuyên. Hôm nay, thằng nhóc này đại khai sát giới ở núi Chí Tôn, mặc dù hắn có lý do của mình, nhưng nơi đây chính là núi Chí Tôn, biểu tượng tỉnh thân của đảo Tán Tiên, là đạo trường của Thiên Tà Chí Tôn. Tuy rằng chúng ta chưa từng thấy qua mặt của Chí Tôn, nhưng trên đảo Tán Tiên đều có truyền thuyết của Chí Tôn, Tán Tiên chúng ta là người bị thiên đạo hắt hủi, ngàn năm sẽ có một lần Tán Tiên kiếp, mỗi lần đều mạnh hơn lần trước đó, có bao nhiêu người có thể đi đến cuối cùng, có thể sống sót qua 12 kiếp nạn. Trong lịch sử cận đại, chỉ có sự tích của Thiên Tà Chí Tôn được lưu truyền, nếu như không có Chí Tôn làm biểu tượng tỉnh thần, làm sao chúng ta có thể kiên trì đến cấp bậc lục truyền. Dương Bách Xuyên giết người ở núi Chí Tôn là đang khinh nhờn Thiên Tà Chí Tôn, hắn nên bị trừng phạt sau khi U nói xong, ánh mắt lóe lên, hẳn ta tiếp tục chú ý tới chiến trường, không ai biết hẳn ta đang nghĩ gì. Nhìn bề ngoài, hắn ta trông giống như một thiếu niên, nhưng những người biết rõ hắn ta đều biết rằng hẳn ta có thể so sánh với một U Linh. Thậm chí còn có tin đồn rằng U là đệ tử đầu tiên dưới trướng mấy vị Tán Tiên lão tổ trên đảo Tán Tiên, phàm là kẻ bị U nhắm đến, cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt đẹp. Hắn ta chính là Tán Tiên giới U Linh. Điểm này đã từng được một vị Tán Tiên lão tổ có triển vọng nói ra, hoặc là nói U cũng từng có những đánh giá tương tự. Lúc này Dương Bách Xuyên đang đánh nhau, đáng tiếc là hắn không nghe thấy lời nói của U, nếu không hẳn đã khóc dở cười. Bởi vì theo cách nói của U, giết hắn là để giữ gìn núi Chí Tôn, hoặc là nói giữ gìn lão đầu Vân Thiên Tà. Xem ra khí tức của thằng nhóc Dương Bách Xuyên yếu hơn to con một chút, có lẽ giây sau sẽ bị to con xé nát, pháp tướng mà thôi, không dọa được người. Một Tán Tiên khác nói, ta e rằng chuyện này không đơn giản như vậy, thằng nhóc này mới có tu vi như vậy thì thực lực cũng thế, có thể đối đầu trực diện với to con, trên thế giới này thiên tài rất nhiều, nhưng thằng nhóc Dương Bách Xuyên năng chắc chắn là dị loại trong dị loại. Một người khác chậm rãi nói, càng là như thế, chúng ta càng phải giết hắn, nếu không đợi đến khi hắn trưởng thành thì sẽ thành mối họa lớn. Hôm nay hắn nhất định phải chết, nếu không tông môn chúng ta sẽ không phải bị đám tán tu kia cười chết sao? Nói đến cũng lạ thật, núi Chí Tôn có động tĩnh lớn như vậy, tại sao cái đám tán tu kia lại không ra ngoài hóng hớt? Ha ha, không phải là không ra ngoài, mà có khi là đang núp trong chỗ tối, để chờ xem trò cười của chúng ta đấy. Hừ, mấy tên khốn kiếp đó, tự cho là thanh cao, nói là không quan tâm chuyện phàm tục, một lòng tu đạo, nhưng thật sự gặp được thiên tài địa bảo, bọn chúng chạy còn nhanh hơn cả chúng ta. Không cần nhiều lời, cứ xem như bị bọn họ chế giễu mấy ngày, chúng ta cũng phải giết thẳng nhóc đó. Giao phong rồi. Có người nhắc nhở, cắt ngang cuộc thảo luận của mọi người. Tình hình trong chiến trường tại thời điểm này đều là đang biến đổi quen thuộc. Dương Bách Xuyên đánh xuống một trường pháp tướng khổng lồ, trực tiếp kết nối với pháp lực trong lòng bàn tay của gã to con. Lúc đầu, hẳn nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của gã to con đầy khinh thường. Hắn ta dường như có sự tự tin tuyệt đối rằng bản thân có thể đánh tan pháp tướng của hắn bằng một trường. Nhìn mặt ngoài thì có vẻ như đích thực là vậy. Cho là khí tức mà hắn bày ra yếu hơn so với gã to con một ít. Nhưng, khi lúc xuất thủ là hắn cố ý làm vậy. Bởi vì điều hắn muốn chính là hiệu quả như bây giờ. Hắn muốn làm tê liệt tâm lý của gã to con. Hắn muốn vào thời khắc quan trọng, hắn sẽ xuất kỳ bất ý mà một kích tiễn hắn ta đi luôn. Dương Mỗ nghĩ rất đơn giản, sau khi đi đối kích, đột nhiên được tăng thêm sức mạnh từ thần hồn của lão đầu, hắn tin tưởng chỉ cần một trường, cho dù không giết được gã to con thì cũng phế được đối phương. Thấy hai trường sắp đối đầu, Dương Mỗ hô lên, trường sinh Chí Tôn. Trong phút chốc, hắn thúc giục sức mạnh của pháp tắc dung hợp thi triển ra chiêu thứ hai của thần thông thập nhị Chí Tôn dấu lớn, mà lại hẳn đã dự chủ đối phó, hẳn ngay lập tức dung hợp tam đại thủ ấn của trường sinh Chí Tôn. Đồng thời thúc giục sức mạnh thần hồn của lão đầu trên lòng bàn tay. Sau một tiếng ầm ầm, một trưởng của Dương Mỗ đập nát pháp lực của gã to con, đồng thời vỗ xuống từ trên cao, giống như Thái Sơn áp đỉnh, đánh thẳng một trưởng xuống gã to con phía dưới. Đương nhiên, khi thúc giục thần thông trường sinh Chí Tôn cùng sức mạnh thần hồn của lão đầu, trời đất bắt đầu toát ra một cỗ khí thế cường đại không gì sánh được. Chín vị tán tiên đang quan chiến lập tức cảm nhận được khí tức mạnh mẽ bộc phát ra từ trên người Dương Bách Xuyên. Không tốt, có trá, lập tức cứu to con. U, sau khi đi trước,
9 vị tán tiên cùng lúc phi thân lên. Nhưng mà, Dương Mỗ vẫn đang tính toán, há có thể để bọn họ cứu người. Muộn rồi. Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên, cả mặt đất run rẩy, một chưởng của Dương Bách Xuyên rơi xuống trên núi Chí Tôn, đập thẳng xuống gã to con, tạo ra một cái hố lớn hơn 30 mét. Thiết Tháp Đại Hán là cao thú lục chuyển hậu kỳ thì sao chứ? Chỉ cần một tát của tiểu ra đây là đủ đánh chết ngươi rồi đấy. Dám làm ra vẻ tiếp nữa xem. Nhờ sức mạnh thần hồn của ông già trợ giúp, cộng thêm thần thông Chí Tôn trong tay, hẳn bỗng chốc bùng nổ sức mạnh, và như một lẽ đương nhiên, Thiết Tháp Đại Hán đang hả hê đắc ý lập tức gặp phải bi kịch thương tâm. Một cái tát rơi xuống, trên đất xuất hiện một cái hố cực lớn. Dưới đáy hố là Thiết Tháp Đại Hán nằm bẹp dí như miếng bánh, căn bản không thể nào chặn lại nổi. Nhưng suy cho cùng vẫn là do cái tên họ Dương này quá hiểm độc, ai mà ngờ tới chuyện hắn bỗng dưng bùng nổ sức mạnh cực lớn ngay phút thứ 90 như vậy chứ. Có sức mạnh thần hồn của thập nhị kiếp tán tiên trợ giúp, dù chỉ là thần hồn rách nát, không hoàn chỉnh, nhưng còn lâu một lục chuyển tán tiên như Thiết Tháp Đại Hán mới ngăn cản nổi. Nếu Thiết Tháp Đại Hán tập trung tỉnh thần, đề cao cảnh giác ngay từ ban đầu, hẳn sẽ có thể chống đỡ hoặc né được mưu kế của Dương Bách Xuyên vào. Phút cuối, tiếc thay lúc đầu Thiết Tháp Đại Hán đã quá coi thường Dương Bách Xuyên, cộng thêm tâm lý thẹn quá hóa giận sau chiêu đầu tiên, thế nên có bị Dương Bách Xuyên đánh chết cũng chẳng lạ. Khí thế mãnh liệt bao quanh người Dương Bách Xuyên lúc này khiến chín tán tiên đang đứng ngoài quan sát phải bàng hoàng biến sắc, sau tiếng hừ giận dữ, chín tán tiên đồng thời ra trận, nhầm thẳng về phía Dương Bách Xuyên, định tìm cơ hội cứu Thiết Tháp Đại Hán, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Bách Xuyên vỗ một trường thật mạnh lên người Thiết Tháp Đại Hán, khiến hẳn ta chết tươi tại chỗ, bằng chứng là cả 9 người đều không cảm nhận được hơi thở của Thiết Tháp Đại Hán nữa. Chỉ với uy lực của một trường đã đủ tiễn T2 về miền cực lạc. Rốt cuộc thứ sức mạnh đó là gì vậy? Chẳng lẽ là lục chuyển đỉnh? Rõ ràng lúc trước, họ cảm ứng được thực lực của Dương Bách Xuyên yếu hơn Thiết Tháp Đại Hán một bậc cơ mà. Kết quả trong lần giao đấu đầu tiên của hai người họ cũng giống hệt. Cả một tay của Dương Bách Xuyên đã bị T2 nghiền nát đó thôi. Ở lần so chiêu thứ hai, mọi người vẫn cảm ứng được hơi thở của Dương Bách Xuyên yếu hơn Thiết Tháp Đại Hán rất nhiều. Thế mà, ai ngờ được kết cục sẽ thành ra như vậy chứ? Rõ ràng khoảnh khắc sức mạnh của Dương Bách Xuyên bùng nổ cực kỳ giống kiểu có ai đó đã bổ sung thêm sức mạnh cho Dương Bách Xuyên, bởi thứ được phóng ra từ trên người hẳn là ngoại lực. Cũng vì vậy mà khi Thiết Tháp Đại Hán bị một chương của Dương Bách Xuyên đánh chết, dù lòng rất muốn lao tới cứu nhưng 9 vị tán tiên lại không tài nào đuổi kịp, chỉ đành trơ mắt. Uy lực của một trường đã thành công khiến 9 vị tán tiên phải dừng bước, khiến họ vừa hoảng vừa giận. 9 đại tán tiên mặt đối mặt với Dương Bách Xuyên, nhìn cơ thể pháp tướng cao cả trăm mét của hắn, cảm xúc nơi đát mắt bỗng trở nên hỗn loạn, giận dữ đan xen ngạc nhiên. Ngạc nhiên là vì tới nước này rồi Dương Bách Xuyên vẫn còn che giấu thực lực, dựa theo sức mạnh toát ra từ người hắn lúc này. Có thể nói là đủ để sánh ngang với lục chuyển hậu kỳ tán tiên như họ, thậm chí là vượt qua nữa kia. Còn tức là do Dương Bách Xuyên đã thẳng tay đánh chết một đồng đạo của họ mà không hề do dự, còn họ chỉ có thể bất lực đứng nhìn đồng đạo bị đánh chết. Thế nên một chiêu này của hẳn chẳng khác nào một cái tát vang dội táng thắng vào mặt họ cả. Rất đau, lại vô cùng mất mặt. Mặt mày của họ lập tức tối đen như mực. Dương Bách Xuyên đứng ở nơi xa, cụp mắt nhìn xuống 9 vị tán tiên. Thấy biểu cảm khó coi của họ thì sướng rơn cả người. Và đương nhiên hắn cũng biết, kế tiếp mới là trận ác chiến thật sự. Có sức mạnh thần hồn của ông già bồi thêm vào, nếu chỉ đấu với một trong 9 vị tán tiên đó thì hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng nếu cả 9 người cùng xông lên thì thú thật, hắn chẳng có chút tự tin nào hết. Có điều chuyện đã đến nước này, đấu thì chiến, sao phải sợ chứ? Hắn tin có ông già ở đây, hắn kết quả sẽ không quá thảm. Với cả hiện tại, nội oán hận của hẳn dành cho nhóm tông môn tán tiên có thể nói vô cùng to lớn, cái đám chết tiệt đó thật sự khinh người quá đáng, nếu không đánh một trận để phát tiết cảm xúc uất hận trong lòng thì hẳn sẽ không chịu nổi mất. Thật ra, nội oán hận với các tông môn, hay đúng hơn là cả thánh địa đã tồn tại từ khi hẳn vừa bước vào tu chân giới tới giờ. Lý do là vì mấy thánh địa đó thật sự đã gây ra quá nhiều rắc rối cho hắn. Giờ để xem mấy kẻ chết tiệt này có thật sự không biết xấu hổ tới độ cùng xông lên đánh hội đồng hẳn không. Nếu từng người một ra trận, vậy ai tới thì hắn đánh kẻ đó, chẳng có gì phải sợ sệt cả. Nhưng Dương Bách Xuyên biết rất rõ, mấy lão bất tử này toàn là cáo già, còn thuộc kiểu người càng sống càng sợ chết,
vì vậy tuyệt đối không có chuyện mạo hiểm một đấu một với hắn, nhất định 9 người họ sẽ xuất chiêu cùng một lúc cho xem. Hắn biết quá rõ cái thói chơi chẽn của đám tu sĩ xuất thân từ đại tông đai môn này quá mà. Trong lòng mới vừa nghĩ như vậy, quả nhiên tai lập tức nghe thấy cái người mang gương mặt thiếu niên trong số họ trầm giọng bảo, chư vị cùng xông lên đi thôi, cả người thẳng danh này toàn là sát khí, lệ khí thật sự quá nặng, hẳn đã tiến vào ma đạo, mà đấu với ma đầu thì để tâm đến đạo nghĩa làm gì nữa, cứ đồng thời ra tay diệt trừ trấn càn khôn thôi. Đúng, chính là đạo lý này, chúng ta không cần nói đạo nghĩa với ma đầu làm gì, giết. U vừa rút lời, tám tán tiên còn lại lập tức hùa theo, mặt không đỏ tim không đập. Nghe họ nói vậy, Dương Bách Xuyên lập tức bị chọc giận, cười khẩy nói, quả nhiên đám rùa rụt cổi mấy người chỉ toàn là những tên ngụy quân tử vô liêm sỉ, cảm thấy đấu một trọi với tiểu gia thì không nắm chắc phần thắng nên tính chơi đánh hội đồng thì cứ nói thẳng tuẹt ra đi, căn gì phải giả vờ giả vịt kiếm cớ, rồi còn đổ nguyên xô nước bẩn lên đầu tiểu gia nữa chứ. Đúng là cởi quần đánh rắm, làm chuyện vô bổ, hôm nay có chiêu trò gì thì cứ tung ra hết đi, tiểu gia đây không ngán đâu. Hôm nay, không phải ta chết, thì cũng là ngày tàn của đám rùa rụt cổ mấy người. Hừ, tiểu bối chịu chết đi, mặt mày u tối đen như mực, tức tối gào lên, sau đó lao vụt về phía trước. Nhanh như chớp, tám tán tiên còn lại cũng tản nhau ra, bủa vây Dương Bách Xuyên từ khắp bốn phương tám hướng. Một trong số họ hét lớn một tiếng, toàn thân tức khắc tỏa ra hào quang chói mắt, sau đó pháp lực đần ngưng tụ lại thành một ảnh ảo, giống như mệnh tinh thần tượng. Nhưng tán tiên khác cũng lần lượt lôi pháp khí ra, thi triển thần thông. Nhất thời, ngay trung tâm chiến trường chợt bốc lên khí thế ngút trời. Khung cảnh thoạt nhìn hùng vĩ vô cùng. Chín đại lục chuyển hậu kỳ tán tiên bắt đầu đối triển khai đòn tấn công phối hợp về phía Dương Bách Xuyên. Ngoại mặt Dương Bách Xuyên vẫn mang biểu cảm bình thản, nhưng trong lòng lại cực kỳ bình tĩnh, đề cao cảnh giác, vì hắn biết người bản thân phải đối mặt là lão quái vật lục chuyển hậu kỳ tán tiên, chứ không phải bình thường tu sĩ, càng không phải ngũ chuyển tán tiên. Chênh lệch giữa lục chuyển và ngũ chuyển tựa như lạch trời. Thế nên tuyệt không chấp nhận bất cứ sơ suất nào. Tuy ông già cho hẳn mượn sức mạnh thần hồn, nhưng nó cũng có giới hạn. Mà trạng thái hiện tại của ông già cũng không phải vô địch, không gì thẳng nổi, vì người ta chỉ là chút thần hồn còn lại trong bình càn khôn mà thôi. Kỳ thật, Dương Bách Xuyên biết rất rõ. Dù ông già có tiếp quản cơ thể hẳn để chiến đấu thì đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy, không phải ai cũng có cơ may thẳng được. Trên suốt chặng đường tu đạo này, ông già đã chùi mông giúp hẳn rất nhiều lần, có vài dịp ông chỉ lợi dụng sức mạnh thần hồn để hù dọa người khác, chứ không phải thực lực chân chính gì cả. Vì nếu ông già sở hữu thực lực cường đại thật thì chẳng cần đi hù kẻ địch làm gì, dựa theo tính cách không chấp nhận nổi dù chỉ là một hạt cát trong mắt của ông già, kiểu gì cũng sẽ thẳng tay giết người diệt địch. Thế nên bấy giờ, Dương Bách Xuyên cũng hiểu lần này tuyệt đối không nên giữ sức làm gì. Kế tiếp, một suy nghĩ lóe lên, hắn lập tức thúc giục toàn bộ pháp lực thần thông mà bản thân có thể sử dụng ra. Tượng thần minh tính, chuông đông hoàng, cửa u đô, sức mạnh từ cội nguồn của nước trong người. Tất cả đều hiển lộ ra ngoài. Tính ra hắn cũng chuẩn bị đã lâu rồi, có thể nghênh chiến bất cứ lúc nào. Đối mặt với chín đại tán tiên tới từ bốn phương tám hướng. Thấy ai trong số họ cũng tung ra những chiêu thức vô cùng mạnh mẽ về phía mình, Dương Bách Xuyên vội chuyển vận toàn bộ sức mạnh phòng thủ của bản thân ra tiếp chiêu, không dám sơ suất dù chỉ một chút. Ngay sau đó, hai tay hẳn bắt ấn liên hồi, sức mạnh pháp tắc lập tức len lỏi khắp cơ thể, dung hợp với thần thông, đến lúc phản công rồi. Kim cương chí tôn, trường sinh chí tôn, đấu chuyển chí tôn. Chỉ trong chớp mắt, Dương Bách Xuyên đã thi triển một đòn kết hợp từ ba chiêu thức thần thông chí tôn. Mỗi một thần thông có ba thủ ấn, giờ còn có thêm sức mạnh thần hồn của ông già, thế là hắn có thể thỏa thích dung hợp thủ ấn của mỗi loại thần thông, cuối cùng cho ra một chiêu thức kết hợp cực mạnh với uy lực cao gấp bội. Cho dù có sức mạnh thần hồn của ông già trợ giúp, cùng lầm hắn cũng chỉ có thể một lần thi triển được ba dạng thần thông ca thần thông thập nhị chí tôn thôi. Ba loại thần thông phân làm ba hướng lao ra ngoài, tạo thành trận pháp tam tài, bằng cách này hắn có thể tấn công cũng như phòng ngự chiêu thức của chín tán tiên một cách hiệu quả nhất. Đối mặt với đòn tấn công kết hợp của chín vị tán tiên, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được tìm mình nảy lên mãnh liệt. Không còn cách nào khác, chín lão bất tử thật sự quá mạnh. Lúc này, tại hiện trường có tận 10 người cùng bùng nổ sức mạnh. Từ xa nhìn lại, cơ thể cao trăm mét của Dương Bách Xuyên đứng sừng sững giữa đất trời, còn chín vị đại tán tiên thì vây quanh người hắn, đồng loạt thi triển thần thông. Từ người họ tỏa ra pháp lực cực mạnh,
tạo thành một cơn bão năng lượng. Đứng ở vị trí mắt bão chính là Dương Bách Xuyên. Nơi chân trời mây đen giăng kín lối, chợt, tiếng sấm rền vang lên. Trong phạm vi 1.000 mét, cát bụi dưới đất bị cuốn lên theo, thoạt nhìn đáng sợ vô cùng. Trong lần ra quân này, Dương Bách Xuyên quyết định phòng ngự là chủ yếu. Bị 9 vị đại lục chuyển hậu kỳ tán tiên vây công thật sự không phải thứ người bình thường có thể chịu đựng nổi. Ngay từ đầu, hẳn đã cảm nhận được năng lượng cưỡng bạo lan tràn khắp 4 phương 8 hướng, thậm chí thiên địa xung quanh cũng dần trở nên méo mó. Hiện tượng này chỉ xuất hiện khi sức mạnh đã lớn tới một mức nào đó. Những tán tiên bậc này đều đã là tu sĩ nhập môn pháp tác, mỗi người sẽ có một cách kiểm soát và nghiên cứu thế thiên địa khác biệt, thế nên khi cùng lúc ra tay tấn công một người, chắc chắn sẽ hình thành và biến đổi ra thứ quy tắc mà không một ai tưởng tượng nổi. Dương Bách Xuyên đang cố hết sức chống cự, với hẳn mà nói, hiện tại không phải lúc giữ sức, chỉ cần giết được một trong 9 đại tán tiên là đã giảm được một phần nguy hiểm rồi. Hắn biết với thực lực của bản thân, cộng thêm sức mạnh thần hồn của ông già, một đấu một chẳng phải chuyện gì to tát, thậm chí có thể đánh chết luôn đối thủ. Nhưng kết quả khi cả 9 người cùng xông lên lại là thứ hẳn không tài nào kiểm soát nổi, chỉ đành đốc toàn lực chiến đấu mà thôi. Hân không tin bản thân đã liều cả mạng sống mà lại không giết được họ. Những kẻ này muốn giết hắn. Nhưng chẳng lẽ hẳn lại không muốn giết họ, ngôn tình hay? Cuộc chiến giữa hai bên cuối cùng cũng nổ ra. Khắp đất trời vang vọng tiếng đánh đấm đinh tai nhức óc. Ầm ầm. Ba loại thần thông chí tôn của Dương Bách Xuyên và 9 đòn tấn công đến từ 9 tán tiên va chạm mãnh liệt. Lần này, hẳn thi triển cùng một lúc ba loại thần thông là Kim Cương, Trường Sinh và Đấu Chuyển. Từ xa nhìn lại, cả người như được một vầng hào quang màu vàng lấp lánh che phủ, một tay nằm lại, một tay tạo trường, khí thế ngút trời, thoạt nhìn chẳng khác nào một vị chiến thần đội trời đạp đất, tàn sát khắp nơi. Nhưng 9 đại tán tiên cũng chẳng ngồi không, mỗi một chiêu thức họ tung ra đều không hề tầm thường, còn toàn là sát chiêu, thế công mãnh liệt hướng về phía người Dương Bách Xuyên. Trong tình huống hiện tại, cơ thể pháp tướng to, lớn của Dương Bách Xuyên có lợi nhưng cũng có hại. Hại ở chỗ vì hình thể to lớn nên dù tấn công từ bất cứ nơi này cũng có thể đánh trúng hẳn. Nhưng tất nhiên cũng có ưu điểm, đó là sau khi khởi động cơ thể pháp tướng, lực phòng ngự của hắn sẽ tăng lên gấp bội. Với cả nếu lúc thi triển thần thông có cơ thể pháp tưởng ở đó thì sức mạnh sẽ được gia tăng. Ngoài ra trong tình trạng bị đánh hội đồng như vậy, cơ thể pháp tướng của hẳn cũng rất lì đòn. Tóm lại, bây giờ, hẳn đang có tận 3 lớp phòng ngự. Tầng đầu tiên đương nhiên là cơ thể pháp tương, tầng thứ 2 là chuông Đông Hoàng, và tầng thứ 3 chính là thất thải bảo y. Với 3 lớp phòng ngự này, Dương Bách Xuyên tin chắc bản thân có thể thoải mái thi triển thần thông để đấu pháp với đám lão bất tử trong một thời gian mà không bị chút thương tổn nào, dù rằng có hơi ngắn. Lúc hắn thi triển 3 loại thần thông chí tôn đã khéo léo tách chúng ra 3 hướng, lần tấn công đầu tiên này chỉ là một phép thử, thế nên phạm vi tấn công sẽ tương đối rộng, vì hắn muốn nhìn xem khi sử dụng 3 thần thông để chống lại thần thông của các lão bất tử thì có gì khác biệt, chênh lệch hai bên có lớn không, từ đó có cơ sở cân nhắc tiến hành bước tiếp theo. Trong tiếng nổ rung trời, cuộc đối đầu giữa hai bên diễn ra vô cùng quyết liệt. Dương Bách Xuyên dán mắt nhìn mình chằm chằm 3 thần thông mà mình đã thi triển, sau đó phát hiện, lần này hình như bản thân đã rơi xuống thế hạ phong. Nguyên nhân là theo những gì hắn quan sát được, trong lúc chiến đấu, mấy lão già kia vô cùng ăn ý mà phân công rõ ràng, hai người thành một tổ, nhẹ nhàng đối phó với mỗi một loại thần thông chí tôn mà mình đã tung ra. Có lẽ vì tận mắt nhìn thấy hẳn thi triển thần thông giết chết Thiết Tháp Đại Hán nên bản thân họ có chút kiêng dè 3 loại thần thông chí tôn của mình. Tóm lại, thì lần này không ai đối phó một mình mà kết thành cặp để hóa giải thần thông. Và cách hóa giải thì tất nhiên là thần thông đấu với thần thông rồi. 3 loại thần thông 3 phương hướng, tất cả đều bị họ chia nhau hóa giải. Đương nhiên là tuy 3 loại thần thông chí tôn đã bị kẻ thù hóa giải thành công. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng nhận ra rằng dù kết thành hai người một tổ thì họ cũng chẳng thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, nhìn qua cũng biết họ đã phải đốc toàn lực mới làm được, lồng ngực thì phập phồng, còn mặt mày tái nhợt hẳn đi. Điều này chứng tỏ thần thông chí tôn của hắn đã gây ra sức ép không nhỏ với họ. Thế còn hắn thì sao? Thú thật là cũng chẳng thoải mái chút nào. Bởi vì có tận 3 đòn tấn công đánh trúng cơ thể pháp tướng của Dương Bách Xuyên, và hắn có thể cảm nhận được một trong số đó vô cùng mạnh. Đòn tấn công đó thuộc vẽ người có gương mặt thiếu niên mới tầm 10 tuổi kia. Dương Bách Xuyên phát hiện trong số những người tấn công cơ thể pháp tướng của hắn, có 2 người đã đánh trúng,
lại chỉ khiến pháp tướng rung lắc kịch liệt. Nhưng khoảnh khắc chiêu thức của thiếu niên đánh trúng, cơ thể pháp tướng của hắn lập tức tan vỡ, kế tiếp, cả người hẳn quay về với kích thước như ban đầu. Khi cơ thể pháp tướng của hẳn tiêu tán, chín đại tán tiên cũng lần lượt đáp đất, sau đó mấy lão bất tử lại cực kỳ ăn ý với nhau mà đồng loạt xông lên, không cho hẳn có cơ hội thở dốc. Họ bay từ trên cao xuống, mở ra đợt tấn công hội đồng lần hai. Có thể đánh vỡ cơ thể pháp tướng của hắn trong lần giao đấu đầu tiên, quả thật không hề tầm thường. Cũng may Dương Bách Xuyên vẫn còn hai tầng phòng ngự là Chuông Đông Hoàng và Thất Thải Bảo Y, chưa đến mức không còn cơ hội đánh trả. Mặc dù trong lần tấn công đầu tiên, hẳn đã rơi xuống thế hạ phong, nhưng không hẳn là không thu hoạch được gì. Hiện hắn đã biết nếu cùng một lúc tấn công hoặc tiếp chiêu của 9 người sẽ rất khó chiếm lợi, trái lại còn tự đẩy mình rơi vào hiểm cảnh. Lúc này hắn vẫn còn sức mạnh thần hồn của ông, già bồi thêm, nên cực kỳ tin tưởng hai tăng phòng ngự còn lại. Vì vậy hắn tính trong lần tấn công kế tiếp sẽ thay đổi chiến lược. Hắn chuẩn bị đánh theo hướng diệt từng người một, được người nào hay người đó. Hắn sẽ không quan tâm xem lớp phòng ngự của mình có đang bị ai khác tấn công hay không nữa, thay vào đó là chọn ra một trong số 9 người ngay từ đầu, sau đó dốc hết sức đồn tên ấy vào chỗ chết. Kỳ thật, phương pháp này vô cùng nguy hiểm, vì nếu hắn đặt mục tiêu vào đúng một người, vậy đòn tấn công của 8 người còn lại chắc chắn sẽ đánh trúng hắn, dẫn tới hậu quả xấu nhất là lớp phòng ngự Chuông Đông Hoàng bị hủy hoại, mà mất một tầng phòng ngự tương đương thêm một phần nguy hiểm. Nhưng nếu không làm vậy thì trước sự tấn công đồng loạt của 9 tán tiên, dù sớm hay muộn thì toàn bộ sức mạnh phòng ngự trên người hẳn cũng sẽ sụp đổ, thế nên thay vì đấu với cả 9, chỉ bằng chọn một người để đấu thôi, dù họ có phá hư cả hai tầng phòng ngự, chỉ cần hắn được ăn cả ngã về không giải quyết được một người thì cũng có lời rồi. Dương Bách Xuyên có niềm tin tuyệt đối vào thần thông chí tôn của mình. Ban nãy, khi ra tay, hắn mới chỉ dùng tầng thứ nhất của thần thông thập nhị chí tôn. Còn tầng thứ tư phần thiên chí tôn và tăng thứ năm lôi đỉnh chí tôn thì chưa đá động tới, và trước mắt thì đó mới chính là hai tầng thần thông mạnh nhất của hắn. Thần thông thập nhị chí tôn có tổng cộng 12 tầng, mỗi 3 tầng là một giai đoạn, tầng thứ tư và thứ năm đã tiến vào giai đoạn 2, uy lực ắt không hề tầm thường. Ngoài ra, thần thông chí tôn tầng thứ tư và thứ năm cần tới môi giới mới thi triển được. Tầng thứ tư là thần thông phần thiên chí tôn với môi giới là sức mạnh hỏa diễm. Vẽ chuyện này thì trong người Dương Bách Xuyên có một viên dao Long Châu, hắn giành được trong lần diệt trừ Xích Dao ở dãy núi Vạn Yêu năm ấy. Với viên dao Long Châu này, hắn có thể tối đa hóa uy lực của thần thông phần thiên chỉ nội chí tôn trong lúc thi triển. Về phần tầng thứ 5 thần thông lôi đỉnh chí tôn thần thông thì trong người Dương Bách Xuyên đã có thập đại phụ trợ tinh thần trợ giúp. Ban đầu là thập toàn thập mỹ kim đan, sau đó đan điền thăng cấp, biến thành thập đại phụ trợ tinh thần, bên trong lại có thiên lôi tinh thần. Lúc mới độ kiếp, hắn đã nhân cơ hội hấp thu kha khá sức mạnh sấm sét vào người, thế nên hẳn mới có tư bản để tối đa hóa uy lực thần thông tăng thứ 5 lôi đỉnh chí tôn. Nhưng Dương Bách Xuyên lại nghĩ thầm rằng vẫn còn một thứ môi giới còn chiến hơn nữa để dẫn lôi đỉnh. Đó chính là lôi đỉnh ở trên bầu trời trên đỉnh núi chí tôn. Tên béo dẫn đường cũng từng nhắc tới đặc điểm này rồi, với cả đúng là sau khi lên núi chí tôn, hẳn thật sự cảm nhận được trên bầu trời núi chí tôn có tồn tại lôi đỉnh. Có điều nó không cách mỗi 30 thước như tên béo đã nói, mà còn cao hơn nữa, xa tít tắp, chưa biết chừng là phải trên 3.000 trượng, bằng không nếu chỉ 30 trượng thì lúc hẳn hóa thân thành pháp tướng cao 1.000 mét đã sớm bị lôi đình đốt đen thui rồi. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên dáng bớt chút thời gian đi dò hỏi ông già này, sức mạnh lôi đình ở núi Chí Tôn nằm ở độ cao bao nhiêu thế? Nếu sử dụng thần thông lôi đình Chí Tôn thì con có thể dẫn lôi đình xuống không? Hạch tâm chân chính của Chí Tôn Lôi Đình đang nằm ở đạo trường Chí Tôn Cung của sư phụ, ở nơi đó, sức mạnh Lôi Đình nằm ở 30 trượng trên bầu trời, về phần Lôi Đình ở những nơi khác, hắn phải ngoài 3.000 trượng. Chỉ cần thần hồn của con đủ mạnh, thì một khi vận dụng thần thông Lôi Đình Chí Tôn, con có thể dẫn động cả cửu tiêu Lôi Đình. Nhưng giờ ấy hả, dù có sức mạnh thần hồn của vi sư trợ giúp, con cũng chưa thể dẫn động cửu tiêu Lôi Đình đâu, nhưng sức mạnh Lôi Đình ở Chí Tôn Cung thì không thành vấn đề. Vân Thiên Tà trầm giọng nói. Vâng, con biết rồi. Ông già nè, lát nữa con mà đấu không lại thì trông cậy hết vào sư phụ đó vừa nói. Dương Bách Xuyên vừa thúc giục dao Long Châu dong người, kích hoạt sức mạnh hỏa diễm, tiện thể đánh tiếng trước với ông già. Suy cho cùng, hẳn vẫn không đủ sức để giải quyết toàn bộ 9 tán tiên. Thắng nhóc thối, bất mơ tưởng vi sư sẽ lại ra tay giúp, lần này con hãy tự nghĩ cách đi. Ban nãy vi sư đã cho con mượn sức mạnh thần hồn.
giờ cạn gan hết rồi, nên dù muốn giúp cũng chẳng giúp được đâu. Không có sức mạnh thần hồn chống đỡ, vi sư chỉ có thể dương mắt đứng nhìn mà thôi. Được rồi, thằng nhóc nhà con tự cầu nhiều phúc vậy nhé, đòn tấn công của họ đến rồi đó, đừng chia chí, xông lên đi. Nghe ông già nói vậy, Dương Bách Xuyên bỗng nảy lên suy nghĩ hay là bóp nát tìm ông già cho rồi. Thân tâm hắn cho rằng, vào thời khắc quan trọng, cuối cùng mình vẫn phải dựa dẫm vào lão già chết tiệt, nhưng không ngờ lại bị ông từ chối thẳng thừng. Cực chẳng đã, hắn tính đấu võ mồm, nhưng thời gian lại không cho phép, vì đòn tấn công của chín đại tán tiên đã tới. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn dừng lại trên một người, rồi bất chợt gầm lên, Phần Thiên Chi Nô. Thi triển Phần Thiên Chỉ Nộ tầng thứ tư, cả người Dương Bách Xuyên toát ra ngọn lửa, sau đó hội tụ thành một hóa long lao vẽ phía lão giả áo đen mà hắn cho rằng yếu nhất trong chín tán tiên. Lần này mục tiêu của Dương Bách Xuyên rất rõ ràng, toàn lực xử lý một người trong số đó. Hắn không định để ý đến đòn tấn công của những người khác, cố khiêng là được. Dù sao lớp phòng ngự chuông Đông Hoàng bị phá thì còn có bảo y bảy màu. Đây mới là loại phòng ngự mạnh nhất của hắn. Là luyện khí thân truyền của sư phụ, dùng lông đuôi phượng hoàng để luyện chế. Lực phòng ngự đã được tiểu phượng hoàng dùng ngọn lửa màu tím mạnh nhất của nàng đốt cháy để thí nghiệm, lực phòng ngự vượt qua sức tưởng tượng. Mặc dù chỉ thí nghiệm sự đốt cháy của ngọn lửa, chưa thí nghiệm lực phòng ngự chân chính của nó. Nhưng Dương Bách Xuyên có sự tin tưởng tuyệt đối với bảo y bảy màu, bởi vì hẳn biết tài liệu chính là lông đuôi phượng hoàng, thứ quan trọng nhất trên người phượng hoàng thành niên. Hơn nữa bảo y bảy màu còn có một công năng khác người nữa là ẩn thân. Hắn đã từng nghiệm chứng, công năng ẩn thân của bảo y bảy màu không hề có sự dao động hơi thở, vô thanh vô tức, khi kẻ địch phát hiện ra thì đã bị chém chết. Cho nên Dương Bách Xuyên vẫn còn có át chủ bài trong tay. Lúc này hẳn toàn lực đối phó một người, tương đương phải chịu đựng sự tấn công của tám tán tiên khác. Cách làm như vậy vô cùng nguy hiểm, nhưng hiện tại đây là cách phá cục duy nhất của hắn. Giết một người bớt một người, chắc chắn sức mạnh liên hợp của bọn họ sẽ yếu đi một phần. Đối với Dương Bách Xuyên, hiện tại chín tán tiên là một thể, hẳn đang trong tình thế một đấu chín. Thiếu một tán tiên, không khác gì lực lượng của hắn mạnh thêm một phần. Một chiêu Phần Thiên Chỉ Nộ đánh về phía lão giả áo đen, trên người Dương Bách Xuyên cũng trúng đòn của tám tán tiên khác. Thần thông chí tôn tăng thứ tư lần này hoàn toàn có thể nói là bản thăng cấp. Bởi vì có thêm lực thần hồn của sư phụ, pháp tắc thiên địa của hẳn càng thêm cường đại. Uy lực của Phần Thiên Chỉ Nộ cũng không cần phải nói, hẳn mượn dùng lực thiên địa nên uy lực không hề yếu hơn ngọn lửa màu tím của tiểu phượng hoàng. Tất nhiên đây mới chỉ là phương diện đốt cháy của ngọn lửa. Là một thần thông chí tôn, chiêu Phần Thiên Chỉ Nộ tầng thứ tư không chỉ có đốt cháy, uy lực về lực lượng cũng cực kỳ khủng bố. Đây là thần thông pháp thuật dùng để chiến đấu, không phải dùng để phóng hỏa, ngọn lửa chỉ là một biểu tượng, ẩn bên trong lực uy lực công kích khủng bố. Lão giả áo đen bị Dương Bách Xuyên tấn công nhìn thấy một hỏa long lao về phía mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong tay cầm pháp đao, gầm lên chém về phía ngọn lửa của Dương Bách Xuyên. Khai thiên cuồng đao, chảm. Chém ra một đao, trên lưỡi dao như tuôn ra hàn khí, ánh sáng chói mắt, càng ngày càng cường đại sau đó hóa thành một hư ảnh đao cao mười mấy mét, chém xuống hỏa long của Dương Bách Xuyên. Ngay sau đó lão giả áo đen biến sắc. Ông ta không ngờ hỏa long của Dương Bách Xuyên cũng không phải ngọn lửa bình thường, mà nó có thêm lực lượng thần thông cường đại, người sáng tạo là thập nhị kiếp tán tiên. Lão giả áo đen chém ra một đao, hỏa long của Dương Bách Xuyên bị chém thành hai nửa nhưng lại không hề bị ảnh hưởng, ngược lại một hóa hai quấn quanh lão giả áo đen. Khoảnh khắc hai ngọn lửa quấn quanh lão giả áo đen, ông ta biến sắc, phát hiện lực đốt cháy của ngọn lửa của Dương Bách Xuyên vượt qua sự tưởng tượng của mình, hơn nữa còn mang theo sự va chạm cường đại. Giống như thân thể bị hai ngọn núi lớn va chạm vào. Phụt! Lão giả áo đen hộc máu. Lão giả nhổ ra tinh huyết, sau khi ông ta cảm nhận được nguy hiểm đến từ ngọn lửa, biết phải nhanh chóng thoát khỏi sự trói buộc của ngọn lửa, nếu không bản thân sẽ rất nguy hiểm. Cho nên lão giả áo đen không hề do dự nhổ ra tinh huyết, tiến vào trong ngọn lửa, đồng thời ngâm nga đoạn âm phù khó hiểu tối nghĩa. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng không chịu nổi, bởi vì lúc hắn tấn công lão giả áo đen, trên người cũng bị tám tán tiên khác tấn công. Ầm ầm ầm, một tiếng rung động lớn vang lên, chuông Đông Hoàng đã vận chuyển đến cực hạn, bao phủ hẳn ở bên trong để bảo vệ. Lực thần hồn của sư phụ cũng không ngừng gia nhập vào chuông Đông Hoàng, nhưng dù sao kia cũng là đòn tấn công của tám tán tiên, nên uy lực vô cùng cường đại. Rắc,
chuông Đông Hoàng xuất hiện một vết nứt. Dương Bách Xuyên biến sắc, hẳn không ngờ đòn tấn công của tám lão bất tử kia sẽ làm chuông Đông Hoàng bị nứt ra một cái khe, mặc dù đã có sự thêm vào của lực lượng thần hồn của sư phụ. Dương Bách Xuyên biết phòng ngự của chuông Đông Hoàng không kiên trì được bao lâu, lúc này lão giả áo đen cũng hộc ra một ngụm tỉnh huyết, làm tỉnh huyết tiến vào trong ngọn lửa của phần thiên chỉ nộ, sau đó lão giả áo đen ngâm nga một đám âm phù tối nghĩa khó hiểu. Dương Bách Xuyên cảm nhận được rõ ràng uy lực của phần thiên chỉ nộ đang giảm xuống, nếu tiếp tục như vậy sớm hay muộn ông A cũng sẽ tránh thoát được. Hơn nữa đến lúc đó chuông Đông Hoàng vừa vỡ, đòn tấn công của tám tán tiên sẽ đánh tan lớp phòng ngự cuối cùng của hắn, khi đó hắn sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Dương Bách Xuyên biết chính mình đã quá coi thường đám tán tiên này, hẳn không ngờ sẽ khó đối phó như vậy. Chín tán tiên cường đại vượt qua mức tưởng tượng của hắn. Nhưng lúc này hắn đang trong tình thế tên trên dây không thể không bản, sau đó Dương Bách Xuyên cân răng, thúc giục mệnh tinh thân tượng, tay kết ấn, gầm lên, lôi đỉnh chí tôn, dẫn lôi. Thần thông chí tôn tăng năm lôi thiên chí tôn bị Dương Bách Xuyên mạnh mẽ thi triển. Thần thông thập nhị chí tôn, càng về sau uy lực càng cường đại, nhưng đồng thời pháp lực thần thông chân nguyên cũng hao càng nhiều. Kẻ địch không cho hẳn thời gian thở dốc, hẳn không thể dừng lại. Cho dù bị phản vệ hắn cũng không thể dừng. Rút ra lực lượng lớn như vậy à, chắc chắn nguyên thần sẽ bị phản phệ. Nhưng Dương Bách Xuyên không còn cách nào khác. Sự trả giá lúc trước không thể uổng phí, không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hắn phải giết chết lão giả áo đen. Âm đùng. Rắc. Sau khi thì triển thần thông lôi đỉnh chí tôn tầng 5, tiếng sâm phía chân trời núi chí tôn vang lên. Một tia chớp thô to như thùng nước từ trên trời giáng xuống. Lão giả áo đen hoảng sợ kêu to, không. Ầm. A, à, lôi điện thô to như thùng nước đánh xuống người lão giả áo đen với thế không thể đỡ, đánh gãy bí pháp hóa giải ngọn lửa mà ông ta đang niệm, tiếng kêu thảm thiết vang lên, lôi điện bùng nổ chói mắt. Giây tiếp theo lão giả áo đen bốc hơi biến mất. Khoảnh khắc lôi điện đánh xuống người lão giả áo đen, tám tán tiên khác cũng phá vỡ phòng ngự của chuông Đồng Hoàng. Phụt, lần này Dương Bách Xuyên hộc máu. Hắn liên tiếp thi triển thần thông chí tôn, còn phải duy trì sự phòng ngự của chuông Đông Hoàng. Lúc chuông Đông Hoàng bị phá, hộc máu vẫn còn nhẹ. Có trả giá nhưng đáng giá. Bởi vì cuối cùng hẳn cũng xử lý được lão giả áo đen. Lúc lôi định đánh xuống, tám tán tiên cùng dừng tấn công Dương Bách Xuyên, nhanh chóng rời ra hắn. Bởi vì bọn họ đều cảm nhận được uy lực của lôi định. Đối với tu sĩ, lôi định vô cùng khủng bố, sau khi tu đạo đều sẽ gặp vô số thiên kiếp lớn nhỏ, đều là kiếp nạn lấy mạng. Sau khi binh giải tu tán tiên còn gặp phải thiên kiếp tán tiên ngàn năm một lần, mỗi một lần độ kiếp như đi qua quỷ môn quan. Có sự sợ hãi bản năng với lôi đình. Hơn nữa Dương Bách Xuyên còn trực tiếp dẫn động lôi đình phía chân trời núi Chí Tôn, còn to như thùng nước, nhìn vô cùng dọa người. Cho nên tám tần tiên còn lại nhìn thấy lão giả áo đen bị đánh hồn phi phách tán, tất cả hoảng sợ lui ra xa. Khụ khụ. Tất cả dừng lại, Dương Bách Xuyên lau vết máu ở khóe miệng. Ngẩng đầu nhìn lại tám tán tiên còn lại thì thấy đều lùi ra xa cách hắn 8 đến 90 mét, một đám nhìn hắn như nhìn quái vật. Sắc mặt của tám tán tiên vô cùng tối tăm nặng nề, bởi vì bọn họ có sự sợ hãi bản năng với lôi đình, trợn mắt nhìn lão giả áo đen bị lôi đình đánh thành bụi. Rõ ràng Dương Bách Xuyên đã thi triển thủ đoạn gì đó đưa đến lôi đình núi Chí Tôn để xử lý lão giả áo đen. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa Dương Bách Xuyên có thể thao tác lôi điện, nhưng lại hữu hạn. Yêu cầu thể chất đặc thù và ngộ tính mới có thể thao tác lôi điện. Hôm nay Dương Bách Xuyên cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Lại nhìn chỗ bị lôi đình đánh, trái đen thành than, tám tán tiên lại nhìn về phía Dương Bách Xuyên với ánh mắt phức tạp. Lúc này trong cơ thể của Dương Bách Xuyên cũng không bình tĩnh, liên tục thi triển thần thông chí tôn, đặc biệt là phần thiên chỉ nộ tầng 4 và lôi đình chí tôn tầng 5, uy lực bất phàm nhưng cũng tiêu hao cực lớn. Nguyên thần uể oải, thân thể mệt mỏi, chẳng qua hắn đang giả vờ kiên cường. Tám tán tiên còn lại trừng mắt nhìn hắn, rất sợ Dương Bách Xuyên lại kéo đến lôi đình, tạm thời kéo khoảng cách với Dương Bách Xuyên. Sợ hắn sẽ tạo ra một đao lôi điện nữa. Hiện trường chìm vào tĩnh lặng trong mấy giây ngắn ngủi, nhưng không kéo dài lâu, người có bộ dáng thiếu niên tên, ư lên tiếng, mọi người dùng toàn lực đi, không căn cất giấu, tiểu tử này có thể kéo lôi đình nhưng có vẻ không phải lúc nào cũng có thể. Đối với 18 tiên cao giai núi Chí Tôn, hôm nay thật sự là một ngày khó quên. Một đội ngũ 10 người cường đại, 10 đánh một lại liên tiếp ngã xuống 2 người. Quá mất mặt, truyền ra bọn họ sẽ trở thành trò cười cho toàn đảo tán tiên.
Sau khi U lên tiếng, bảy người còn lại đứng im, sắc mặt âm U, không ai làm chim đầu đàn, bởi vì ở trong mắt bọn họ, đạo lôi đình đánh chết lão giả áo đen vừa rồi quá khủng bố. Mặc dù U nói rất đúng, Dương Bách Xuyên không có khả năng tùy ý sử dụng lôi đình, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của U. Ai dám đảm bảo Dương Bách Xuyên không thể tùy thời kéo lôi đình tấn công? Mặc dù mọi người đều là tán tiên lục chuyển hậu kỳ, nhưng vào những lúc như này đều phải cẩn thận, không thể vì lời nói của U mà ngốc nghếch xông lên. U thấy mọi người không có ý định ra tay, lạnh lùng nói, bổn tọa còn không đến mức ngu muội như vậy, Dương Bách Xuyên không phải có thể tùy tiện sử dụng lôi đình, hôm nay coi như mặt mũi của ta đã vứt ra ngoài cửu tiêu, nếu còn không bắt được tên tiểu tử này còn có mặt mũi gì nữa. Nếu các vị còn do dự, vậy để bổn tọa chứng minh cho các vị xem tiểu tử kia có bị thương hay không, có phải thật sự nghịch thiên hay không. Dứt lời, khí thế trên người U thay đổi, ngược lại hoàn toàn với những người khác, hơi thở từ sắc bén trở nên nội liếm, thân thể đần đần trong suốt. Mấy tán tiên thấy cảnh này thì biết U bắt đầu thi triển thủ đoạn mạnh nhất của mình, mọi người đều biết U có danh xưng là U Linh bởi vì hẳn ta có thể nội liếm hơi thở trên người đến mức tận cùng, đạt đến cảnh giới cực vị, rất hiểm người có thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Đồng thời hắn còn có một loại thần thông cùng loại với ẩn thân, có thể dung nhập cơ thể vào trong mọi hoàn cảnh, bao gồm núi đá cỏ cây. Hoàn toàn trong suốt. Mặc dù không phải ẩn thân nhưng lại có hiệu quả như ẩn thân, vô thanh vô tức xuất kích giết địch, tốc độ cũng đạt đến cảnh giới không thể cảm nhận được, cực kỳ đáng sợ, giống như U Linh. Cho nên danh xưng U Linh của U ra đời như vậy. Hiện tại mọi người đều chấn động khi thấy U sử dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình. Một người trong đó nói, các vị, U nói không sai, chúng ta phải nhặt lại mặt mũi đã mất, giết chết Dương Bách Xuyên. Mọi người chuẩn bị, đợi lát nữa nếu có gì bất thường, chúng ta cũng đừng đứng đó, hợp lực kết trận chắc chắn có thể giết chết Dương Bách Xuyên. Từ trước đến nay chưa từng nghe nói U thất bại, có lẽ không cần chúng ta ra tay. Sai rồi, U thi triển thủ đoạn mạnh nhất của mình, còn làm chúng ta cùng ra tay, chứng tỏ trong lòng U, tên tiểu tử Dương Bách Xuyên này rất khó đối phó, cho nên mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tìm cơ hội ra tay giết chết Dương Bách Xuyên, cũng đừng cất giấu. Lão Phu đồng ý. Làm như vậy đi. Sau khi U ra tay, bảy tán tiên cùng nhất trí ý kiến, chuẩn bị vứt bỏ mặt mũi cùng dùng toàn lực giết chết Dương Bách Xuyên. Bên Dương Bách Xuyên, hẳn nhìn thấy thân thể của U bắt đầu trong suốt, hơi thở hoàn toàn biến mất thì có chút sững sờ. CMN còn có một tên có thể đạt đến ẩn thân cực hạn. Hắn còn đang định khởi động công năng ẩn thân của bảo y bảy màu để giết địch, ai ngờ trong số kẻ địch lại có kẻ như vậy. Cái này, có chút xấu hổ thấy thiếu niên tán tiên dần dần biến mất trong tầm mắt của hắn, Dương Bách Xuyên không biết đối phương có mượn dùng pháp khí ẩn thân như mình hay không, cảm giác nhìn không thấy, hơn nữa hắn cảm nhận được người này rất nguy hiểm. Dương Bách Xuyên vội vàng hỏi sư phụ, có phải trên người đối phương cũng có bảo y ẩn thân giống như bảo y bảy màu của con không? Sau đó Vân Thiên Tà trả lời, không phải bảo y, là thanh thông. Không đúng, phải là thanh thông vạn vật thất truyền đã lâu của tiên giới mới đúng. Không ngờ nó lại tái hiện ở đảo Tán Tiên, tiểu tử thối, lát nữa đừng giết chết hắn, nghĩ cách siêu hồn, cướp lấy thần thông vạn vật. Thần thông vạn vật là gì? Rất lợi hại. Dương Bách Xuyên nghe vậy có chút kinh ngạc. Mười mấy vạn năm trước, tiên đế ở tiên giới đắc tội một tiên tôn, bị tiên tôn kia ra tay đuổi giết, nhưng hắn lại có thể trốn khỏi tay tiên tôn vô số lần. Sau đó nghe đồn tiên đế kia tu luyện một thần thông tên là thần thông vạn vật, từ đó tiên đế kia có một danh hiệu vạn vật tiên đế. Bởi vì có thể chạy trốn khỏi tay tiên tôn nhiều lần, thậm chí đánh lén ám sát tiên tôn còn có thể toàn thân rời đi, vạn vật tiên đế được phong hào tiên đế thứ ba. Chẳng qua sau đó vạn vật tiên đế hoàn toàn chọc giận vị tiên tôn nào đó, bị vị tiên tôn đó liên hợp với một vị tiên tôn khác bày mưu giết chết, lại nghe đồn thật ra vị tiên tôn kia muốn có được thần thông vạn vật nên đuổi giết vạn vật tiên đế. Kết quả vạn vật tiên đế dù tự bảo cũng không giao thần thông vạn vật cho vị tiên tôn kia, từ đó về sau thần thông vạn vật nổi tiếng tiên giới bị thất truyền. Trong giọng nói của Vân Thiên Tà tràn đầy tiếc nuối. Dương Bách Xuyên hỏi, sư phụ. Vậy người nói thẳng xem thần thông vạn vật đó có gì thần kỳ đi. Vân Thiên Tà nói, năm đó vi sư từng gặp được vạn vật tiên đế, xem hắn thi triển thần thông vạn vật. Khi đó mới biết được, nếu vạn vật tiên đế có thể tiến giai tiên tôn, chắc chắn sẽ là bá chủ một phương của tiên giới. Trung tâm của thần thông vạn vật là hai chữ vạn vật, có thể dung nhập vào trong hoàn cảnh của vạn vật, làm hơi thở của bản thân giống như cục đá, giống như cỏ cây.
thậm chí còn giống như không khí. Gần như ẩn giấu hơi thở không góc chết, còn có thể dung nhập bản thân vào mọi thứ, nhưng cụ thể thế nào vi sư cũng không rõ. Nhưng năm đó sau khi tiếp xúc, vi sư cũng nghĩ đến góc chết của thần thông vạn vật, nếu đoán không sai, thần thông vạn vật tu luyện lực không gian. Hơn nữa cửa thần thông này mới là thần thông ẩn thân cao nhất, công hiệu ẩn thân của bảo y bảy màu cũng không bằng. Cho nên tiểu tử, nhớ kỹ, không tiếc mọi thứ cướp lấy thần thông vạn vật, tương lai nó sẽ là con đường bảo mệnh thứ hai của con. A, à, sư phụ thối, chính người cũng nói, công hiệu ẩn thân của thần thông vạn vật còn cường đại hơn bảo y bảy màu, hơn nữa đối phương còn là tán tiên lục chuyển hậu kỳ, con cướp lấy kiểu gì? Dương Bách Xuyên trợn mắt nói. Hắn không ngờ sư phụ lại coi trọng thần thông vạn vật này như vậy, đây là lần đầu tiên hẳn thấy sư phụ trịnh trọng nghiêm túc với thần thông của người ngoài như vậy. Hơn nữa đây cũng coi như lần thứ hai, lần đầu tiên là thần thông bách biến chí tôn, chẳng qua thần thông bách biến chí tôn không có phương pháp nội tu, trên tay sư phụ chỉ có phương pháp ngoại tu, nhưng cũng truyền cho hắn. Lần này Dương Bách Xuyên nghe ra thái độ của sư phụ khi nói về thần thông vạn tượng không hề yếu hơn lần trước nói về thần thông bách biến chí tôn, nhắc nhở vô cùng trịnh trọng. Lão già chết tiệt, mấu chốt là hiện tại đối phương cũng có năng lực ẩn thân. Hơn nữa theo như người nói thì thần thông vạn tượng của hắn ta rất mạnh, con vốn định sử dụng chức năng ẩn thân của bộ đồ bảy màu, nhưng theo lời người nói thì con làm vậy có thể thắng đối phương sao? Càng đừng nói đến chuyện tìm thần thông vạn tượng gì đó trên người đối phương. Dương Bách Xuyên trợn mắt trước lời nói của sư phụ, hắn cảm thấy sư phụ đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Nhưng lại nghe thấy sư phụ mắng, thằng nhóc thúi, vi sư dám nói với con như vậy ắt có nắm chắc, vi sư đã bao giờ làm chuyện không nắm chắc chưa? Hích! Dương Bách Xuyên sửng sốt, hình như đúng là như thế. Vậy người nói đi. Dương Bách Xuyên lấy lại tinh thần, gặng hỏi. Thằng nhóc thúi nghe cho kỹ đây, lát nữa vi sư sẽ xác định vị trí của đối phương giúp con. Con chú ý ẩn thân thì có thể tiêu diệt Vân Thiên Tà nói. Chỉ đơn giản như vậy thôi á. Dương Bách Xuyên sững sờ, hẳn cứ tưởng sư phụ sẽ truyền thụ cho hắn bí pháp nào đó để đối phó với kẻ địch, không ngờ chỉ có một câu nói ngắn gọn như vậy. Vân Thiên Tà đáp, không thì sao, con nghĩ phức tạp cỡ nào. Đúng là thần thông vạn tượng rất độc đáo, nhưng còn phải xem ai thi triển. Nếu là vạn tượng thiên đế thi triển, nói thật là chỉ e vi sư không có cách, nhưng đối phương chỉ là một tán tiên nho nhỏ. Vi sư tự có cách cảm ứng được vị trí của hắn. Thôi được, vậy thì tốt rồi. Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, trong mắt sư phụ, tên tán tiên biết thần thông vạn tượng kia chẳng phải là một tán tiên nho nhỏ sao. Đối với sư phụ mà nói, e là trên thế gian không còn mấy người được gọi là đối thủ. Được rồi, chuẩn bị sẵn sàng đi, đối phương đến rồi. Vân Thiên Tà nhắc nhở Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhìn lại. Quả nhiên tán tiên mang dáng vẻ thiếu niên ở cách hắn 8-90 mét kia đã hoàn toàn biến mất dạng. Hơn nữa trong cảm chi của hân, hắn không cảm nhận được khí tức của đối phương. Sau khi sư phụ nhắc nhở, Dương Bách Xuyên không dám lơ là, tuy ngoài miệng hắn than văn với sư phụ nhưng trong lòng ra sao? Trong lòng tên họ Dương nào đó rất kiêu ngạo đấy. Ngươi ẩn thân, ta cũng biết. Ngươi thi triển pháp thuật thân thông ẩn thân. Tiểu gia ta dùng pháp khí được luyện chế từ lông đuôi tinh hoa nhất của Phượng Hoàng để ẩn thân. Mặc dù sư phụ nói thần thông vạn tượng vô cùng lợi hại, nhưng lợi hại là lời khen dành cho vạn tượng thiên đế chứ không phải khen thiếu niên tán tiên phía trước. Cho nên Dương Bách Xuyên không quá lo lắng. Và lại có sư phụ áp trận cho hẳn, tìm ra vị trí của thiếu niên tán tiên, như vậy thì trong trường hợp cả hai cùng ẩn thân, hắn có thể tìm ra đối phương nhờ sư phụ, còn thiếu niên tán tiên lại chưa chắc có thể tìm được hắn. Dương Bách Xuyên cho rằng đây là kiểu đen ăn đen điển hình, hoặc có thể nói là đen đánh đen, dưới đèn tối. Nói chung là có lẽ sẽ rất sảng khoái. Chỉ nghĩ thôi hắn cũng cảm thấy rất thú vị. Sau đó Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, kích hoạt chức năng ẩn thân của bộ đồ bảy màu, nháy mắt thân hình đã biến mất tại chỗ. Ngôn tình tổng tài. Lần này khiến cho mấy tán tiên sững sờ. Sao lại thế? Sao tên nhãi này cũng có thần thông ẩn thân vậy? Lại còn không có khí tức giống u. Không cảm nhận được có dao động nguyên khí, mất hết toàn bộ khí tức. Lẽ nào là thần thông ẩn thân giống u? Không đúng, khoảnh khắc tên nhãi kia ẩn thân, ta cảm nhận được khí tức của pháp khí. Có lẽ phương pháp ẩn thân của hắn là dựa vào pháp khí nào đó. Xem ra tên nhãi này có rất nhiều bảo vật. Trước đó nhận lời mời, các ngươi có từng nghe chuyện tên nhãi này có thể im hơi lặng tiếng ẩn thân không? Không. Không. Bảy tán tiên trò chuyện than thở với nhau,
thái độ đối với Dương Bách Xuyên ngày càng phức tạp. Trong mắt mỗi người lóe lên cảm xúc bất đồng. Rất phức tạp. Thập đại tán tiên bọn họ nhận được lời thỉnh cầu xin giúp đỡ của hậu bối nên mới vội vàng xuất sơn. Chỉ biết là bên cạnh Dương Bách Xuyên có một con kim long ngũ trảo, một con thần điểu phượng hoàng, một con cửu vĩ hồ và một con trồn tâm bảo. Bốn yêu tu đều quý hiếm không cùng loài, mặc dù bốn yêu linh này chưa trưởng thành nhưng có thể xem là ấu thú thời kỳ trưởng thành. Vì vậy thập đại tán tiên bọn họ đã xuất sơn. Còn mục đích là gì, tất nhiên là cám dỗ. Mọi người đều biết rõ trong lòng, chẳng qua không nói ra mà thôi. Nhưng khi bọn họ chạm trán Dương Bách Xuyên lại không thấy bốn yêu linh bên cạnh hẳn, chứng tỏ trên người Dương Bách Xuyên có pháp bảo động tiên cao cấp đã thu bốn yêu linh vào trong. Tại sao phải thu, đáp án không khó đoán. Nhất định là bốn yêu linh không đủ thực lực đối đầu với đám tán tu bọn họ, chứng tỏ thực lực của bốn yêu linh có hạn nên Dương Bách Xuyên không muốn để cho chúng mạo hiểm, bèn thu vào trong pháp bảo. Động tiên. Còn nữa, trong lúc bọn họ giao đấu với Dương Bách Xuyên, thần thông mà tên nhãi này sử dụng không phải pháp thuật thần thông mà cấp bậc tu chân giới có thể sở hữu, mạnh mẽ vô cùng. Khiến đám tán tiên bọn họ nhìn mà ghen tị. Bốn yêu linh hiếm có trên thế gian, động thiên chí bảo cao cấp, thần thông vô cùng cường đại, bây giờ còn có pháp khí có thể ẩn thân. Đối với mấy tán tiên mà nói, những thứ này đánh thẳng vào tâm linh bọn họ. Dựa vào đâu mà một người tu chân phi thăng cảnh như tên nhãi này lại có những món đồ còn tốt hơn những tán tiên cấp cao đã vất vả tu luyện bao nhiêu năm tháng như bọn họ chứ? Nếu những tài nguyên trên người Dương Bách Xuyên nằm trong tay bọn họ, thì có lẽ trong tán tiên kiếp nghìn năm một lần, bọn họ có thể chống đỡ đến cùng. Bảy đại tán tiên thấy Dương Bách Xuyên cũng biến mất sau khi ẩn thân, trong lòng đều nảy sinh biến hóa, khí tức cũng vận chuyển đến cực hạn, chuẩn bị thi triển đòn tấn công lôi đình với Dương Bách Xuyên bất cứ lúc nào. Nội tâm mất cân bằng, bọn họ nổi lòng tham. Bọn họ nghĩ sau khi ẩn thân, Dương Bách Xuyên càng thêm nguy hiểm, phải chuẩn bị sẵn sàng chém giết bất cứ lúc nào, đừng để xảy ra biến cố. Còn những phương diện khác, bọn họ có lòng tin tuyệt đối vào U. U là lão tán tiên thành danh từ lâu, từ trước tới giờ thần thông ẩn thân của hắn ta chưa từng gặp phải đối thủ. Trong mắt bọn họ, năng lực ẩn thân dựa vào pháp khí của Dương Bách Xuyên tất nhiên kém U. Lúc này U cũng mất bình tĩnh. Thần thông ẩn thân của hắn ta là sát chiêu cuối cùng. Mấy nghìn năm trước, lúc đó hắn ta vẫn còn ở tu chân giới, chưa binh giải tu tán tiên, chỉ là một người tu chân phân thần. Kỳ của tu chân giới mà thôi. Bởi vì vi phạm môn quy của tông môn, hắn ta bị tông chủ trừng phạt đánh vào cấm địa của tông môn, sau đó có đồng môn hãm hại, bất đắc dĩ hắn ta đành nhảy từ hậu sơn cấm địa xuống vực sâu vạn trượng. Hắn ta cứ tưởng mình sẽ chết không có chỗ chôn, nhưng nào ngờ mình lại đến xa di giới. Tiến vào phủ của cổ tiên, ở trong đó hắn ta nhìn thấy một pháp thuật tu hành tên là thần thông vạn tượng trên một tấm bia đá. Mặc dù không biết ai để lại, nhưng U không quan tâm, dứt khoát tu luyện thần thông vạn tượng trên tấm bia đá, sau đó dựa vào thần thông vạn tượng. Quật khởi. Đáng tiếc là cuối cùng hắn ta vẫn binh giải tu tán tiên trong đại thiên kiếp. Sau khi đến đảo tán tiên, hắn ta vẫn dựa vào thần thông vạn tượng chỉ có lợi không có hại, xây dựng danh tiếng. Năng lực ẩn thân của thần thông vạn tượng giúp hắn ta gần như bất bại trong chiến đấu. Thậm chí U từng giao thủ với một vị tán tiên lão tổ, tuy lần ấy chỉ là luận bàn nhưng hắn ta vẫn bình yên vô sự trong tay tán tiên lão tổ. Từ đó về sau, U trở thành người đứng đầu thập đại tán tiên núi Chí Tôn, còn có mỹ danh người đứng đầu dưới tán tiên lão tổ. Xưa nay U không bao giờ nghi ngờ thuật pháp thần thông vạn tượng của mình. Thuật pháp ẩn thân của thần thông vạn tượng mà hắn ta biết là số một thế gian. Trong kiếp sống mấy nghìn năm tu đạo của U, hắn ta cũng từng đụng độ tu sĩ có thuật pháp ẩn thân, nhưng trong mắt U, thuật pháp ẩn thân của bọn họ toàn rác rưởi. Kiếm hiệp hay, tất cả đều có sơ hở, đều có dao động nguyên khí, cho dù lúc ẩn thân không có dao động nguyên khí thì lúc ra tay cũng có dao động nguyên khí, vì bại lộ nên bị U giết chết. Thuật pháp thần thông vạn tượng của hắn ta hoàn toàn không có những sơ hở này, cả lúc phát động ẩn thân lẫn lúc ra tay tấn công đều thu lại tất cả khí tức toàn thân đến cực hạn. Có thể nói là không có sơ hở. Đến khi đối thủ phát hiện thì cũng là lúc tử vong. Mà bây giờ trên người Dương Bách Xuyên, U lại bắt gặp thuật pháp ẩn thân không thua kém gì hắn ta. Sau khi toàn thân Dương Bách Xuyên lóe lên ánh sáng bảy sắc, U phát hiện ra toàn bộ khí tức của Dương Bách Xuyên đã biến mất không sót lại gì giống như hắn ta vậy, thuật pháp ẩn thân gần như không có sơ hở. Hiện tại bọn hắn cả hai đều đang ẩn thân, không ai nhìn thấy đối phương, đây mới là điểm bất lực nhất. Cũng là điểm đáng sợ nhất.
có nghĩa là cả hai bọn họ đều đang ở trong trạng thái ẩn thân, ai phát hiện ra đối phương trước thì sẽ chiếm ưu thế, có cơ hội giết chết đối phương. U phóng toàn bộ cảm tia ra ngoài, cảm nhận sự khác thường của thiên địa xung quanh. Hắn ta biết trong tình huống hai bên không nhìn thấy nhau, lực cảm chí là mấu chốt thẳng bại, hay gọi là nhạy cảm với thiên địa tự nhiên càng thích hợp hơn. Chỉ cần cảm nhận được một chút dao động thì hắn ta tin chắc rằng mình có thể lập tức đả thương Dương Bách Xuyên, thậm chí đánh chết. U cho rằng trên thế gian không có mấy người nhạy cảm với vạn vật tự nhiên trong thiên địa có thể so với hắn ta. Bởi vì chỗ tinh diệu nhất trong pháp thuật thần thông vạn tượng của hắn ta chính là lực cảm chi đối với vạn vật. Vì vậy sau nỗi kinh ngạc và chấn động ban đầu, U đã bình tĩnh lại, cẩn thận cảm chí sự biến hóa của sự vật xung quanh, hay nói chính xác hơn là đi tìm chỗ ẩn thân của Dương Bách Xuyên. Về phần Dương Bách Xuyên, hiện tại hắn vô cùng dày vò. Bởi vì hắn cũng không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào. Hắn cũng phóng toàn bộ cảm chi để cảm chi sự tồn tại của đối phương, nhưng không có kết quả. Dương Bách Xuyên nhìn bảy tán tiên từ đằng xa. Thật ra lúc này hắn rất muốn lao tới giết chết mấy tán tiên ngoài sáng này. Nhưng tán tiên đang ẩn thân trong tối mang lại cho hắn cảm giác đối phương là u linh, là một quả bom hẹn giờ. Dương Bách Xuyên không dám manh động chút nào, bởi vì hắn biết trong điều tình cảnh như nhau, một khi hắn hành động thì nhất định sẽ bị tán tiên trong tối tìm ra. Mặc dù hắn tin tưởng mình sẽ không bị phát hiện, nhưng dù sao đối phương cũng là cao thủ lục chuyển hậu kỳ. Ngay từ đầu Dương Bách Xuyên đã e ngại tán tiên trông giống thiếu niên kia, bởi vì trực giác mách bảo hắn đối phương rất nguy hiểm. Hơn nữa, trước đó mấy tán tiên nói chuyện với nhau, Dương Bách Xuyên lờ mờ nhìn ra hình như thiếu niên tán tiên là người đứng đầu đám tán tiên này, các tán tiên khác gọi hắn ta là U. Hiện giờ tán tiên tên U mang lại cho hắn áp lực rất lớn. Sau khi ẩn thân kỹ, Dương Bách Xuyên không nhúc nhích. Hắn tin rằng lúc này U cũng nghĩ giống hắn. Đều đang tìm kiếm cơ hở của đối phương, sau đó tất nhiên là kết quả một kích lấy mạng. Vì vậy Dương Bách Xuyên không dám manh động. Và lại hẳn biết sư phụ nói rất đúng, thần thông ẩn thân của U mạnh hơn, cao cấp hơn ẩn thân nhờ bộ đồ. Bảy màu của hẳn, nói cách khác, hai bên không cùng đẳng cấp. Ẩn thân của người ta là thần thông, tu pháp môn, linh hoạt đa dạng, được gọi là vạn tượng, cái gì cũng có. Còn bộ đồ bảy màu của hắn suy cho cùng chỉ là pháp khí. So ra thì nó cứng nhắc hơn, không có tính linh hoạt. Hiện tại hẳn chỉ có thể trông cậy vào sư phụ tìm ra chỗ ẩn thân của U. Sư phụ đã tìm được vị trí của U chưa? Dương Bách Xuyên hỏi trong lòng. Vân Thiên Tà trả lời, thằng nhóc thúi vội gì chứ, con tưởng thần thông vạn tượng chỉ có tác dụng ẩn thân thôi à? Đó là thần thông dung hợp vạn vật đó, không dễ tìm kiếm như vậy đâu. Thế này đi, con phóng ra chút xíu khí tức, như vậy thì vi sư có thể truy lùng tung tích của hẳn ta. Giống như khoa học định vị gì đó trên trái đất của các con hồi xưa ấy, nếu không làm vậy thì khó tìm lầm. Thời gian dài thằng nhóc con sẽ bị hắn ta tìm ra trước, đến lúc đó thì nguy. Hiện tại hai người đều đang trong trạng thái ẩn thân, khí tức thu hồi đến cực hạn, rất khó tìm được đối phương. Nhưng con dùng pháp khí ẩn thân, quá cứng nhắc, trong khi đối phương sử dụng thần thông pháp môn, linh hoạt đa dạng, chắc chắn một lúc nữa hắn ta có thể tìm ra thằng nhóc con. Vì vậy thời gian quý giá, chúng ta không thể ngồi im chờ chết. Bây giờ con phóng ra chút xíu khí tức đi. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ nói xong, suýt thì nhảy dựng lên. Hẳn nào còn không rõ lão già chết tiệt muốn hắn làm mồi nhử chứ. Hân lập tức mắng to, lão già chết tiệt, chẳng phải người nói là có cách tìm ra đối phương ư, sao còn bảo con làm mồi nhử. U là người đứng đầu trong tán tiên, thực lực mạnh mẽ. Nếu hắn ta phát hiện ra con thì không chừng sư phụ sẽ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đấy. Người nghĩ thế quái nào vậy? Thằng nhóc thúi, có khoa trương đến thế không hả? Có vi sư ở đây, con có thể mất mạng chắc. Cùng lắm là bị thương chút thôi, không chết được. Chẳng phải vi sư đã nói rồi sao, thời gian dài người chịu thiệt chính là con. Có muốn làm mồi nhử hay không, con tự quyết đi, hừ Vân Thiên Tà mắng. Dương Bách Xuyên, người, xem như người lợi hại. Tên họ Dương nào đó biết sư phụ nói đúng, hắn thật sự phải làm mồi nhử. Không làm không được, sư phụ đã vò mẻ không sợ nứt, chiếu tướng hắn một quân. Hắn có thể làm gì đây? Tên họ Dương nào đó cũng rất bất lực. Chỉ có thể nghe theo. Nhưng điều mấu chốt khiến hắn buồn bực là lão già chết tiệt bảo hắn làm mồi nhử nhưng không thể giải quyết U luôn một lần, mà chỉ có thể xác định vị trí ẩn thân trong tối. Cho nên Dương Bách Xuyên rất buồn bực. Hắn chưa từng chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Trong lòng thầm mắng sư phụ,
đồng thời Dương Bách Xuyên cũng chuẩn bị sẵn sàng. Lão già chết tiệt, con sắp bắt đầu đây, người chuẩn bị cho tốt, Dương Bách Xuyên dặn dò trong lòng. Lắm lời, bắt đầu đi, Vân Thiên Tà mắng. Một giây sau, Dương Bách Xuyên thăm niệm trong đầu, phóng một tia chân nguyên ra ngoài. U vẫn luôn âm thầm tìm kiếm Dương Bách Xuyên lập tức cảm nhận được dao động chân nguyên cách hắn ta hơn 10 mét. U cười khẩy trong lòng, hồ ly trốn trong hốc cây có kỹ thế nào cũng không giấu được mùi hôi trên người. Chịu chết đi. Sự nhạy bén của U, hoặc là nói ưu thế thần thông vạn tượng mà hắn ta tu luyện đã bộc lộ rõ vào lúc nào, cho dù chỉ là một tia chân nguyên nhỏ đến mức không thể nhận ra cũng bị hắn ta phát hiện. Đối với U mà nói, khoảng cách hơn 10 mét không xa chút nào, giống như ở ngay trước mặt, vươn tay là có thể chạm tới. Hắn ta chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Khi một tia chân khí của Dương Bách Xuyên dao động, U luôn chuẩn bị sẵn sàng thình lình tấn công vị trí kia. Thực lực tán tiên đã đạt đến đỉnh phong, có pháp tắc gia trì, một kích này của U là dốc toàn lực. Hắn ta hận không thể giết chết Dương Bách Xuyên đang ẩn thân. Không nhìn thấy bóng người, nhưng một tiếng kêu rên vang lên. Tức thì U nhìn thấy đúng là vị trí chân nguyên dao động cách hắn ta hơn 10 mét có một vũng máu vương dưới đất, vô cùng rõ ràng. Ánh mắt trở nên sắc bén, U dứt khoát tung thêm hai kích. Trong tiếng nổ vang, cách hẳn ta hơn 10 mét xuất hiện một cái hố to, tác động đến 3-40 mét. Nhưng không có tiếng kêu rên nào vang lên, cũng không có vết máu. Đáng tiếc, quả nhiên tên nhãi này có chút thực lực, U thầm than trong lòng, đồng thời bản thân cũng lập tức di chuyển vị trí, cách xa chỗ cũ 30 mét. Mặc dù hẳn ta có pháp lực che giấu của thần thông vạn tượng, nhưng lúc ra tay kiểu gì cũng bại lộ vị trí, làm gì có chuyện không để lại chút dấu vết nào. Đối phương có thể dựa vào phương hướng công kích để phán đoán vị trí của mình. Vì thế U lập tức di chuyển sang chỗ khác, đề phòng đối phương phát hiện. Mặc dù lần này không thể một kích đánh chết Dương Bách Xuyên đang ẩn thân, nhưng rõ ràng là đã làm Dương Bách Xuyên bị thương. Đối với U đây cũng là chuyện tốt, chỉ cần đối phương bị thương, chắc chắn khí tức trong người sẽ bất ổn, lát nữa ắt sẽ bại lộ vị trí. Hơn nữa hẳn ta dùng thần thông vạn tượng cảm trí, chính xác hơn nhiều. Trong lòng U, giết Dương Bách Xuyên chỉ còn cần một bước là được. Thằng nhãi ngươi có bản lĩnh lớn thì sao nào? Chẳng phải sắp gãy trong tay bản tọa sao? U ra một kích thành công, trong lòng không khỏi hơi đắc ý. Đương nhiên cho tới bây giờ hẳn ta vẫn ẩn thân, tự tin rằng mình không bị lộ. Mặc dù lúc nấy ra tay, bị Dương Bách Xuyên phát hiện đôi chút, nhưng hẳn ta đã đổi chỗ. U tin rằng với năng lực của Dương Bách Xuyên, đối phương sẽ không tìm được mình. Đây là lòng tin của hắn đối với thần thông vạn tượng. Nhưng U không biết rằng cách hắn ta 3 mét, Dương Bách Xuyên đang nói chuyện với sư phụ trong lòng, mà hai sư đó đã xác định được vị trí của hắn ta, đang tính kế hắn ta. Quả thật Dương Bách Xuyên đã bị thương, hơn nữa còn bị thương không nhẹ, xương ngực lõm phân nửa, suýt thì bị một kích của U đánh thủng lồng ngực. Mà đây là trong tình huống có phòng ngự của bộ đồ 7 màu đấy. Dương Bách Xuyên rất khó tưởng tượng nếu không có phòng ngự của bộ đồ 7 màu thì hắn sẽ có kết cục gì. Trong lòng cũng thầm kinh ngạc, thực lực của tên U này rất mạnh. Quả nhiên hẳn không đoán sai, U là người đứng đầu trong mấy tán tiên, thực lực mạnh nhất. Cách bộ đồ 7 màu mà cũng đánh lõm lồng ngực hẳn, khiến hẳn không nhịn được hộc máu. Ngay sau đó hẳn cố nén ngụm máu thứ hai, cố nuốt lại, đồng thời đổi chỗ. Lão già chết tiệt đã xác định được chưa? Hắn hỏi trong lòng. Nguyên thần run rẩy, bị một kích của U đánh bị thương nặng. Phí lời, vi sư đã nói là có thể xác định vị trí của đối phương thì tất nhiên sẽ làm được. Thắng nhóc con yên tâm, tiếp theo đến lượt con đánh trả, con hộc máu không phí công đâu, vi sư đã xác định được vị trí của U rồi. Hiện tại hắn ta ở ngay bên trái cách con 3 mét. Vân Thiên Tà cất giọng âm U nói. Cái gì, cách con 3 mét, Dương Bách Xuyên giật mình. Tiểu tử thối, chú ý khống chế tâm trạng. Đừng để bị phát hiện, vạn tượng thân thông của đối phương vô cùng nhạy bén, bây giờ bản thân con phải ổn định, đánh hắn ta trọng thương, thời gian báo thù tới rồi, Vân Thiên Tà căn dặn. Ngay sau đó Vân Thiên Tà nhanh chóng nói, bị phát hiện rồi, nằm xuống. Dương Bách Xuyên hoảng sợ, hẳn không do dự nằm úp sấp trên mặt đất. Lúc này, hắn cảm thấy một cơn gió mạnh lướt qua mình. Khoảnh khắc tiếp theo, một cái cây cao chót vớt ở phía xa phát ra tiếng kêu răng rắc. Dương Bách Xuyên đã phát huy sức mạnh ẩn thân của thất thải bảo y tới mức cao nhất, không để khí tức bản thân lộ ra ngoài, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trong lòng thì điên cuồng chửi rủa, mẹ kiếp, độ nhạy bén đúng là nghịch thiên,
tâm trạng kích động có chút đã phát hiện ra được. Lúc này, sau lưng hẳn đã thấm mồ hôi lạnh. Nếu không phải có lão đầu nhắc nhở thì hẳn đã bị công kích tương tự như kiếm khí chém đứt ngang rồi. Cơn gió mạnh vừa rồi giống như đao bổ xuống. Cũng may hẳn nấm xuống, nếu bị đánh trúng, không chết thì cũng tàn phế. Điểm này cũng nói rõ sự cường đại của U. May mà đã qua, kết quả là cây cao chọc trời gặp họa. Mà giờ phút này U ở cách Dương Bách Xuyên 3 mét thì thầm trong lòng chẳng lẽ cảm giác sai rồi. Hắn ta chỉ cảm thấy sự dao động không thể tra được trong không khí trước mặt, sau đó hành động không chút do dự, tự cho là chuẩn xác. Nào biết lại không phát hiện ra gì, chỉ phá hủy một cây cao. Vậy nên U hoài nghi, có phải là mình đã quá nhạy cảm không? Nghĩ lại cũng đúng, đương nhiên sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên cũng có năng lực tàng hình, thần kinh trở nên rất căng thẳng, vừa rồi khiến Dương Bách Xuyên phun ra một bãi máu, nếu như đối phương bị lộ thì đã sớm lộ rồi, có lẽ là do hắn quá nhạy cảm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Dương Bách Xuyên đang tàng hình đã bị hẳn đánh trúng, tiếp theo hắn chỉ căn cảm nhận cẩn thận rồi đi tìm kiếm, rất nhanh sẽ có thể tìm ra Dương Bách Xuyên. Việc quan trọng trước mắt là phải chống đỡ, không thể vì đả thương được Dương Bách Xuyên mà đắc ý. Trong lòng U tự khuyên bảo bản thân, hẳn thu, vạn tượng lại, bắt đầu cảm nhận vị trí của Dương Bách Xuyên. Lúc này, Dương Bách Xuyên vẫn đang nằm bò trên mặt đất không dám động đậy, vừa rồi quả thật là nguy hiểm, lão đầu nói đúng, phải ổn định cảm xúc của bản thân, càng những lúc như thế này thì càng phải nén giận. Vết thương trên ngực rất nặng nhưng hẳn vẫn có thể chống đỡ được. Vốn dĩ hẳn định dùng một giọt nước sinh mệnh để trị vết thương trên ngực, nhưng sợ lấy nước sinh mệnh từ bình càn khôn ra sẽ bị U cảm giác được nên đành thôi, hắn chậm rãi vận công chữa trị là được. Hắn vẫn có thể chống đỡ. Muốn bỏ dậy nhưng trong đầu lại vang lên giọng của lão đầu, bỏ tiếp đi đừng động, đối phương đang đi lại cách con một mét, trước tiên khôi phục một chút khí lực đi, đợi lát nữa nghe vi sư sắp xếp. Dương Bách Xuyên, ạc, tiếp tục bò. Bên ngoài bảy tán tiên nhìn thấy trên mặt đất không bỗng xuất hiện một vũng máu, sau đó là hai tiếng răng rắc, mặt đất xuất hiện cái hố lớn mấy chục mét. Ngay sau đó, một gốc cây lớn bị chặt đứt. Mấy người bọn họ không khỏi căng thẳng lên. Bởi vì bọn họ không nhìn thấy bóng dáng của U và Dương Bách Xuyên, không rõ rốt cuộc là ai bị thương hộc máu. Không nhìn thấy trận đấu vô hình đã bắt đầu. Mặc dù mấy người bọn họ không nhìn thấy bóng dáng hai người, nhưng có thể tưởng tượng được cuộc chiến rất kịch liệt. Mấy người nói xem, là ai bị thương vậy? Một tán tiên lên tiếng. Chuyện này còn phải nói sao, đương nhiên là tên tiểu tử Dương Bách Xuyên kia bị thương hộc máu rồi, thuật ẩn thân của U được xưng là U Linh Ban Ngày, kiệt xuất thiên hạ, mấy người có thể đá thương được U. Một tán tiên khác nói. Những tán tiên khác mặc dù không nói, nhưng trong lòng mọi người đều đang suy đoán, một bãi máu, một cái hố to, một gốc cây đại thụ gãy lìa, khiến trí tưởng tượng của bọn họ. Ai cũng biết thuật ẩn thân của U lợi hại, thực lực cũng không tầm thường, được xưng là người chỉ đứng sau lão tổ của đảo Tán Tiên. Nhưng Dương Bách Xuyên lại thật sự yếu như sao? Đương nhiên không, hẳn có lão đầu làm hậu thuần, tuy chênh lệch có chút lớn với U nhưng sau khi phun ra một ngụm máu, lão đầu đã khóa chặt vị trí của U đang ẩn thân. Kế tiếp phải xem lão đầu chỉ huy thế nào. 10 phút sau, trong đầu hẳn mới vang lên giọng nói của lão đầu. Tiểu tử thối, có thể đứng dậy chuẩn bị rồi. Lúc này Dương Bách Xuyên mới thở phào một hơi, hắn từ từ đứng dậy, cứ nằm im một chỗ mà không đổi tư thế, cho dù hắn là tu chân giả thì vẫn cảm thấy tê dần. Sau khi đứng dậy, Dương Bách Xuyên âm thầm lưu lưỡi, trong lòng nói với lão đầu, tiếp theo làm sao bây giờ, cái tên khốn kiếp kia cũng giỏi chịu đựng thật. Đối phương là người khôn ngoan có kinh nghiệm chiến đấu, tiểu tử con đợi một lát, vẫn cần phải chú ý. Lúc này hắn ta đang di chuyển cách trước mặt con hơn 30 mét, hơn nữa còn đang tới gần đây, nghe vi sư chỉ huy. Vân Thiên Tà dặn dò. Dương Bách Xuyên cạn lời, lão đầu chết tiệt, không phải chỉ là một tán tiên lục chuyển thôi sao, còn phải trịnh trọng như vậy à? Mặc dù lực lượng của con không bằng đối phương, nhưng công thêm sức mạnh thần hồn của người cũng thừa đủ đối phó với hắn ta, lại còn là thần hồn của thập nhị tán tiên, không cần phải chuyện bé xé ra to vậy chứ. Thằng nhóc vô nhỉ. Cái loại suy nghĩ như con thì trận chiến kế tiếp chắc chắn sẽ thua, ngay từ đầu ta đã dạy con, sư tử vồ thỏ còn phải dùng toàn lực, huống chỉ bây giờ ngay cả thỏ con cũng không bằng đã kiêu căng ngạo mạn như vậy. Hơn nữa, vạn tượng thần thông rất đặc biệt, cho dù con cố gắng hết sức, thêm cả vi sư chỉ điểm thì cũng chưa chắc đã có ưu thế hơn, ở đó mà còn dám kiêu ngạo. Vi sư là thập nhị tán tiên chí tôn không sai,
nhưng con cũng không nghĩ mà xem tình huống hiện tại của vi sư là như thế nào. Trong lòng con không rõ hay sao? Xốc lại tinh thần đế chống địch, nếu không con cứ đợi chết đi, chưa nhắc tới ở trên kia còn có 7-8 tiên đang nhìn chằm chằm như hổ đói. Vân Thiên Tà lại nhảy, nghiêm khắc dạy dỗ, Dương Bách Xuyên lập tức đầu hàng, rồi, vừa rồi con chỉ nói như vậy, tính cách của con thế nào người không biết hay sao? Yên tâm, con tuyệt đối sẽ dùng sức sư tử võ thỏ để đối phó với hắn ta. Hai thầy trò đấu võ mồm đã trở thành thói quen. Nói xong, Dương Bách Xuyên chậm rãi tiến tới phía trước, đồng thời âm thầm tiết kiệm tỉnh lực, chuẩn bị tấn công U. Hắn không thể phun một ngụm máu vô ích như vậy được. Mặc dù hắn nói với lão đầu như vậy, nhưng trong lòng lại cảnh giác còn hơn cả sư thử võ thỏ. Nín thở chuẩn bị ra tay. 1m.SAI m, 10m, 16, 17, 18. Tới khi khoảng cách tới 19, hắn nghe được giọng lão đầu vang lên, ra tay. Dương Bách Xuyên dốc hết sức, chỉ chờ một câu này của lão đầu. Hắn và U thuộc tình huống ai cũng không thấy ai, cũng không cảm nhận được đối phương. Lúc này Dương Bách Xuyên chỉ đợi Vân Thiên Tà chỉ huy. Ngay khi lão đầu vừa dứt lời, hắn đã vung một đấm thật mạnh về phía đối phương. Ầm, a, phụt, một đòn giáng xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu từ trên không trung rơi xuống, trực tiếp bay xa ra 30 mét. Trong lòng Dương Bách Xuyên thầm mừng rỡ, hắn chỉ cảm thấy cú đấm của mình như rơi xuống thịt mềm, hình như đã đánh trúng bụng của đối phương. Mặc dù hắn không nhìn thấy được bóng dáng của U, nhưng có thể nhìn thấy vết máu từ trên không văng ra. Dương Bách Xuyên tin thương tổn mà hắn gây ra cho U không thua kém gì khi hắn bị hộc máu trước đó. Hắn vội vàng hỏi lão đầu, đánh trúng chỗ nào của đối phương vậy? Vân Thiên Tà mắng nói, tiểu tử thối, vi sư chỉ có thể cảm nhận được vị trí của đối phương chứ không nhìn thấy, sao ta biết được đánh trúng chỗ nào, nhưng có lẽ hắn ta bị thương không nhẹ. Ha ha, kệ đi, dù sao con cũng đánh trúng hắn ta rồi, cuối cùng cũng đòi được lãi, tiếp theo con phải ngược chết hắn ta, bây giờ hắn đang ở đâu? Dương Bách Xuyên đắc ý nói với Vân Thiên Tà. Hân ta đi vòng ra sau, di chuyển tới phía bên phải cách con 30 mét, tốc độ chậm, thừa cơ hẳn đang bị thương phải lấy được mạng của hắn, tiếp tục. Vân Thiên Tà nói. Được, lần này xem con chơi chết hắn ta. Dứt lời Dương Bách Xuyên lắc mình vèo một cái tới phía bên phải, đến khi khoảng cách còn 10 mét, hắn vung ra một đấm. Bịch, a, phụt, lại là một vũng máu lớn trên mặt đất. Trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng sảng khoái. Có lão đầu chỉ ra vị trí chính xác của U, cả hai lần Dương Bách Xuyên đều ra tay thuận lợi. Lần này cũng trong hoàn cảnh đen như mực, Dương Bách Xuyên có mắt tia hồng ngoại, còn U như trở thành bia ngắm. Dương Bách Xuyên rất sảng khoái, cả hai lần đều đánh trúng, không chỉ báo được thù mà còn thu được lãi, hẳn lời to rồi. Hắn biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì bắt U sẽ dễ như trở bàn tay. Lão đầu hiện tại hắn ta đi đâu rồi? Vừa mới đánh được đối thủ, Dương Bách Xuyên đã tràn trề hãng hái, cảm giác ngược chết cái gã U này thật là sung sướng. Lần này hẳn chạy hơi xa, đối phương chịu thiệt hai lần, lúc này đã chạy ra xa hơn 100 mét, cách 120 mét về phía sau. Vân Thiên Tà thánh thơi nhắc nhớ. Lúc này đối với hai sư đồ mà nói, bắt được U đang ẩn thân trong bóng tối chỉ còn là vấn đẽ thời gian mà thôi, hai lần đều ra tay thành công đã khiến U bị thương nặng. Hiện tại xem ra U đã không gây ra được sóng gió gì. Được, lần này tranh thủ cơ hội tóm lấy hắn ta, ha ha. Dương Bách Xuyên cười lớn, từ từ đi vẽ hướng lão đầu chỉ. Lần này hắn không đi nhanh, dù sao U đã bị thương nặng, lão đầu cũng nắm chắc hành tung của đối phương, hắn ta chạy không nổi, tốt nhất nên an toàn, tốc độ nhanh sẽ gây ra động tĩnh lớn, tránh để U trốn thoát. U lúc này đang bị thương nặng sau hai đòn mạnh, tâm trạng hẳn đầy suy sụp. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng cả hai đều trong trạng thái tàng hình, hơn nữa nếu so sánh thì ẩn thân mà hắn tu là môn pháp. Thần thông, lẽ ra phải cao siêu hơn nhiều so với Dương Bách Xuyên nhờ pháp khí để ẩn thân. Nếu nói chiếm ưu thế thì phải là hẳn mới đúng. Nhưng hiện tại xem ra, hành tung của hẳn đã bị tên tiểu tử Dương Bách Xuyên kia khống chế chuẩn xác, điều này khiến U buồn bực tới mức hộc máu. Trong lòng U hiểu rõ, mặc dù không biết Dương Bách Xuyên dùng cách, nhưng chắc chắn hành tung của mình đã bị Dương Bách Xuyên nắm rõ, nhưng đối phương làm sao mà theo dõi được, đánh chết hẳn cũng không nghĩ ra. Nhưng U hiểu rõ một điều, không thể cứ tiếp tục như vậy được, nếu không người chết chắc chắn sẽ là hắn ta mà không phải Dương Bách Xuyên. Lúc này hắn đang trốn trong một đống đá, cố nhịn cảm giác muốn ói ra máu,
hẳn nheo mắt nhìn những tảng đá xung quanh, trong lòng nảy sinh ác độc, nếu đã như vậy thì cứ đến đi, bổn tọa chưa từng chịu thiệt lớn như vậy. Trong lòng U đã nghĩ ra cách đối phó, chỉ là hẳn hiểu rõ, cách giết địch này của hẳn gây thương tổn cho địch 1000 thì bản thân hẳn cũng phải chịu 800. Nhưng trước mắt thì đây là cách thích hợp nhất. Uy lực của vạn tượng thần thông không chỉ có riêng ẩn thân, cốt lõi nằm ở chữ vạn tượng. U chắc chắn khi bí pháp này được thi triển, ẩn thân của tên tiểu tử kia sẽ bại lộ, mà bản thân hẳn cũng vậy. Nếu hẳn đã mất đi ưu thế ẩn thân, còn đang trong tình thế nguy hiểm, U quyết định cả hai bọn họ đều phải bại lộ. Trong lòng nghĩ như vậy, U đọc bí pháp, trên những hòn đá xung quanh xuất hiện một luồng khí lưu, đống đá không lớn, nhưng trong phạm vi 40 đến 50 mét, cũng đủ với U rồi. Tốc độ của hẳn rất nhanh, chuẩn bị bộc phát bất cứ lúc nào. Không dám kéo dài, bởi vì hẳn biết nhanh thôi Dương Bách Xuyên sẽ có thể tìm tới mình. Khi hẳn dùng bí thuật, trên những tảng đá lớn nhỏ xung quanh như toát ra luồng khí lưu. Người khác không thấy cũng không cảm nhận được sự thay đổi của những hòn đá này. Nhưng U lại có thể, hắn biết đây chính là chỗ đặc biệt và sức hấp dẫn của vạn tượng thần thông. Vạn tượng thần thông cảm ứng tiết tấu của mọi vật xung quanh. U lau sạch vết máu ở khóe miệng, hắn lộ ra nụ cười, trong lòng tự lẩm bẩm, tiểu tử, ngươi tới đây. Lúc này, Dương Bách Xuyên đương nhiên không. Biết U đã bị hắn ép tới mức chọn cách thương tổn chính bản thân mình, ở đống đá cách đó 100 mét đã bày sẵn trận địa chờ hắn qua. Cũng đúng. Tất nhiên hắn không biết được ý đồ của U, hắn chỉ đi theo hướng lão đầu chỉ điểm, trong lòng còn đang nghĩ xem lần này có giết chết được tên khốn này không. 30 mét, 20 mét, khi khoảng cách còn 10 mét, Dương Bách Xuyên đột nhiên ra trường. Lão đầu đã chỉ cho hắn vị trí chính xác, hắn dùng toàn bộ sức mạnh trong cơ thể đánh về phía cách mình 10 mét. Ngay từ đầu hắn đã không sử dụng sức mạnh pháp tắc mà chỉ dùng pháp lực của bản thân. Bởi vì lão đầu đã nói, pháp tắc là sức mạnh của đất trời, hẳn động đậy thì sẽ bị đối phương phát hiện, chỉ cần dùng pháp lực của bản thân đánh là đủ, thật ra dưới hoàn cảnh này là đánh lén, tấn công bất ngờ khi đối phương không có phòng ngự, cho dù hẳn ta có là tán tiên lục chuyển hậu kỳ thì cũng không chịu nổi. Một tiếng nổ vang lên. Khóe miệng Dương Bách Xuyên mang theo ý cười, chờ cho tiếng hét thảm của U lại vang lên. Quả nhiên U đã kêu la thảm thiết. Trên mặt Dương Bách Xuyên nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, lão đầu lại lớn giọng nói, tiểu tử thối, có gì đó không đúng, không khí xung quanh đang thay đổi, mau rút lui. Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp vang lên, vạn tượng giai pháp, hợp đá. Giọng nói kia gần như vang lên cùng lúc với lão đầu. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được có nguy hiểm đang ập tới. Rõ ràng muốn rút lui cũng đã không kịp, không hề do thôi động thất thải bảo y, khi cảm nhận được nguy hiểm, đương nhiên phòng ngự là trên hết. Hắn không tiếc bị bại lộ, trực tiếp khoác thất thải bảo y để phòng ngự. Khi hắn dùng thất thải bảo y, bóng dáng hắn hiện ra, hoàn toàn bại lộ. Ngay lập tức, trong bán kính 40 đến 50 mét, những viên đá có kích thước khác nhau mang theo sức mạnh cường đại đập về phía hắn. Lúc này hân như một khối nam châm, hút những tảng đá có kích thước khác nhau lên người mình. Mặc dù có thất thải bảo y phòng ngự nhưng vô số hòn đá đập lên người. Dương Bách Xuyên cũng không dễ chịu, bị đập tới nghiêng ngả. Xuyên thấu qua khe hở của những viên đá lớn bay tới, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một người. Đây chính là U. Người này nhìn qua thì rất thảm, lồng ngực như lõm xuống, máu trên khóe miệng đang không ngừng ứa ra, cánh tay phải bị gấy. Đối phương đang tựa vào một tảng đá, nhìn chằm chằm hẳn bằng ánh mắt đỏ ngầu. U lúc này hẳn cũng đã bạo lộ cơ thể ra bên ngoài. Dương Bách Xuyên hiểu rõ. Sau khi con hàng này biết mình mất đi ưu thế ẩn thân nên đã không tiếc mọi giá, dùng một loại bí pháp nào đấy, điều động đống đá này để tấn công hẳn. Đây là cách điển hình cho việc giết địch 1000 thì mất 800. Nhưng không thể không nói, cách này của hẳn ta rất hiệu quả. Trong lòng Dương Bách Xuyên thầm cười khổ, dù sao cũng là lão quái vật tu luyện qua biết bao ngày tháng, đủ ác, đủ quyết đoán. Lần này U đã trả cái giá rất lớn, hẳn nổi cơn thịnh nộ, cũng ép Dương Bách Xuyên phải bạo lộ. Hai người cùng lúc xuất hiện dưới ánh mặt trời, từ bóng tối ra ngoài sáng. Vết thương của U có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng Dương Bách Xuyên đang bị vô số những viên đá lớn nhỏ điên cưỡng đập lên cơ thể. Đương nhiên, lúc này Dương Bách Xuyên cũng không thoải mái. Sau khi bị đá đập tới, cho dù có thất thải bảo y phòng ngự thì ít nhiều gì hơn cũng bị thua thiệt. Khi khởi động lớp phòng ngự của bảo y, hắn đã bị một tảng đá lớn đập trúng nôn ra máu,
cơ thể chao đảo. Mặc dù những hòn đá sau đã bị Bảo Y ngăn lại nhưng Dương Bách Xuyên vẫn bị thương. Đá đập lên người hẳn như mưa, quả thật là không hề dễ chịu, khoảnh khắc này trôi qua trong tích tắc. Dương Bách Xuyên gần như bị chôn vùi trong những tảng đá. Rầm. Dương Bách Xuyên đẩy đá trên người mình ra. Khụ khụ khụ. Ho một trận kịch liệt, khóe miệng trào ra máu, phải nói lần này hắn bị u âm đánh trúng, vết thương trước sau cộng lại khiến hắn thực sự khó chịu. Lúc này U run rẩy đứng dậy, nhìn Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cũng dựa người trên một tảng đá nhìn chằm chằm U. Hai người mắt nhìn nhau. U nói, ta tu đạo tới ngày hôm nay, ngươi là người đầu tiên có thể ép ta tới mức đường này, ta và ngươi đều ẩn thân, hơi thở được thu lại tới mức cực hạn, theo. Lý mà nói của ta là thuật ẩn thân, còn ngươi là mượn tiên pháp ẩn thân, nếu phát hiện ra đối phương trước thì phải là ta mới đúng. Nhưng vì sao ngươi lại tìm được hành tung của ta? Lúc này U đã không còn mở miệng là bản tọa nữa mà dùng tới ta. Trong mắt U, tên tiểu tử Dương Bách Xuyên này ngang với hắn, đương nhiên thực lực cũng ngang bằng, vậy nên giọng điệu cũng không còn kiêu ngạo như trước nữa. Giống như thừa nhận Dương Bách Xuyên là đối thủ của mình. Lúc này, U cũng hỏi ra thắc mắc lớn nhất trong lòng hắn. Hắn không hiểu nổi, Dương Bách Xuyên đã phát hiện ra hành tung của mình bằng cách nào? Nghe thấy câu hỏi của U, Dương Bách Xuyên ho khan cười. Khụ khụ, hẳn đương nhiên sẽ không nói, trên người hắn còn có sự tồn tại của sư phụ. Hắn lau vết máu trên khóe môi rồi nuốt một giọt nước sinh mệnh trong lòng bàn tay vào bụng, hẳn cần khôi phục vết thương, tình hình hiện giờ khá nghiêm trọng. Sau đó Dương Bách Xuyên nhìn về phía U, nhếch miệng cười nói, ha ha, không phải chỉ là ẩn thân thôi sao, cũng không đỉnh như ngươi nghĩ đâu. Ta muốn phát hiện ngươi cũng rất dễ dàng, đáng tiếc không giết được ngươi. Vẽ chuyện sư phụ phát hiện hành tung của U, Dương Bách Xuyên không đề cập tới. Ông đã từng nói, thần thông vạn tượng thực sự không tầm thường, nhưng muốn tránh khỏi một tán tiên chí tôn như ông, trừ khi là vạn tượng tiên đế, còn U chỉ là một tán tiên cấp 6 hậu kỳ, phát hiện hành tung của hắn ta rất dễ dàng, đương nhiên vì vậy Dương Bách Xuyên cũng đã trả giá bằng một ngụm máu. Nghe Dương Bách Xuyên giải thích, U đương nhiên cảm thấy khó chịu. Hắn ta tin chắc trên người Dương Bách Xuyên vẫn còn một tồn tại bí mật nào đó, nếu không sao có thể phát hiện tung tích của hắn ta chứ. U lập tức nhíu mày nói, nếu ngươi đã không nói, vậy ta cũng không khách khí nữa, cho dù năng lực hiện giờ của ngươi có mạnh đến mức nào, thì cũng không thể đối phó được bảy đại tán tiên. Ha ha! U nói xong lập tức nói với bảy đại tán tiên bên cạnh, bắt tiểu tử này soát hồn, trên người hẳn có đại thần thông, chúng ta sẽ cùng chia sẻ. Lúc này bảy đại tán tiên cuối cùng cũng đã hiểu, vết máu xuất hiện từ không trung trước đó đều là của Dương Bách Xuyên và U, điều khiến bọn họ khiếp sợ chính là, xem tình hình, U và Dương Bách Xuyên ẩn thân quyết đấu, nhưng thực lực cả hai đều ngang nhau, cả hai đều bị thương. Nhưng còn một điều khiến bảy đại tán tiên càng chú ý hơn. U là ai? Dương Bách Xuyên có tu vi gì? Hai người có thế chiến đấu ngang sức nhau, chuyện này khiến người ta khó tin. Trong lòng mọi người cũng dần cảm thấy bọn họ và Dương Bách Xuyên cũng có đẳng cấp ngang nhau. Giới tu sĩ không có phân chia cấp bậc cảnh giới tuyệt đối, luôn là kẻ mạnh được tôn trọng, ai có nắm đấm mạnh thì người đó chính là vua. Lúc này tuy trông Dương Bách Xuyên có vẻ bị thương nặng, nhưng đã thắng được sự tôn trọng của bọn họ, sự tôn trọng đối với kẻ mạnh. Nhưng sau khi nghe U nói vậy, ánh mắt của bảy đại tán tiên đều sáng lên, chung quy thì lợi ích vẫn được đặt lên hàng đầu. Lần này bọn họ rời núi cũng không hoàn toàn là vì duy trì sự thiêng liêng bất khả xâm phạm của núi Chí Tôn, mà là nhận được tin tức từ hậu bối đến để báo thù, cũng là để xem thứ thần thú thần cầm bên người Dương Bách Xuyên. Đó chẳng phải cũng là vì lợi ích sao? Chiến đấu đến hiện giờ, 10 đại tán tiên của núi Chí Tôn họ đã bị Dương Bách Xuyên giết hai người, bây giờ đến cả U cũng trọng thương, Dương Bách Xuyên mới xem như thất bại. Không đúng, chính xác mà nói thì Dương Bách Xuyên không thất bại, mà cả hắn và U đều thiệt. Tiểu tử này thật đáng sợ. Nhưng mấy đại tán tiên cũng thấy được trên người Dương Bách Xuyên có tồn tại rất mạnh, cám lòng tham của bọn họ. Lời U nói lúc này vừa khéo đúng với những gì bọn họ mong muốn. Hiện giờ, Dương Bách Xuyên đã trọng thương, cho dù hẳn có nghịch thiên, nhưng làm sao có thể chống đỡ nổi sự tấn công của bảy đại tán tiên bọn họ chứ? Chỉ cần giết Dương Bách Xuyên, mọi chuyện sẽ kết thúc, mà bọn họ cũng sẽ đạt được mục đích trong lòng. Mà sau trận chiến này, mọi người đều biết, tiểu tử Dương Bách Xuyên này tuyệt đối không thể sống sót, nếu không chẳng khác nào một tai họa về sau đối với bọn họ. Chư vị bày trận,
tất cả cùng ra tay giết tên tiểu ma đầu này đi, tiểu tử này thú đoạn quỷ dị, chúng ta cũng đừng kiêng dè nữa, ra đại chiêu, trực tiếp đánh chết hắn, khôi phục lại sự bình yên cho núi Chí Tôn, cũng coi như cho các tiểu bối đã chết một lời giải thích. Một người trầm giọng nói. Sáu người còn lại gật đầu đồng ý. U lúc này cơ thể loạng choạng, nhưng cũng đã tựa vào một tảng đá lớn, cười lạnh nhìn Dương Bách Xuyên, hắn ta nghĩ lần này Dương Bách Xuyên chết chắc rồi. Mấy đại tán tiên đều biết Dương Bách Xuyên đã bị thương, không thể trở mình được nữa. Khụ khụ. Dương Bách Xuyên nghe mấy lão bất tử này nói chuyện, đến cuối rồi mà vẫn tìm một cái cớ giả tạo, đội cái nồi tiểu ma đầu này cho hắn. Dương Bách Xuyên cười nói, một đám lão bất tử, nghĩ ta bị thương rồi chỉ có thể chờ chết, tùy ý các ngươi chém giết à. Ha ha, khụ khụ, hôm nay ta thật muốn xem thử, mấy lão bất tử các ngươi định giết ta thế nào. Dương Bách Xuyên ho khan mắng, hẳn thật sự bị thương nặng, nhưng còn chưa đến mức không thể, đánh trả, chẳng qua đối mặt với sự tấn công cùng lúc của bảy đại tán tiên, hẳn quả thực không thể ứng phó. Nhưng chẳng lẽ hẳn cứ như vậy để mặc cho bảy đại tần tiên chém giết sao? Sao có thể được? Mặc dù sư phụ nói không ra tay, nhưng khi thực sự chạm đến ranh giới sống chết, Dương Bách Xuyên tin sư phụ sẽ không mặc kệ hẳn. Hơn nữa dù sư phụ có thể ra tay, nhưng lần này Dương Bách Xuyên không muốn để ông đích thân động thủ. Bởi vì ngay từ đầu, sư phụ đã cho hẳn mượn sức mạnh thần hồn. Sau khi chiến đấu không ngừng, cho dù sức mạnh thần hồn của sư phụ có mạnh đến đâu cũng đã tiêu hao không ít. Lỡ như sư phụ ra tay rồi lại chìm vào giấc ngủ say, vậy thì không hay. Nơi này là núi Chí Tôn, là nơi tọa lạc đạo trường của ông, đến đây để giúp ông đúc lại tiên thế, không thể vừa đến cửa đã khiến ông chìm vào giấc ngủ. Hơn nữa, ngoại trừ sư phụ thì trong biển ý thức của Dương Bách Xuyên vẫn còn sự tồn tại của Hắc Liên. Chẳng qua sau khi có được thủy chỉ căn nguyên, Hắc Liên đã tiến vào trạng thái tự vệ như sư phụ. Đến nay Hắc Liên vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng đã mấy trăm năm trôi qua, Dương Bách Xuyên nghĩ dù Hắc Liên chưa tỉnh nhưng cũng đã khôi phục lại rồi. Hân và Hắc Liên là quan hệ đôi bên cùng có lợi, nếu hẳn chết thì Hắc Liên cũng không còn chỗ dung thân, nên Dương Bách Xuyên tin rằng, vào lúc nguy hiểm, có lẽ Hắc Liên sẽ xuất hiện bảo vệ hẳn. Đương nhiên đó cũng chỉ là suy đoán của Dương Bách Xuyên, vào lúc nguy hiểm thật sự, Hắc Liên rốt cuộc có tỉnh lại hay không, hắn không biết. Nhưng dù thế nào đi nữa, Dương Bách Xuyên cũng hy vọng Hắc Liên có thể tỉnh lại, bởi vì nơi này đầy rẫy những nguy hiểm không xác định. Hắn biết phía trên các tán tiên trên núi Chí Tôn còn có 3 vị tán tiên lão tổ tồn tại, bây giờ 10 đại tán tiên cấp 6 hậu kỳ đã ép hẳn đến mức này rồi, có thể tưởng tượng được. Nếu 3 vị tán tiên lão tổ xuất hiện, hắn đương nhiên không thể đánh lại. Còn vẽ sư phụ, Dương Bách Xuyên rất rõ rằng, mục đích đến đây lần này là để giúp ông đúc lại tiên thể, vì ngày này, hắn biết ông đã chờ đợi bao lâu rồi. Vì ngày này, hắn biết ông đã dùng hết tâm sức, chỉ dẫn hẳn tu luyện từ bước đầu tiên, bước vào tu chân giới cũng chỉ vì ngày này, trên con đường này không chỉ đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió sinh tử, mà còn giúp hắn trưởng thành theo từng ngày. Không biết sư phụ đã giúp đỡ hẳn bao nhiêu rồi. Có nhiều chuyện, hắn thực sự không thể đếm nổi. Nhưng Dương Bách Xuyên biết, mỗi lần sư phụ ra tay đều là đánh cược mạng mình để bảo vệ hẳn, che mưa chân gió cho hắn, cũng không biết ông đã sống đi chết lại bao nhiêu lần rồi. Mặc dù sau mỗi lần chìm vào giấc ngủ say ông đều có thể tỉnh lại, nhưng Dương Bách Xuyên biết, mỗi lần như vậy ông đều đang đấu tranh để giành lấy mạng sống của mình. Bởi vì hẳn biết, đối với một tu sĩ mà nói, cốt lõi căn bản thực sự chính là nguyên thần, mà thứ ông dùng để liều mạng chiến đấu lại chính là nguyên thần của mình. Tu sĩ tu đạo không còn thân thể có thể đoạt xá sống lại, thậm chí thông qua việc chuyển thế trùng tu để sống lại, trở nên bất tử. Thậm chí nếu điều kiện cho phép còn có thể vứt bỏ cơ thể, nhưng nguyên thần thì khác, một khi nguyên thần tiêu tán, đồng nghĩa với cái chết thật sự. Dương Bách Xuyên biết mỗi lần sư phụ bảo vệ hắn, đều là đang liều cái mạng già của ông. Nếu không nhờ tính chất đặc biệt của bình càn khôn, Dương Bách Xuyên nghĩ tàn hồn của sư phụ đã sớm tan thành mây khói vì che chở cho hắn từ lâu rồi. Nói đến đây, sư phụ nhận hẳn làm đồ đệ, cũng là vì đúc lại tiên thể cho mình, nhưng mỗi lần ông bảo vệ hẳn, Dương Bách Xuyên biết ông đều đang liều mạng, dùng tàn hồn của mình để che chở cho một đồ đệ bất tài như hẳn. Thật ra Dương Bách Xuyên biết, nếu sư phụ chỉ đơn thuần là vì tìm người dẫn ông về lại tu chân giới, đến núi Chí Tôn để đúc lại tiên thể thì cũng không cần thiết hết lần này đến lần khác liều mạng như vậy, cùng lắm thì mất đi một đồ đệ như Dương Bách Xuyên cũng bớt lo hơn, tìm đồ đệ khác là được.
Dương Bách Xuyên tin rằng bình càn khôn sẽ bảo vệ nguyên thần của ông, dù đồ đệ như hắn có chết, nguyên thần của ông trong bình càn khôn cũng sẽ không tiêu tán. Nhưng sư phụ đã không làm vậy, tuy rằng mỗi lúc giải quyết hậu quả cho hẳn đều hung dữ hùng hổ, nói sẽ không có lần sau, nói lần này vi sư không ra tay, nhưng mỗi lần thực sự gặp nguy hiểm, ông vẫn ra tay. Tình cảm giữa hai sư đồ chưa từng nói ra, nhưng Dương Bách Xuyên rất rõ ràng. Cho nên lần này, Dương Bách Xuyên thề trong lòng sẽ không để sư phụ mạo hiểm, sư phụ đã bảo vệ hắn đến tận bây giờ, đã đến lúc hân làm chút gì đó cho ông rồi. Dương Bách Xuyên cũng không muốn sau khi lên đỉnh núi Chí Tôn, cuối cùng sư phụ lại vì bảo vệ hắn mà vào lúc đúc lại thiên thể lại chìm vào giấc ngủ say. Đối mặt với bảy đại tần tiên, Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, hẳn vẫn còn chút thủ đoan. Mục đích của Dương Bách Xuyên rất rõ ràng, muốn ép Hắc Liên tỉnh lại. Đương nhiên hắn cũng không biết có tác dụng không, nhưng dù thế nào cũng phải thử xem. Đông Hoàng Trung, cánh cửa U Đô, mệnh tinh thần tượng trong lòng lại xuất hiện. Lần này hắn không thúc giục pháp thân xuất hiện, bởi vì pháp thân quá tiêu hao sức mạnh thần hồn, dựa theo tình hình trước mắt, nếu cưỡng ép thúc giục pháp thân xuất hiện, cũng sẽ không duy trì được bao lâu. So với lãng phí sức mạnh thần hồn, chỉ bằng tập trung lại thi triển thêm vài lần thần thông chí tôn, hẳn thi triển thần thông chí tôn tầng thứ 5 lôi đỉnh chí 2-3 lần, cũng không tin mấy lão giả này không sợ. Đương nhiên tình hình cơ thể hẳn hiện giờ cũng không ổn, nhưng để ép Hắc Liên tỉnh lại, hắn phải thử bằng mọi giá. Trong lúc nguy hiểm, Hắc Liên ký túc trong biển ý thức của hẳn sẽ là người phải cảnh giác đầu tiên. Lần này Dương Bách Xuyên coi như cược một phen. Bảy đại tần tiên thấy Dương Bách Xuyên lại bộc lộ thần thông, đều ngẩn người, bất giác dừng bước chân đang bước về phía Dương Bách Xuyên. Lúc này U ở cách đó không xa cũng trầm giọng nói, các ngươi còn chần chờ cái gì? Bổn tọa phải trả giá bị chặt đứt một tay mới khiến tiểu tử kia bị thương nặng, bây giờ hẳn chỉ là nỏ mạnh hết đà, các ngươi đường đường là bảy đại tán tiên, còn do dự chậm trễ, đợi Dương Bách Xuyên hồi phục lại ra tay với các ngươi lần nữa sao? Giọng nói của U vang vọng, lọt vào tai bảy đại tán tiên, khiến tất cả không khỏi đỏ mặt. Quả thực, lúc nãy U một mình chiến đấu, bọn họ cũng không giúp đỡ. Bây giờ U đã phải trả giá mới khiến Dương Bách Xuyên bị thương, lúc này lợi dụng hẳn bị thương lấy mạng hẳn mới là kết quả tốt nhất. Nếu đúng như lời U nói, đợi Dương Bách Xuyên hồi phục lại thì sẽ rắc rối lớn. Suy cho cùng, họ đã sống quá lâu, trân trọng cuộc sống của mình và hình thành thói quen không dễ dàng chấp nhận rủi ro. Nhưng bây giờ bảy người nhìn nhau, đều biết U nói đúng, đây quả thực là cơ hội tốt nhất để đối phó Dương Bách Xuyên, xem ra Dương Bách Xuyên thật sự đang cố gắng cầm cự. Nếu trong hoàn cảnh như vậy, bảy người họ vẫn còn rụt rè khi đối mặt với tiểu tử Dương Bách Xuyên, tin đồn này mà lan ra sẽ trở thành trò cười lớn. Chư vị, giết hắn đi. Khi một người trong số họ nói, toàn thân hẳn ta tỏa ra hào quang sáng chói, hắn ta tiến lên một bước. Và đi thẳng về phía Dương Bách Xuyên. Sáu người còn lại cũng đồng thời ra tay, vây quanh Dương Bách Xuyên, mỗi người đều toát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Không ai trong số bảy lão bất tử này bị thương. Trong lúc nhất thời, Dương Bách Xuyên chỉ cảm nhận được khí thế cường đại của bảy người, đồng thời cũng cảm nhận được áp lực to lớn. Vào lúc này, U, người đang hồi phục sức khỏe ở phía xa, cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nhìn thấy bảy lão bất tử cuối cùng cũng cùng nhau hành động. Hắn ta là người duy nhất có tiếp xúc gần gũi nhất với Dương Bách Xuyên, và hiểu rằng Dương Bách Xuyên rất đáng sợ và không thể giải thích được bằng lý luận thông thường. Bảy vị tán tiên liên thủ ra tay. Dùng thực lực tuyệt đối, chấn áp giết chết Dương Bách Xuyên là an toàn nhất. Trên thực tế, bây giờ hẳn ta đang hối hận vì đã đứng ra một mình để đối phó với Dương Bách Xuyên. Kết quả là bây giờ hắn ta đã bị đánh rất nặng. Tất nhiên, cho đến khi chiến đấu, hắn ta mới biết, và hắn ta không ngờ Dương Bách Xuyên lại mạnh mẽ như vậy, khiến hắn ta phải trả giá đắt. Nếu ngay từ đầu bọn họ cùng nhau lên có lẽ Dương Bách Xuyên đã bị giết từ lâu. Đáng tiếc. Trên đời không có thuốc hối hận. Hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn bảy đại tán tiên cùng nhau giết chết Dương Bách Xuyên. Nhưng sâu trong đáy lòng U có một ý nghĩ mà ngay cả hẳn ta cũng thấy buồn cười. Đó là cảm giác sâu sắc trong lòng hắn ta, cho dù lúc này bảy đại tán tiên cùng đối phó với Dương Bách Xuyên đang bị thương nặng cũng không có được chút lợi thế nào. Khi ý tưởng này nảy ra, bản thân U cũng không tin, đó là sự thật, lúc này Dương Bách Xuyên đã bị thương. Hẳn tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ mà bảy đại tán tiên có thể cùng nhau trấn áp. Hắn ta chỉ có thể tự an ủi mình trong lòng, mong rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Hắn ta nhìn chằm chằm bảy đại tán tiên và Dương Bách Xuyên.
nếu không thì hắn ta không thể yên tâm. Lúc này, bảy vị thần tiên trở nên hung hãn, cùng nhau hành động, bảy trận bao vây chặt chẽ Dương Bách Xuyên, tất cả đều trông như đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm. Mặt khác, Dương Bách Xuyên nheo mắt nở một nụ cười tà ác, trông hoàn toàn khác với vẻ mặt đối mặt với kẻ thù của Thất Đại Phóng Túng. Nhìn thấy cảnh này, U không khỏi cười khổ. Trong số 10 đại tán tiên đã xuống núi của núi Chí Tôn, hai người đã bị Dương Bách Xuyên giết chết, bản thân hắn ta cũng bị thương nặng, bảy người còn lại cho dù đoàn kết cũng run rẩy, thật sự là buồn cười. Khi tin tức vẽ chuyện xảy ra hôm nay lan truyền, bất kể Dương Bách Xuyên có chết hay không, tên tuổi của Dương Bách Xuyên nhất định sẽ vang vọng khắp mọi ngóc ngách của đảo tán tiên và thậm chí cả tu chân giới. Mà 10 đại tán tiên sẽ biến thành một trò cười. Vì sao chứ? Bởi vì bọn họ là 10 vị tán tiên hàng đầu của núi Chí Tôn, có danh tiếng tốt, và là cao thủ cấp 6 hậu kỳ. Còn Dương Bách Xuyên thì sao? Tiểu tử này chí là tu sĩ phi thăng cảnh đến từ tu chân giới, chỉ riêng đại cảnh giới đã hoàn toàn thua kém hai cảnh giới. Bất kể địa vị hay thực lực tu luyện, so với Dương Bách Xuyên, trong mắt người ngoài, bất kỳ ai trong số họ đều có khả năng giết chết Dương Bách Xuyên ngay lập tức. Nhưng thực tế thì sao? Trên thực tế, 10 người trong số họ đã đến đối phó với một Dương Bách Xuyên, nhưng Dương Bách Xuyên đã ép họ đến mức khiến họ cảm thấy như đang đối mặt với một kẻ thù mạnh mẽ và đang ở trong tình thế nguy cấp. Vì vậy, trong trận chiến ngày hôm nay, dù thắng hay thua, họ cũng sẽ hoàn toàn bị sỉ nhục, và Dương Bách Xuyên sẽ trở nên nổi tiếng trong toàn bộ tu chân giới, điều này quả thực là bi ai. 7 vị tán tiên trên sân đồng thời hành động, sử dụng pháp khí thần thông, sức mạnh thần thông, và tất cả đều ập về phía Dương Bách Xuyên ngay lập tức, sức mạnh mạnh đến mức khiến không khí bị bóp méo, hoàn toàn muốn khiến Dương Bách Xuyên tan thành mây khói. Dương Bách Xuyên kích hoạt toàn thân phòng ngự đến cực hạn, ánh mắt ngưng trọng, đối mặt với 7 vị lão tán tiên cùng nhau tấn công, hắn biết mình sắp xong đời. Tất nhiên, nếu đòn tấn công của hắn mạnh mẽ, hắn có thể hóa giải hầu hết các đòn tấn công. Bề ngoài hẳn trông có vẻ thoải mái nhưng thực, chất bên trong lại vô cùng nghiêm túc. Hẳn gầm lên phần thiên chỉ nộ. Lôi đình chí tôn dẫn lôi, giết. Trong một hơi thở, hẳn ta kích hoạt sức mạnh thần thông thứ tư và thứ năm trong số 12 sức mạnh thần thông chí tôn. Bình thường lúc này hẳn sẽ không dễ dàng sử dụng hai thần thông cùng một lúc, nhưng đối mặt với 7 đại tán tiên cùng lúc tấn công hẳn, hẳn không dám bất cẩn, đành phải làm thế. Trong lòng Dương Bách Xuyên biết rằng nếu đòn tấn công của hẳn không thể phân tán một nửa số đòn tấn công đồng thời của 7 vị tán tiên, thì hẳn sẽ không có cơ hội chống chọi lại toàn bộ sức mạnh của 7 người. Vì vậy, hắn nghiến răng nghiến lợi, mạnh mẽ sử dụng hai thần thông trong một hơi thở, nghĩ rằng mình có thể chống lại sự tấn công của 7 vị tán tiên. Sau khi thần thông tối cao xuất hiện ngay lập tức, cơ thể của Dương Bách Xuyên bùng cháy, lấy hẳn làm trung tâm lan ra khắp cơ thể. Phần thiên chỉ nộ tầng thứ tư cũng có lực sát thương đáng kinh ngạc, hẳn dám nói ở tình huống một chọi một này, tán tiên tuyệt đối không dám cưỡng ép chạm vào ma diễm hẳn phóng ra. Cùng lúc đó, bầu trời vang lên sấm sét, rầm, rắc. Một tiếng sấm sét dày như thùng vang xuống từ bầu trời của núi Chí Tôn. Sức mạnh của hai sức mạnh siêu nhiên tối cao là ngọn lửa và sấm sét được hình thành ngay lập tức. Sấm sét đánh thẳng vào cơ thể Dương Bách Xuyên, trong khoảnh khắc nổ tung và lan ra lấy hắn làm trung tâm, gần như hòa quyện với ngọn lửa và lan rộng ra. Khoảnh khắc tiếp theo, va chạm với đòn tấn công chung của 7 vị tán tiên. Rầm rầm, đùng đoàng, tia chớp lóe lên và tiếng sấm vang rền, chói tai. Hai sức mạnh thần thông tối cao mạnh mẽ của Dương Bách Xuyên và sức mạnh tổng hợp của 7 vị tán tiên cùng nhau bùng nổ, giống như hai dòng sông va chạm. Nhưng suy cho cùng, xét về thực lực thì Dương Bách Xuyên một mình đối mặt với 7 người, và họ đều là 7 vị tán tiên cấp 6 hậu kỳ mạnh mẽ. Rốt cuộc, đòn tấn công thần thông của Dương Bách Xuyên không thể sánh được với đòn tấn công tổng hợp của 7 vị tán tiên. Sức mạnh mạnh mẽ phát ra từ 7 vị tán tiên phần lớn được bù đắp bởi sức mạnh thần thông của Dương Bách Xuyên. Sau đó, sức mạnh của ngọn lửa và sấm sét của hẳn ta tiêu tan, và chỉ 1/3 sức mạnh tổng hợp của 7 vị tán tiên biến thành một lưỡng khí khống lõ và đánh mạnh vào Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhìn thấy dòng sức mạnh của 7 vị tán tiên đang quét về phía mình, nghiến răng nghiến lợi, kích hoạt sức mạnh của thủy chỉ căn nguyên trong cơ thể để nổ tung, ánh sáng xanh toàn thân phát sáng, tiếp tục đối đầu cũng là để phòng thủ. Đây là phòng tuyến cuối cùng của hắn, hẳn biết rõ tình thế của mình. Chỉ phòng ngự của chính mình và phòng ngự của Bảo Y đây màu sắc cũng không đủ sức chống chọi với sức mạnh của 7 vị tán tiên.
Bởi vì trước đây hẳn ấy đã bị U làm trọng thương. Cùng với hai sức mạnh thần thông chí tôn được giải phóng trong một hơi thở, ngay cả việc phòng thủ cũng cần có sức mạnh. Bùm! Rốt cuộc, hắn không thể cưỡng lại được. Sức mạnh thủy chỉ căn nguyên của hắn không thể ngăn chặn được sức mạnh của bảy vị tán tiên, sức mạnh tổng hợp của bảy người quá mạnh mẽ. Lúc này, Dương Bách Xuyên giống như một con diều đứt dây, nôn ra máu, bay ngược về phía sau. Rầm! Cả người Dương Bách Xuyên đập mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố to trên mặt đất. Sức tấn công từ bảy lão già chết tiệt hợp sức lại mạnh hơn hẳn nghĩ. Dĩ nhiên trong lòng Dương Bách Xuyên cảm thấy rất thất vọng. Điều khiến hẳn thất vọng chính là không ngờ Hắc Liên vẫn chưa tỉnh lại. Bản thân hẳn chỉ còn lại nửa cái mạng mà ý thức vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Mặc dù thất vọng nhưng Dương Bách Xuyên không hề oán trách Hắc Liên, bởi vì hắn biết lần trước nàng ấy bị thương nặng hơn hắn nghĩ, nếu không nàng ấy đã sớm tỉnh lại vào thời điểm mấu chốt này rồi. Khụ. Dương Bách Xuyên nhếch nhác bò dậy và ngồi xuống đất, sắc mặt trắng như giấy, cả người từ trong ra ngoài đều run lẩy bẩy. Sức mạnh hợp lực của thất đại tán tiên vô cùng mạnh mẽ, hẳn quả thật không phải đối thủ có thể chống lại nửa đòn tấn công của bọn họ. Giờ đây hắn có thể ngồi dậy đều dựa vào sức mạnh của thần thông chí tôn, hàng phòng ngự của Chuông Đông Hoàng, thất sắc bảo y và cơ thể lớn mạnh của hắn, dĩ nhiên hẳn còn phải sử dụng một giọt nước sinh mệnh trong cơ thể, nếu không bây giờ hẳn muốn ngồi dậy cũng khó. Tiểu tử thối, mau thả linh đài ra đi. Giọng nói của lão già vang lên trong đầu hắn. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì nhếch môi cười nói, lão đầu, con vẫn chưa căn đến người đâu, người nghĩ đệ tử của người không có thủ đoạn giải quyết mấy tên khốn kiếp này sao, he he, vậy hãy xem con triệu hoán thần long đây, ha ha. Dương Bách Xuyên vừa cười vừa nói, nhưng thái độ rất kiên quyết, không cho lão đầu của mình nhúng tay vào. Đồng thời trong lòng hắn cũng cảm thấy ấm áp, lão đầu vẫn như vậy. Lúc đầu thì bảo ông sẽ không ra tay, nhưng đến lúc hẳn khó khăn nhất vẫn chuẩn bị giúp hắn. Đây cũng là lý do Dương Bách Xuyên kiên trì lần này không thể để cho lão đầu ra tay, bọn họ đến núi Chí Tôn là để tạo lại tiên thể cho lão đầu, tuyệt đối không thể để lão đầu ngủ say lần nữa. Hơn nữa Dương Bách Xuyên hiểu rõ, kể từ lúc lão đầu gặp phân thân nguyên thần của sư nương Thiên Cơ tại tiên phủ cửu vĩ của bà ấy, có lẽ bởi vì biết vài nữ nhân của hắn hoặc thế lực dưới trướng lão đầu đã gặp chuyện gì đó ở tiên giới sau khi hẳn gặp nạn mất tích, lão đầu đã bắt đầu lo lắng sau khi đến tiên phủ cửu vĩ. Hắn và lão đầu nhà mình đều là người trọng tình cảm, nếu đổi lại là hắn, khi người thân bạn bè gặp phải vấn đề gì thì dĩ nhiên hẳn sẽ thấy rất sốt ruột. Nếu đứng ở góc độ của lão đầu, chắc chắn ông rất lo lắng. Nhưng tình trạng hiện giờ của lão đầu, nguyên thần vẫn còn trong bình càn khôn, không có tiên thể. Dù ông muốn làm gì cũng không làm được với tình trạng này. Chỉ có thể lo lắng xuông. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn đã đưa lão đầu đến núi Chí Tôn rồi. Nơi này là đạo trường của lão đầu ở đảo Tán Tiên. Theo lời của lão đầu thì ông đã để lại báu vật tạo lại tiên thể cho bản thân ở đây. Ngay trong cung Chí Tôn trên đỉnh núi Chí Tôn, trước mắt chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. Trong lòng Dương Bách Xuyên thầm nghĩ, cho dù hôm nay hắn có chảy cạn máu cũng phải hoàn thành tâm nguyện của lão đầu. Lão đầu đã bảo vệ hẳn từ lúc tu đạo cho đến lúc hân đạt đến đỉnh cao của cảnh giới tu chân như ngày hôm nay, ông đã bảo vệ hắn cho đến lúc trưởng thành, bây giờ cũng là lúc người làm đệ tử như hẳn làm chút chuyện giúp sư phụ rồi. Cả hai sư đồ đều biết tính cách của đối phương, Vân Thiên Tà cũng hiểu rõ đồ đệ của mình, nếu tiểu tử này đã quyết định chuyện gì thì có 10 con trâu cũng không kéo lại nổi. Vì vậy ông cũng không nhiều lời. Hơn nữa dựa vào sự hiểu biết của ông đối với Dương Bách Xuyên, thật ra tên tiểu tử này rất nhỏ nhen, là một người sẽ không chịu bất cứ thiệt thòi nào. Nếu hắn không cho người làm sư phụ như ông nhúng tay vào thì ông cũng không xen vào nữa. Sau khi Dương Bách Xuyên kết thúc cuộc trò chuyện âm thầm với lão đầu thì híp mắt nhìn thất đại tán tiên đang cẩn thận dè dặt đi về phía mình, hẳn không khỏi lớn tiếng cười lên. Ha ha ha, bảy lão già chết tiệt này, ta chỉ là một tên phi thăng cảnh mà thôi, các ông đường đường là tán tiên lục chuyển hậu kỳ, có cần căng thẳng đến thế không? Dương Bách Xuyên bất chấp hình tượng mà ngồi dưới đất, há miệng cười lớn với thất đại tán tiên. Sau khi nghe thấy tiếng cười không hề kiêng dè của tên họ Dương nào đó, khóe miệng của từng người bọn họ đều co rút, vẻ mặt tối sầm lại. Mẹ kiếp ngươi đúng là tu chân giả phi thăng cảnh, nhưng thực lực chắc chắn không dừng lại ở cảnh giới đó. Mẹ nó một tên phi thăng cảnh bình thường có thể giết chết tán tiên lục chuyển hậu kỳ à. Có thể đánh gãy cánh tay của người đứng đầu thập đại tán tiên bọn ta. Danh xưng U của U Linh và ép ngài ấy đến nước lưỡng bại câu thương à.
có thể khiến thất đại tần tiên như bọn ta phải hợp sức đối phó ngươi và phải nơm nớp lo sợ sao? Có điều bây giờ thất đại tán tiên cẩn thận thì cẩn thận, nhưng không còn căng thẳng như lúc đầu nữa. Bởi vì lúc này Dương Bách Xuyên đã bị thương nghiêm trọng hơn, trông có vẻ vô cùng chật vật, hắn bất chấp ngồi dưới đất như thể rất khó khăn để đứng đây. Mỗi một người trong thất đại tán tiên đều là những lão già gian xảo tu luyện mấy nghìn năm, cho dù Dương Bách Xuyên trước mặt trông có vẻ vô cùng nhếch nhác, nhưng bảy người bọn họ vẫn phải cẩn thận đối phó. Bọn họ từng bước bao vây Dương Bách Xuyên, sau khi đứng cách hẳn hơn 10 mét thì dừng lại, trong tay từng người hội tụ pháp lực chuẩn bị ra đòn giết chết hẳn. Nhưng lúc này cả bảy người lại nhìn thấy Dương Bách Xuyên giơ một tay lên. Bọn họ đều vô thức mà đồng loạt lùi 10 mét về phía sau, duy trì một khoảng cách an toàn với hắn như con khỉ bị dọa sợ vậy. Khi đối mặt với một con hổ bệnh tật già yếu, cho dù con hổ đó có chớp mắt một cái thì trong lòng bọn họ cũng run rẩy. Không còn cách nào khác, tên tiểu tử Dương Bách Xuyên này có đủ loại thủ đoạn, đặc biệt là những chiêu trò có thể điều khiển sấm sét hoặc những thứ khiến đám tán tiên bọn họ phải sợ hãi, không ai dám mạo hiểm. Lỡ như Dương Bách Xuyên vẫn có thể phát động chiêu lôi đình kia thì sao? Bọn họ nhớ lại tia sét đáng sợ kia, mặc dù có thể hợp sức chống đỡ nhưng lỡ như tên tiểu tử này lại giở trò khác thì sao đây? Cuối cùng vẫn không nên mạo hiểm, dù sao thì bây giờ Dương Bách Xuyên đã nỏ mạnh hết đà rồi, không cần phải làm chuyện gì liều lĩnh. Chỉ cần canh chừng tình huống của hắn và tìm cơ hội ra tay thì vẫn có thể giải quyết hắn. Dù sao lúc này Dương Bách Xuyên cũng đã bị bọn họ bao vây, không thoát được. Ha ha ha, đám lão già nhát cái này, ông đây chỉ nhổ tóc thôi mà đã dọa các ông đến như vậy à? Chà ha ha ha, tên họ Dương nào đó nhìn thấy hành động của thất đại tán tiên, không hề kiêng dè mà cười lên. Hắn thuận tiện vươn tay ra sau lỗ tai, ngay sau đó trong tay đã có thêm một sợi tóc màu vàng kim. Thất đại tán tiên bị Dương Bách Xuyên chọc tức đến run người. Từng người bọn họ cũng đỏ mặt tía tai, quả thật bọn họ đã cẩn thận quá mức rồi. U ở phía xa thấy vậy cũng tức đến tối sầm mặt lại, nhưng ông ta không phải tức Dương Bách Xuyên mà là tức bảy tên đồng đội ngu như heo của mình. Rõ ràng cả bảy cao thủ đã bao vây một tên tàn phế bị trọng thương, vậy mà còn bị một cái nhấc tay nhổ tóc của người ta dọa đến lùi lại. Thật mất mặt chết đi được. Các ngươi còn chờ gì nữa, chờ tên tiểu này kéo dài thời gian khôi phục và giết chết các ngươi à? U, đã nổi nóng, giọng nói tức giận mang theo sát khí. Lúc này thất đại tán tiên cũng nhìn nhau với gương mặt đỏ bừng. Bọn họ cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Tiểu bối chán sống, vậy mà lại dám đùa giỡn chúng ta, giết. Một tần tiên trong số đó nối giận đùng đùng nói. Ha ha, ông đây chọc ông thì sao hả, có giỏi thì đến đây chịu chết này. Tên họ Dương nào đó nhếch miệng cười lớn, khác với vẻ mặt xám xịt của thất đại tán tiên, hắn lại bày ra dáng vẻ ung dung thoải mái. Khi nhìn thấy vẻ mặt như đang nói ông cứ đến đánh ta đi của Dương Bách Xuyên, thất đại tán tiên vốn định nhào tới lại bắt đầu thấy hoang mang và sợ hãi. Hình như tên tiểu tử này có dấu chiêu. Tiểu tặc đừng có ngông cuồng, người tưởng rằng chỉ nhổ một sợi tóc thì có thể cứu được ngươi à, nực cười, ngày hôm nay tiểu tử ngươi chắc chắn phải chết. Một tán tiên khác lên tiếng. Chúng ta lấy pháp khí ra đi, không cần đến gần, cứ dứt khoát cho nổ chết tên tiểu tử này, tán tiên thứ ba đề nghị. Cách này rất hay. Những người khác phụ họa theo, cho dù đứng cách 20 mét cũng đủ để giết chết Dương Bách Xuyên. Lúc này tên họ Dương nào đó nhe răng cười với thất đại tán tiên, mấy lão già chết tiệt này, các ông nói đúng đấy, ông đây nhổ một sợi tóc đúng là có thể giết chết các ông đấy, ha ha. Dương Bách Xuyên vừa cười vừa thôi thúc chân nguyên trên sợi tóc vàng kim trong tay. Ngay sau đó sợi tóc trong tay đã lóe lên ánh sáng vàng kim. Lúc này thất đại tán tiên nhìn vào nó. Không ngờ sợi tóc của tiểu tử này còn phát sáng, chắc chắn có vấn đề. Cả đầu tóc của hắn đều là màu trắng, sao lại có sợi tóc vàng kim ngắn tủn này chứ? Chắc chắn có trò khác. Thất đại tán tiên nhìn nhau, vốn dĩ từng người bọn họ đã muốn ra tay, nhưng khi nhìn thấy sợi tóc vàng kim trong tay Dương Bách Xuyên bắt đầu bộc phát thì dừng lại, chuẩn bị tỉnh thần phòng thủ. Nhưng một lúc sau bọn họ lại nhìn thấy ánh sáng trên sợi tóc trong tay hẳn biến mất, sau đó không xảy ra chuyện gì nữa. Vốn tưởng rằng Dương Bách Xuyên có thêm thủ đoạn nào đó, không ngờ không có bất cứ thứ gì ư. Bọn họ lại nhìn vào Dương Bách Xuyên thì thấy hắn ngẩng đầu nhìn về đường chân trời, sửng sốt lẩm bẩm, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ con khỉ lục nhĩ kia đã rời đi rồi à, không phải chứ? Dựa vào cảnh tượng con khỉ kia xuất hiện vào lần trước thì nó sẽ bay đến từ đường chân trời, nhưng lần này lại không có động tĩnh nào.
Lần này Dương Bách Xuyên đã hơi hoảng hốt, hắn có thể giữ bình tĩnh đến bây giờ là bởi vì Long khi được Lục Nhĩ Mỹ Hầu tặng ở sau tai có thể triệu hoán khi, nhưng lúc này chờ nửa ngày vẫn không có động tĩnh gì cả. Lần này trong lòng tên họ Dương nào đó âm thầm kêu khổ, còn khi chết tiệt này gạt mình à. Hắn đã sử dụng sợi tóc vàng của Lục Nhĩ Mỹ Hầu, cuối cùng lại không diễn ra giống kịch bản. Không ngờ Lục Nhĩ Mỹ Hầu lại không xuất hiện từ đường chân trời. Vậy Dương Bách Xuyên khó xử rồi. Lúc này Thất Đại Tán Tiên lại cười lên, bọn họ còn nghĩ Dương Bách Xuyên muốn thả đại chiêu gì đó, bây giờ xem ra tên tiểu tử này đã thất bại thật rồi. Một tán tiên trong đó không nhịn được cười thành tiếng, ha ha ha, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi muốn dùng một sợi tóc để đấu với bọn ta à? Hay là ngươi nhổ một cọng tóc thì có thể nghịch thiên cứu lấy cái mạng nhỏ của ngươi? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay cho dù có Thiên Tà Chí Tôn ở đây cũng không cứu được ngươi đâu, các vị đồng đạo, mau giết hắn thôi. Lần này tên tán tiên kia vừa nói xong đã ra tay trước, nhấc chân lao thẳng về phía Dương Bách Xuyên. Nhưng ngay vào lúc này, một giọng nói lạnh như băng chợt vang lên, một sợi tóc không thể nghịch thiên, nhưng có thể lấy mạng của ngươi đấy. Dầm. Sau khi giọng nói lạnh lùng kia vừa dứt, tán tiên nhào về phía Dương Bách Xuyên đầu tiên hét thảm và bay ra ngoài, đầm một tiếng rơi xuống đất không đứng lên được nữa. Sau đó cả cơ thể chợt bốc lên ngọn lửa dữ dội, lập tức bị đốt thành tro. SSSS. Sự thay đổi đột ngột này khiến các tán tiên khác lại dừng bước. Lúc này đột nhiên có một con khi lông vàng với bộ lông dài khắp người xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên. Người này, à không, con khí này bỗng chốc xuất hiện ở nơi này. Không hề có dấu hiệu báo trước nào. Hơn nữa điều đáng sợ chính là nó vừa xuất hiện đã thẳng thừng giết chết một tán tiên lục chuyển hậu kỳ và đốt thành tro, thủ đoạn vô cùng dứt khoát và tàn độc. Lục Nhĩ đại ca. Khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy Lục Nhĩ bất ngờ xuất hiện trước mặt mình thì cảm xúc chán nản hoàn toàn biến mất, trong lòng kích động mà bò dậy gọi Lục Nhĩ. Vừa rồi hắn sử dụng lông khi mà Lục Nhĩ tặng cho mình nhưng nửa ngày trời không có động tĩnh nào, hắn còn nghĩ rằng Lục Nhĩ đã rời khỏi tiên giới. Không ngờ y vẫn còn ở đây, hơn nữa vừa ra tay đã vô cùng bá đạo giết chết tán tiên chỉ với một chiêu, tên họ Dương nào đó nhìn đến máu nóng cuộn trào. Dương Bách Xuyên biết vấn đề lần này đã được giải quyết rồi, khi xưa trong lần chia tay ở hoa viên của Lam Tâm Tiên Vương, Phong Tiên đã cho hắn một cây kim đuôi của mình, còn Lục Nhĩ Mỹ Hầu thì cho hắn ba sợi lông khi. Y bảo rằng chỉ căn hẳn sử dụng lông khi và Lục Nhĩ y còn ở trong khu vực tu chân giới thì chắc chắn sẽ đến giúp đỡ. Sợi đầu tiên dùng trong đại chiến Vân Môn, bây giờ hẳn đã dùng đến sợi lông thứ hai, Lục Nhĩ Mỹ Hầu vẫn xuất hiện như cũ. Có điều cách thức xuất hiện không giống làm. Hơi trễ một chút nhưng vẫn vô cùng oai phong. Dương Bách Xuyên có thể nhìn ra so với lúc gặp Lục Nhĩ Mỹ Hầu ở Vân Môn vào lần trước, 200-300 năm sau, thực lực và tu vi của con khỉ này đã tiến bộ rất nhiều. Lục Nhĩ Mỹ Hầu đều tu luyện lại ở cấp bậc tiên vương, Dương Bách Xuyên cảm thấy thực lực của y nâng cao nhanh hơn nàng rất nhiều, thực lực càng vượt xa nàng một bậc. Dương Bách Xuyên đã không thể nhìn thấu tu hiện giờ của Lục Nhĩ Mỹ Hầu đã khôi phục đến cấp bậc nào nữa. Hắn không thể nhìn thấu cũng có nghĩa là y cực, kỳ mạnh, điều này thật sự là một chuyện tốt đối với hắn. Một tán tiên ở nơi đó đã bị Lục Nhĩ Mỹ Hầu giết chết, bây giờ cộng thêm u ở phía xa vẫn là Thất Đại Tán Tiên. Nhưng bây giờ Dương Bách Xuyên không cần sợ gì nữa, bởi vì hắn tin Lục Nhĩ có thể giết sạch mấy lão. Ra chết tiệt này. Khi nghe thấy tiếng gọi của Dương Bách Xuyên, Lục Nhĩ không quay đầu nhưng vẫn lên tiếng, sợi thứ hai rồi. Người ngoài có thể không hiểu câu nói này nhưng Dương Bách Xuyên biết Lục Nhĩ đang nói hẳn đã sử dụng hai sợi lông khi, chỉ còn lại một sợi, y nhiều nhất chỉ giúp hắn thêm một lần. Dương Bách Xuyên không hề để ý, ta biết mà, vào lần chia tay trước huynh bảo huynh ở đảo Tán Tiên, vừa nấy sử dụng sợi lông thứ hai mà huynh không xuất hiện, ta còn nghĩ huynh đã trở về tiên giới rồi, không ngờ huynh vẫn ở đây. Lục Nhĩ đại ca, huynh đến thật đúng lúc, những lão già này sắp ức hiếp chết ta rồi. Lúc trước cả 10 người bọn họ đánh một mình ta nhưng đã bị ta giết chết 2 tên, bây giờ còn lại 8 tên, à không, còn 7 tên thôi, huynh đã giết một tên rồi. Tóm lại những lão già chết tiệt này cực kỳ vô liêm sỉ, còn muốn giết chết ta, huynh phải làm chủ cho đệ đệ như ta. Dương Bách Xuyên tự làm theo ý mình mà không hề quan tâm đến lời nhắc nhở của Lục Nhĩ Mỹ Hầu, vẫn còn một cơ hội mà. Trái lại hẳn lại như đệ đệ bị bắt nạt rồi khóc lóc kể khổ với ca ca, dáng vẻ như thể hai huynh đệ.
Sau khi Lục Nhĩ Mỹ Hầu nghe thấy Dương Bách Xuyên gọi một tiếng đại ca thì mí mắt vô thức giật một cái, trong lòng cũng run lên một cách khó tả. Khi xưa y cũng từng có một người đại ca, mỗi lần y bị ức hiếp đều tìm đến đại ca kể lể như Dương Bách Xuyên vào lúc này. Hơn nữa đại ca của y luôn ra mặt vì y, luôn bảo vệ y ở sau lưng. Nhưng mà, đại ca của Lục Nhĩ y đã không còn nữa. Kể từ lúc đó Lục Nhĩ không ngừng trở nên mạnh hơn, y muốn nói với đại ca rằng, mặc dù đại ca không còn ở đây nữa, nhưng đệ đệ Lục Nhĩ đã có thể tự lập, có thể bảo vệ bản thân, sẽ không để đại ca phải lo lắng nữa. Y cực kỳ muốn đại ca vẫn còn sống, nhưng mà... Lời nói của Dương Bách Xuyên khiến trong lòng Lục Nhĩ Mỹ Hầu run lên một cái. Y lập tức nói với giọng điệu lạnh như băng, nếu ngươi đã sử dụng sợi lông thứ hai, vậy ta sẽ giúp ngươi xử lý những người trước mắt, giải quyết phiền phức này cho ngươi. Mặc dù giọng nói của cả hai không lớn, nhưng những lời nói của bọn họ đều bị các đại tán tiên không lọt một chữ nào. Đối với các đại tán tiên mà nói, điều này lại khiến trong lòng bọn họ chấn động. Lúc này khi nhìn thấy con khỉ với bộ lông vàng kim xuất hiện tại nơi này, cuối cùng bọn họ cũng hiểu sợi tóc màu vàng được Dương Bách Xuyên nhổ ra từ sau tai căn bản không phải của hắn. Mà là, của con khỉ trước mắt. Một con vàng óng ánh. Một con khỉ đột ngột bay ra và ngang tàng đến mức khiến mọi thứ rối tỉnh rối mù, vừa xuất hiện đã khiến một tán tiên trong số đó hồn bay phách tán. Đây là sức mạnh ở cấp bậc nào vậy? Là cấp bậc của lão tổ tán tiên sao? Trong lòng của từng tán tiên đều hoảng loạn suy đoán thực lực của Lục Nhĩ Mỹ Hầu, khi nghe thấy Dương Bách Xuyên gọi con khi là Lục Nhĩ đại ca, còn nói gì mà sao huynh chưa về tiên giới vân vân. Hiển nhiên hắn rất thân với con khi lớn mạnh này. Điều quan trọng là vì sao trước giờ bọn họ chưa từng nghe nói trên đảo tán tiên có một con khỉ như vậy. Là yêu tộc à? Chưa từng nghe nói bao giờ. Quả thật có yêu tộc tại khu vực man hoang ở đảo Án Tiên, những kẻ mạnh và những người cấp bậc cao đều biết đến điều này. Nhưng vẫn không hề nghe nói hay từng chứng kiến có một con khỉ ngang ngược đến vậy. Khi các đại tán tiên nhớ lại những lời Dương Bách Xuyên nói với con khỉ kia, ta còn tưởng huynh đã về tiên giới rồi, lúc nghe thấy câu này, trong lòng những tên tán tiên còn lại đều run rẩy. Về tiên giới ư? Về, và, đi, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đối với các tu chân giả, thậm chí đối với những tán tiên như bọn họ thì việc đi tiên giới gọi là phi thăng. Đó là bọn họ chưa từng đi đến tiên giới. Là lần đầu tiên đến đó. Còn trở về thì chính là bọn họ đến từ tiên giới, ngay từ đầu đã thuộc vẽ tiên giới, khi đi đến đó lăn nữa thì là về tiên giới. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng các tán tiên đều trở nên run rẩy. Những tán tiên lục chuyển như bọn họ nếu so với cảnh giới thì có thể xem như cấp bậc kim tiên của tiên giới, nhưng nếu thật sự so thực lực, đặc biệt là so thực lực với những người đến từ tiên giới, sức mạnh tương đương với cảnh giới kim tiên của các tán tiên lục chuyển bọn họ chênh lệch quá lớn. Bởi vì bọn họ chưa từng đến tiên giới, chưa từng rửa tội quy tắc với thế giới tiên giới bởi sức mạnh tiên linh chân chính, không được tính là tiên nhân. Nhưng bây giờ lại có một con khỉ có thể đến từ tiên giới xuất hiện trước mặt bọn họ, hoặc nên nói là yêu tiên, một thần tiên chân chính. Điều này sao có thể không khiến bọn họ hốt hoảng được? Nghĩ kỹ lại thì con khỉ này có thể là sinh vật đến từ tiên giới. Thứ nhất, lúc Dương Bách Xuyên nói chuyện với con khỉ kia đã dùng đến ba chữ về tiên giới. Thứ hai, bọn họ hoàn toàn không thể nhìn thấu thực lực của con khỉ này. Thứ ba, bọn họ đã ở đảo tán tiên mấy nghìn năm, trước giờ chưa từng có một con khỉ lớn mạnh đến vậy ở đây, vậy chắc chắn là khi tiên đến từ tiên giới. Thứ tư, nó có thể giết chết tán tiên cấp bậc như bọn họ chỉ trong một chiêu, e rằng ngay cả lão tố tán tiên cũng không dễ dàng làm được điều này. Thứ năm, đám người bọn họ nghe thấy con khỉ này bảo Dương Bách Xuyên với giọng điệu hờ hững nhưng tràn ngập sát khí, ta sẽ giết bọn họ giúp ngươi. Các đại tán tiên hiểu rõ bọn họ, là ai, con khỉ đó đang nói đến các tán tiên bọn họ. Nếu không có thực lực lớn mạnh thì ai lại dám có nói một cách khí phách đến vậy, dám nói giết hết bảy tán tiên lục chuyển hậu kỳ một cách nhẹ nhàng. Vì vậy trong lòng các đại tán tiên nghĩ rằng con khỉ này chắc chắn là sinh vật của tiên giới. Không thể trêu chọc được. Chạy. Ngay sau khi con khỉ nói ra câu sẽ giết bọn họ với Dương Bách Xuyên, có người trong số các tán tiên thốt ra một chữ. Chạy. Phút phút phút. Cả sáu tán tiên đứng gần Dương Bách Xuyên chạy đi rất nhanh, cả bọn lập tức bỏ chạy tán loạn, nhanh đến mức biến thành các tia sáng. Chạy thoát được à, lúc này Lục Nhĩ Mỹ Hầu lẩm bẩm với ánh mắt lạnh lùng. Lúc nói chuyện, Lục Nhĩ Mỹ Hầu bay lên, vèo cái đã biến mất. Ngay sau đó. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, a! À.
một tán tiên trực tiếp nổ tan xác. Ầm ầm, lại là hai tiếng nổ, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong nháy mắt, ba tán tiên trực tiếp bị Lục Nhĩ Mi Hầu đánh nổ. Nổ tan xác. Dương Bách Xuyên đứng ở phía xa, hắn thấy rõ ràng, trong tay Lục Nhĩ Mi Hầu không biết đã xuất hiện một đại chùy lấp lánh ánh sáng vàng từ khi nào. Đại chùy dài khoảng 3 mét, tốc độ giơ đại chùy của nó đúng là vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn, chắc là loại quy tắc tốc độ nào đó, mỗi một lần xuất kích đều sẽ có một tán tiên bị Lục Nhĩ Mi Hầu đập chết bằng một chùy. Trực tiếp đập nổ tan xác. Dương Bách Xuyên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Hắn từng nghĩ Lục Nhĩ Mi Hầu mạnh mẽ, nhưng lại không ngờ lại mạnh mẽ tới mức độ này. Ba chùy, ba tán tiên bị đập nổ tan xác. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đã nhằm vào, ư trốn ở tất xa. U cũng bỏ chạy ngay lập tức, nhưng hắn ta không ngờ tới Lục Nhĩ Mi Hầu vừa quay đầu đã nhằm vào hắn ta, hẳn ta bị dọa tới hồn bay phách tán. U cũng đã thấy ba chùy vừa rồi của Lục Nhĩ Mi Hầu, thật sự khiến linh hồn U run lên mãnh liệt. U biết đối mặt với con khi như vậy, có người hắn ta cũng không phải đối thủ, trong chớp mắt thấy con khi nhắm vào hắn ta, U không cần suy nghĩ, trực tiếp thúc giục thần thông vạn tượng dựa vào cái giá tổn thương nguyên thần để ẩn thân. Lúc này, hắn ta biết bị con khỉ này nhầm vào thì chỉ có ẩn thân mới là cách tránh né tốt nhất. Một chùy của Lục Nhĩ Mi Hầu đập về phía U, phát ra một tiếng nổ, nhưng lại phát hiện không thấy U đâu. Ẩn thân à, tưởng rằng bổn tiên không thể tìm được ngươi sao, ha. Lục Nhĩ Mi Hầu lạnh lùng cười, đột nhiên ra tay đánh một chưởng lên mặt đất, tầm giọng nói, đại địa giam cầm. Nháy mắt, trên mặt đất lấy Lục Nhĩ Mi Hầu làm trung tâm đã xuất hiện chỉ chít vết nứt, phút chốc lan ra 100 mét, giống như vẽ ra một vòng tròn trên mặt đất vậy. Ngay lúc Lục Nhĩ Mi Hầu đánh một chưởng lên mặt đất, cũng không hề kiêng dè ba tán tiên khác trốn ra ngoài, nó hoàn toàn không để ý, bởi vì trong lòng Lục Nhĩ Mi Hầu đang để ý tới U. Không phải vì U mạnh, mà là Lục Nhĩ không cho phép có ai có thể tránh né từ trong tay nó rất cố chấp, cho dù không quản ba tán tiên bị dọa tới mất hồn khác, thì cũng phải tóm ra U, sau khi ẩn thân. Sau khi thấy Lục Nhĩ đổi phó với U, ba tán tiên khác vội vàng thúc giục sức mạnh nguyên thân liều mạng trốn ra ngoài. Cảnh tượng Lục Nhĩ ba chùy đánh nổ ba đồng bọn khác đã làm chấn động tâm linh của bọn họ. Vào lúc này theo lý bọn họ nên đi cứu U, nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu quá mạnh, mạnh tới mức khiến bọn họ sợ hãi, giờ không trốn còn đợi đến khi nào. Còn về U, chỉ có thể nói chết đạo hữu không chết bần đạo thôi. Bản thân còn lo chưa xong, ai quản nối U chứ? Cũng chính là U tranh thủ thời gian cho bọn họ, để ba người bọn họ trốn ra ngoài. Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn ba người chạy trốn, hắn rất muốn đuổi theo, xử lý ba lão bất tử, nhưng lúc này hẳn cũng thấy U lại ẩn thân lần nữa. Hân từng lĩnh giáo ẩn thân của U, ngay cả lão đầu cũng tất coi trọng. Cho nên Dương Bách Xuyên quyết định ở lại giúp Lục Nhĩ Mi Hầu tìm ra U. Hơn nữa, lão đầu từng nói phải lấy được thần thông vạn tượng trên người U. Đây là thần thông đã thất truyền từ lâu của tiên giới, rất được coi trọng ở đảo Tán Tiên, sao hắn có thể bỏ qua chứ? Sau đó Dương Bách Xuyên vừa chuẩn bị bay qua, trong lòng nghĩ để lão đầu ra tay tìm ra U đang ẩn thân ở chỗ tối, nhưng lại thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đánh một chưởng lên mặt đất lập tức xuất hiện vết nứt phạm vi 100 mét giống như mạng nhện, tạo thành một hình tròn. Hắn nghĩ chắc là bí pháp của riêng Lục Nhĩ, có lẽ chính là dùng để đối phó với U đang ẩn thân ở chỗ tối. Cho nên Dương Bách Xuyên cũng dừng lại, chuẩn bị xem trước rồi nói sau, đương nhiên hắn cũng không định rảnh rỗi, đứng ở phía xa nhưng vẫn có thể để lão đầu ra tay tìm U, nếu như cách của Lục Nhĩ Mi Hầu không được, hắn lại tìm được thì sẽ lên bù thêm một đao. Lão đầu, tìm giúp xem U trốn ở vị trí nào rồi. Dương Bách Xuyên hỏi sư phụ Vân Thiên Tà ở trong lòng. Không cần bận rộn, con khỉ này có thể tìm ra vị trí của U, đợi xem là được. Nhưng mà con phải nhắc nhở con khi đừng đánh chết U, hồn bay phách tán thì con cũng không có được thần thông vạn tượng. Vân Thiên Tà nói. Ế, lão đầu, không phải người rất tôn sùng thần thông vạn tượng à, sao Lục Nhĩ vừa tìm đã có thể tìm ra. Lúc này, Dương Bách Xuyên hơi phản bác ý của lão đầu. Nhưng mà ngay sau đó Vân Thiên Tà đã trực tiếp mắng, tiểu tử thối, tu vi tán tiên của người tên U kia thấp kém, chưa tu luyện thần thông vạn tượng đến nơi đến chốn. Còn Lục Nhĩ Mi Hầu. Rất rõ rằng tu vi của nó mạnh hơn U cả một bậc lớn, dưới thực lực tuyệt đối thì vẫn có thể tìm ra. Hơn nữa Lục Nhĩ Mi Hầu là cái gì? Đó là Lục Nhĩ Mi Hầu, một trong hỗn thế tứ hầu của thế gian, thiên phú thần thông giỏi nhất chính là giỏi thính âm, biết quan sát,
hiểu quá khứ, rõ tương lai, tỉnh tường vạn vật. Thế gian có sự vật gì ẩn núp ở chỗ tối mà có thể giấu được Lục Nhĩ Mi Hầu hả? Con cho rằng danh hiệu Lục Nhĩ Mi Hầu của nó là gọi chơi à? Quả thật vi sư tôn sùng thần thông vạn tượng, nhưng cũng không nói tuyệt đối, vạn vật thế gian tương sinh tương khắc, con khi này chính là khắc tỉnh của pháp môn thần thông vạn pháp này. Tiểu tử con cái khác không học được, cái vi sư thì lại tiến bộ, có thời gian này không đi nghiên cứu thần thông thập nhị chí tôn, đúng là thiếu dạy dỗ. Sau chuyện này, trước khi tiểu tử con phi thăng giới, nhất định phải lĩnh ngộ ra tầng 6 của thần thông thập nhị chí tôn cho vi sư, nếu không đợi vi sư xử lý con đi, hừ. Vân Thiên Tà nối đoá giống như con mèo bị giẫm phải đuôi. Dương Bách Xuyên nghe mà mặt ngơ ngác. Không dám cãi lại nữa. Hiện giờ hẳn chỉ nghiên cứu được đến tầng thứ 5 của thập nhị chí tôn, tầng thứ 6 hoàn toàn không có manh mối, càng về sau càng khó tham ngộ, bị lão đầu khiển trách, trong lòng hẳn rất đằng. Hắn không dám nói chuyện với lão đầu nữa, ánh mắt đặt trên người Lục Nhĩ Mi Hầu. Sau khi đánh ra một trường thần thông nào đó, Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn đứng yên tại chỗ, nhảm hai mắt. Lúc này, Dương Bách Xuyên thấy phía sau Lục Nhĩ Mi Hầu lờ mờ phát sáng. Danh hiệu của nó là Lục Nhĩ, thực chất trong mắt người khác chỉ có thể thấy được một đôi tai, không khác gì người bình thường. Nhưng bây giờ thấy phía sau Lục Nhĩ phát sáng, Dương Bách Xuyên đã biết có thể là nó đang sử dụng các lỗ tai khác ẩn giấu để tìm kiếm chỗ ẩn thân của U. Vừa nãy trong lúc lão đầu trách mắng có nhắc tới Lục Nhĩ Mi Hầu, giỏi thính âm, biết quan sát, hiểu quá khứ, rõ tương lai, tỉnh tường vạn vật. Đây là thiên phú thần thông, nếu đúng thật như vậy thì tìm kiếm U ẩn núp trong chỗ tối chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hắn không quấy rầy Lục Nhĩ Mi Hầu, chỉ lặng lẽ quan sát, trong lòng nghĩ Lục Nhĩ Mi Hầu có thể tốn bao lâu để tìm ra U. Là 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút? Hay là 10 phút, hoặc là lâu hơn? Dù sao lúc hẳn đấu với U, hẳn đã không tìm thấy, đều dựa vào lão đầu. Hơn nữa, dưới tình huống sau khi lấy hẳn làm mồi nhử, trả giá bằng một đống máu, tốn hơn 10 phút mới tìm được chỗ của U. Không thể không nói, thần thông vạn tượng U tu luyện đúng là thần kỳ, tóm lại không tồn tại bất cứ khí tức nào. Lúc này chỉ xem Lục Nhĩ Mi Hầu có thể có thủ đoạn gì, hoặc nói tốn bao nhiêu thời gian để tìm ra U. Trong lòng hẳn vừa nghĩ như vậy. Ngay sau đó đã thấy Lục Nhĩ Mi Hầu chợt mở mắt, vèo cái biến mất tại chỗ. Đột nhiên, nó xuất hiện ở chỗ cách 50 mét, trực tiếp đánh ra một trường. Phụt. Cách hơn 50 mét, Dương Bách Xuyên chỉ thấy Lục Nhĩ đánh một trường với không khí, sau đó một tiếng nổ trầm thấp vang lên, tiếp theo là tiếng kêu thảm và tiếng phụt máu. Một vùng huyết vụ xuất hiện, Lục Nhĩ Mi Hầu chớp lóe đạp xuống mặt đất. Dương Bách Xuyên trợn mắt há hốc mồm. Trước sau chưa đến 10 tức, Lục Nhĩ đã ra tay đánh U ra ngoài. Người so với người tức chết người, nhanh như chớp một chưởng đánh ra huyết vụ, tiếp đó lại đạp mạnh qua. Dương Bách Xuyên vội vàng hô to, Lục Nhĩ đại ca, giữ lại tính mạng của hắn, ta căn dùng, giam căm là được. Nghe vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu sửng sốt, nhưng đạp về phía huyết vụ. Răng rắc, tiếng xương gãy và tiếng kêu thảm thiết vang lên, cùng lúc đó thân thể của U đã hiện ra. Hắn ta bị Lục Nhĩ phá pháp, ẩn thân biến mất. Sau đó, Lục Nhĩ lại đá lên người U. Bịch! Trong tiếng kêu thảm thiết, U bị Lục Nhĩ đá thẳng đến bên cạnh Dương Bách Xuyên. Ta phong ẩn pháp lực của hắn rồi, giao cho ngươi. Ta đuổi theo 3 tên chạy trốn đây. Dứt lời, Lục Nhĩ sấm rền gió cuốn vèo cái biến mất, trực tiếp đuổi theo 3 tán tiên bỏ chạy, không cho Dương Bách Xuyên cơ hội nói chuyện. Dương Bách Xuyên nhìn chỗ Lục Nhĩ Mi Hầu biến mất. Vô cùng hâm mộ, nói, hay cho một con khi kiêu ngạo, khi nào ta mới có thể ra vẻ giống hẳn. Sau khi lẩm bẩm xong, Dương Bách Xuyên rời mắt nhìn U đang hấp hối mà Lục Nhĩ đá đến dưới chân, hẳn cười ha ha tự nói, thần thông vạn tượng nằm trong tay ta rồi. Ngươi! Giờ phút này, cả người U đã bị Lục Nhĩ Mi Hầu phong ấn, chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Nghe Dương Bách Xuyên nói, hẳn ta trợn to mắt. Chuyện liên quan tới thần thông vạn tượng, U chưa từng nói với người ngoài. Cũng chưa từng nghe nói ngoại giới có thần thông này. Bắt đầu từ lúc có được thần thông vạn tượng ở cổ di tích, hẳn ta cho rằng đây là độc nhất, dù sao chưa từng có ngoại giới nhắc đến một chữ. Rất nhiều người đều biết pháp môn thần thông hẳn ta tu luyện đặc biệt, nhưng cũng chỉ biết đại khái là chức năng ẩn thân, hoàn toàn không biết tên. Nhưng mà bây giờ hắn ta lại nghe Dương Bách Xuyên nói ra cái tên thần thông vạn tượng, hơn nữa tiểu tử này còn nói thần thông vạn tượng nằm trong tay ta rồi. Đây là có ý gì? Lễ nào?
nháy mắt U bắt đầu sợ hãi, hẳn ta đã biết Dương Bách Xuyên muốn làm gì rồi. Dương Bách Xuyên muốn cướp đoạt thần thông vạn tượng của hắn ta. Chẳng trách vừa rồi lúc con khi khủng bố kia muốn giết hẳn ta, tiểu tử này lại hô dừng, không cho con khi giết hẳn ta. Bây giờ cuối cùng U đã hiểu, Dương Bách Xuyên không cho con khi giết hẳn ta, là để siêu hồn đoạt lấy thần thông vạn tượng. Nếu như Dương Bách Xuyên không ngăn cản để con khi nương tay, với sự cuồng bạo của con khi, vừa ra tay chắc chắn sẽ là kết cục hồn bay phách tán. Mà một khi hẳn ta hồn bay phách tán, thì Dương Bách Xuyên không thể siêu hồn, không có được thần thông vạn tượng. Còn tưởng tiểu tử này phát hiện lương tâm không để con khi giết hẳn ta, bây giờ xem ra là hẳn ta nghĩ nhiều rồi. Giờ phút này, trong lòng U lạnh như băng. Mùi vị bị siêu hồn không dễ chịu, hơn nữa rơi vào trong tay Dương Bách Xuyên, sau khi bị siêu hồn chắc cũng không có kết cục tốt đẹp, còn chẳng bằng chết đi cho rồi. Nhưng bây giờ từ trong ra ngoài của hẳn ta đều bị con khi khủng bố kia phong ẩn, không làm được gì cả. Chẳng khác gì người bình thường, quan trọng còn bị đánh tàn phế nữa. Đây mới là sự bi ai của U. Nhìn nụ cười quỷ dị của Dương Bách Xuyên, U há miệng nói ra một chữ ngươi, rồi không nói thêm được điều gì. Lúc này, khỏi nói Dương Mỗ đắc ý cỡ nào, nhếch miệng cười ha ha, nói, lão khốn nạn, không phải ngươi rất hống hách à, cho ngươi hống hách. Bịch, răng rắc. A, à, đang nói chuyện, Dương Mỗ chợt giẫm lên cánh tay của U, tiếng răng rắc vang lên, trực tiếp giẫm gãy một cánh tay còn lại của U. Một cánh khác đã bị Dương Bách Xuyên chém đứt trong lúc hai người âm thầm đấu pháp. Bây giờ, hai cánh tay đều bị phế trong tay Dương Bách Xuyên. A, à, tiểu tử muốn giết thì giết, U kêu thám thiết, nói. Đây là lợi tức, yên tâm, ta sẽ không để ngươi có mưu đồ nữa, ta chỉ muốn pháp môn của thần thông vạn tượng. Mà làm sao ngươi có được thần thông này vậy? Dương Bách Xuyên cũng muốn hỏi cho rõ ràng, lỡ như tên U này còn có kẻ giật dây mạnh mẽ, hoặc vẫn có người tu luyện thần thông vạn tượng. Thì đến lúc đó hẳn cũng dễ đề phòng. Ngươi, sao ngươi biết thần thông vạn tượng? U cũng muốn biết làm sao Dương Bách Xuyên nhận ra hoặc biết được thần thông này từ đâu. Từ lúc hắn ta tu luyện thần thông vạn tượng đến giờ, mặc dù chưa từng nghe nói có người tu luyện thần thông như vậy ở đảo Tán Tiên hoặc nơi khác của tu chân giới, nhưng U tin thần thông mạnh mẽ như vậy không thể nào không có truyền thừa. Thực ra hắn ta vẫn luôn âm thầm tìm kiếm, nhưng lại không tìm được bất cứ manh mối gì. Nếu như có thì cũng là một sự an ủi trong lòng trước khi hắn ta chết. Dương Bách Xuyên sửng sốt, không ngờ U cũng hỏi câu hỏi tương tự. Bây giờ xem ra, U có được thần thông vạn tượng chỉ là trùng hợp, không phải có truyền thừa, càng không phải truyền thừa từ vạn tượng tiên đế tiên giới mà lão đầu nói. Dương Bách Xuyên không có vẻ hòa nhã gì với kẻ địch suýt nữa lấy mạng của hắn như U. Nếu thần thông vạn tượng U có được không phải truyền thừa của vạn tượng tiên đế, vậy cũng không cần thiết nói chuyện tiếp nữa. Hẳn chuẩn bị trực tiếp siêu hồn cho xong chuyện. Hắn hử lạnh nói, ngươi mặc kệ ta biết được từ đâu, điều ta muốn biết, siêu hồn ngươi tự nhiên sẽ biết. Lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên đã chuẩn bị siêu hồn U. Nhưng đúng lúc này, U hô lên, đợi đã, chỉ cần ngươi nói cho ta biết lai lịch của thần thông vạn tượng, ta sẽ phối hợp cho ngươi có được thần thông vạn tượng hoàn chỉnh. Nếu không, ngươi cho rằng bí pháp thần thông quan trọng như vậy, ta lại không có chuẩn bị à? Nếu như ngươi cưỡng chế siêu hồn ta, phong ấn của thần thông vạn tượng được phong ấn trong nguyên thần sẽ kích hoạt, đến lúc đó cùng lắm ngươi chỉ siêu hồn được một nửa bí pháp thần thông vạn tượng, đừng hòng có được pháp môn hoàn chỉnh. Yêu cầu của ta rất đơn giản, nói cho ta biết lai lịch của thần thông vạn tượng mà ngươi biết, nếu không ngươi đừng hòng được như ý muốn. Ngươi nói cho ta biết coi như hoàn thành một tâm nguyện của ta, ta cũng ngoan ngoãn phối hợp với ngươi, thấy sao? Dương Bách Xuyên híp mắt, nói. Ngươi chết đến nơi rồi còn dám uy hiếp ta. Ha ha, ngươi nghĩ như vậy cũng không sai. U bày ra dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi. Điều này thật sự khiến Dương Bách Xuyên không dám mạo hiểm, đồng thời hỏi sư phụ Vân Thiên Tà ở trong lòng. Lão đầu, tên này đã bị Lục Nhĩ phong ấn rồi, lời hẳn ta nói đáng tin không? Giọng của lão đầu vang lên trong đầu hắn, quả thật ở tu chân giới có một số kẻ mạnh mẽ có thể, thêm phong ấn trên linh hồn của mình. Dùng để bảo vệ một số bí mật không muốn bị người khác có được hoặc nhìn thấy. Chính là để ứng phó với loại tình huống này. Có bí pháp tông môn đặc biệt dùng để phong ấn ký ức linh hồn, vì không muốn bí pháp của bổn môn bị siêu hồn truyền ra ngoài. Lúc cưỡng chế siêu hồn, phong ấn trong linh hồn sẽ tự động kích hoạt, sau đó phá hủy một số đoạn ký ức. Trông Tán Tiên này không giống nói dối, thà tin là có còn hơn là không. Lỡ như sâu trong linh hồn tên này thật sự có sức mạnh phong ấn,
con cưỡng chế siêu hồn hẳn ta, có thể sẽ không có được thần thông vạn tượng thật đấy. Nghe lời lão đầu nói, Dương Bách Xuyên lại được mở mang kiến thức, không ngờ còn có bí pháp phong ấn linh hồn, trong lòng hắn nghĩ có phải hắn nên đòi lão đầu một cái không, cũng để tăng thêm một bí pháp cho linh hồn của mình. Lỡ như hôm nào đó bị người khác bắt được rồi siêu hồn, vậy chẳng phải sẽ lộ hết bí mật à? Đương nhiên suy nghĩ này vừa lóe lên đã lại bị Dương Bách Xuyên lắc đầu bác bỏ, vì nếu thật sự có ngày bị người cưỡng chế siêu hồn, thì hẳn cũng đã cách cái chết không xa, bảo vệ nhiều bí mật hơn nữa cũng có tác dụng gì. Nhưng mà bây giờ hắn đúng là không dám dùng sức mạnh với lão khốn nạn này. Hắn nghĩ rồi hỏi, ta nên tin ngươi thế nào? Thích tin thì tin, ngươi không có lựa chọn, hơn nữa cả đời lão phu chưa từng có thói quen nói lời nuốt lời, dù sao rơi vào trong tay tiểu tử ngươi. Lão phu chấp nhận số phận rồi bây giờ u nói chuyện vô cùng lưu manh. Dương Bách Xuyên tức tới mức nghiến răng nghiến lợi, nói, được, tiểu gia thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, nhưng nếu ngươi dám lừa ta, cả đời này ta cũng sẽ không cho lão tiểu tử ngươi chết, ngươi hiểu không? Lời nói của Dương Bách Xuyên lọt vào tai của u, bỗng dưng khiến trong lòng u run lên, hắn ta biết câu này của Dương Bách Xuyên có ý gì. Có vài lúc sống còn đáng sợ hơn chết. Nhất là thủ đoạn của tu sĩ. Hành hạ nguyên thần mới là sống không bằng chết. U gật đầu nói lời giữ lời. Hắn ta cũng không dám. Theo hiểu biết của ta, thần thông vạn tượng xuất hiện sớm nhất là ở tiên giới. Có một tiên đế mạnh mẽ nổi danh nhờ thần thông vạn tượng, được gọi là vạn tượng tiên đế, hẳn có thể dựa vào thần thông vạn tượng để chiến đấu với tiên tôn. Dương Bách Xuyên nói cho U biết sự tích liên quan tới vạn tượng tiên đế mà lão đầu kể, cũng coi như thỏa mãn một tâm nguyện của U. Tiên tôn à? Thì ra là vậy, nếu thế truyền thừa của ta rất có thể chính là đến từ vạn tượng tiên đế. U cảm thán, vẻ mặt thư thái. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên giơ tay trực tiếp chộp lấy thiên linh của U, nói, tiếp theo đến lượt ta tìm hiểu ngươi rồi. Thực ra ta có thể trực tiếp truyền cho ngươi, U nói. Tiểu gia không tin ngươi dứt lời, trong lòng Dương Bách Xuyên chợt động, siêu hồn. A, U kêu thảm thiết, siêu hồn tổn thương đến nguyên thần và linh hồn. Tất nhiên cũng là chuyện vô cùng đau khổ, trái với ý trời. Nếu không phải lão đầu rất coi trọng thần thông vạn tượng, thực ra Dương Bách Xuyên cũng không muốn siêu hồn U. Hẳn cho rằng siêu hồn tức là hấp thụ toàn bộ ký ức cả đời của người khác vào linh hồn của mình, phải tốn rất nhiều thời gian để tiêu hóa, nếu không tiêu hóa được sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của bản thân, ảnh hưởng đến tu vi sau này. Thậm chí còn dẫn tới chấp niệm tâm ma. Nhưng để có được thần thông vạn tượng, Dương Bách Xuyên cũng chỉ có thể làm như vậy. Cái giá phải trả thì vẫn phải trả. Tận hơn 10 phút, Dương Bách Xuyên mới dừng tay. Biểu cảm của hắn không ngừng thay đổi. Đây chính là di chứng sau khi có được tất cả ký ức của U, cũng đồng nghĩa với trải nghiệm cuộc đời của U, cần tốn thời gian để loại bỏ, luyện hóa ký ức của U mới được. Đương nhiên quan trọng là hắn đã có được pháp môn của thần thông vạn tượng như ý muốn, hơn nữa còn là bí pháp vạn tượng rất hoàn chỉnh. Cũng may lúc trước đã đồng ý U. Nếu không có thể sẽ không có được thần thông vạn tượng thật. Bởi vì Dương Bách Xuyên đã phát hiện tồn tại sức mạnh phong ấn trong ký ức của U, chính là sức mạnh phong ấn bí pháp thần thông vạn tượng. Dương Bách Xuyên thăm hồ thật nguy hiểm, cố gắng thỏa mãn tâm nguyện của U, nếu không hẳn ta khởi động phong ấn, bí pháp thần thông vạn vật sẽ bị hủy. Dương Bách Xuyên đứng tại chỗ thích ứng ký ức của U, sau khi giữ lại ký ức có liên quan đến bí pháp. Thần thông vạn vật và ký ức về đảo Tán Tiên cùng núi Chí Tôn. Những hình ảnh còn lại đều bị hắn luyện hóa. Cho dù luyện hóa cũng bị ảnh hưởng đến tâm cảnh, cần này chậm rãi điều trị tâm cảnh. Trong trí nhớ của U, hắn ta đoạt được thần thông, vạn vật từ trong một di tích cổ, có vẻ hoàn toàn do dẫm phải vận may. Trong trí nhớ của U cũng không ghi lại lúc đạt được thần thông vạn vật, nó thuộc sự sở hữu của tông môn nào, chỉ là một bí pháp thần thông mà thôi. Cho nên không thể xác định lai lịch của thần thông vạn vật, có lẽ lai lịch của nó ở rất xa. Địa vị rất cường đại, bởi vì sư phụ từng nói lúc vạn vật tiên đế quật khởi ở tiên giới đã là chuyện của 10 vạn năm trước. Có chút tiếc nuối khi không biết lai lịch, nhưng cũng không còn cách nào khác, trong trí nhớ của U không có. Nhưng trong trí nhớ của Y lại có giới thiệu tu luyện thần thông vạn vật và tâm đắc mấy ngàn năm tu luyện của U, đây mới là thứ mà Dương Bách Xuyên cảm thấy hứng thú. Nhìn qua một lượt, Dương Bách Xuyên mới hiểu được thần thông này còn siêu hơn những gì sư phụ kế. Tất cả trung tâm ở hai chữ vạn vật, sau khi tu thần thông này có thể dung hợp với vạn vật, mượn dùng vạn vật, hóa hình vạn vật. Đương nhiên tiền đề là có thể tìm hiểu tỉnh thông bí pháp này, U tu luyện thần thông vạn vật vài ngàn năm cũng mới tu luyện đến trình tự ẩn thân trong suốt,
còn chưa đến ngưỡng mượn dùng sức mạnh của vạn vật cho bản thân dùng. Phía sau còn có trung tâm chân chính, đó là không gian pháp tắc. Đây mới là trung tâm của thần thông vạn vật, cũng là lợi hại nhất. Nhưng đối với Dương Bách Xuyên của hiện tại thì chỉ có thể nhìn, nhưng sau này hẳn chắc chắn sẽ đạt được không gian pháp tắc vạn vật, cũng tin tưởng bản thân có thể tìm hiểu được nó. Sau khi xem xong ký ức về thần thông vạn vật, Dương Bách Xuyên bắt đầu xem về hình ảnh của núi Chí Tôn. Vài phút sau, Dương Bách Xuyên bị chấn động. Hắn thấy được ký ức có liên quan đến Vượng Tử. Trong trí nhớ của U, mặc dù mấy trăm năm trôi qua, nhưng hình ảnh của Vượng Tử vừa xuất hiện, Dương Bách Xuyên đã xác định được chắc chắn đó là Vượng Tử. Giống với những gì nghe được ở Thành Tán Tiên, quả nhiên Vượng Tử bị Cửu Phong Chân Nhân nhốt ở bên cạnh rút máu luyện đan luyện yêu, lúc trước sau. Khi Vượng Tử ăn vụng đan dược của Cửu Phong Chân Nhân đã huyết mạch phản tổ tiến hóa, tránh thoát khóa nhốt yêu rồi chạy thoát. Trốn vào sâu trong núi Chí Tôn. Vì thế Cửu Phong Chân Nhân còn triệu tập U nhờ tìm kiếm, bởi vì U tu luyện thần thông vạn vật, nên thuật truy tung rất lợi hại, U giúp đỡ Cửu Phong Chân Nhân tìm kiếm Vượng Tử, sau đó tìm được Vượng Tử ở Chí Tôn Cung, bao vây Vượng Tử. Nhưng khoảnh khắc chuẩn bị bắt giữ, không biết vì nguyên nhân gì, Vượng Tử đột nhiên đâm đầu lên trên cánh cửa lớn ở Chí Tôn Cung, sau đó biến mất. Chí Tôn Cung là đạo tràng nghỉ ngơi của thiên tà Chí Tôn, là cấm địa của Đàm Tán Tiên, có quá nhiều người muốn đi vào. Nhưng ngay cả mấy lão tổ tán tiên cũng không có cách đối phó được với phòng ngự ở Chí Tôn Cung. Vượng Tử biến mất trong Chí Tôn Cung, Cửu Phong Chân Nhân cũng không có cách nào. Xem xong Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Vượng Tử không sao là được, biến mất trong Chí Tôn Cung thì dễ hơn nhiều, đó là nhà của sư phụ, đến lúc đó hắn sẽ có cách đi vào. Lấy lại bình tĩnh, Dương Bách Xuyên mở mắt, U cũng đã hoàn toàn tắt thở. Dương Bách Xuyên cũng không kinh ngạc với cái chết của U. Lúc trước U bị Lục Nhĩ đánh bị thương, mất nửa cái mạng, cộng thêm việc bị hẳn siêu hồn, hoàn toàn kết thúc sinh mệnh. U cũng đáng chết, bởi vì trong trí nhớ của hắn ta, Dương Bách Xuyên nhìn thấy hắn ta đuổi bắt Vượng Tử, làm Vượng Tử bị thương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 148.